chương 2000, rút hồn luyện phách, 10 năm như bóng câu qua cửa sổ, đảo mắt đã qua Thảo Thành, nơi này vẫn là Thảo Thành, có bách thiện thánh nhân bị người ca tụng, có thành chủ nhân hậu được người ta kính ngưỡng, có một hồ nước cỏ trong veo được người yêu thích. Một đám trẻ con 10 tuổi đang vui đùa, chạy quanh hồ cỏ, đột ngột, một đứa bé ngã xuống đất, những người khác đều xông tới, chỉ thấy trên chân của hắn một chút máu đỏ thấy mà giật mình. Tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả trẻ con, khôi phục như lúc ban đầu. Hàn thiện, các vị đại nhân đều nói trên người ngươi có long hồn long mạch, ngày sau nếu như tu hành nhất định sẽ trở thành nhân vật như tiên nhân, ngươi thật sự là giỏi. Đúng vậy, hôm qua ta bị một vết thương nhỏ, hôm nay còn có chút đau đớn, ngươi vừa té xuống nghiêm trọng như vậy, chớp mắt là tốt rồi. Ngươi là thần tiên hạ phàm, sau này, nếu ngươi trở thành thần tiên, nhất định đừng quên chúng ta nha. Một tiểu nữ hài dịu dàng nói, những hài nhi khác đều ồn ào, chỉ có hàn thiện lộ ra nụ cười tươi như ánh mặt trời. Nam hài tuy nhỏ, nhưng đã lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, tướng mạo cực kỳ đáng yêu, trong vẻ ngoài non nớt còn có chút phấn tu khí, người trong thành thường diếu cợt ngày sau nhất định là một mỹ nhân bại hoại. Mỗi khi đến lúc này, Hàn Thiện nhất định phải nói ta là nam tử Hán. Bọn nhỏ vui đùa một phen liền trở lại nhà mình, ăn khuya mở ra, trong lòng còn đang vụng trộm vui vẻ, mình là thần tiên hạ phàm, ngày sau cũng có thể thu thành thần tiên, phi thiên nhập địa, không gì không làm được. Đến lúc đó, ta liền muốn tất cả hoa màu lớn lên vô cùng tốt, tất cả mọi người không phải ở đây chịu đói bụng. Cha, tất cả mọi người đều nói ta có long mạch, có thể tu thành tiên nhân, nghe nói một số ngày, ngoài thành thần tiên tông môn sẽ tới nơi này thu đồ đệ, ta có thể đi theo hắn tu thành thần tiên hay không đây? Hàn Thiện trợn tròn mắt, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy mong đợi và chờ mong. Hàn quyền thư nghe vậy hơi sững sờ, xoa đầu hàn thiện, sau đó thở dài một hơi nói, thiện nhi, người có biết hôm nay thành chủ tìm cha vì chuyện gì không? Hài nhi không biết, bất quá hài nhi suy đoán, năm nay thu thành không tốt, cha lại phải cứu trợ một phen. Hàn thiện ăn vài ngụm cơm, nếu là như thế, cũng không tính là đại sự, tuổi trẻ ta buôn bán, hiện giờ ra tài bạc triệu, giàu có có khả địch thành, có thể khiến cho bách tính trong thảo thành không chịu đói, đó là chuyện ta nên làm. Chẳng qua, chuyện lần này liên quan đến toàn bộ xã Tắc Hưng Vinh của Thánh Vương Triều. Hàn quyền thư cất cao giọng trong mắt lóe lên vẻ kiên định, nói tiếp thiện nhi, long mạch của ngươi chính là thiên địa ban cho, lúc này, chính là lúc chúng ta trả thiên ân. Cha, vậy chúng ta phải trả như thế nào đây? Hàn thiện tò mò, hôm nay thành chủ trò chuyện với ta, hiện giờ công chúa Vương Triều Linh say đã 9 tuổi, nàng ta có tuyệt sinh mạch, 10 tuổi sẽ hương tiêu ngọc vẫn, căn cứ thượng tiên suy tính, linh túy công chúa cùng Vương Triều mệnh mạch tương liên, nếu nàng ta chết, khí vận Vương Triều sẽ không còn lâu. Mà nếu muốn cứu chữa hoàn toàn công chúa Linh túy chỉ có long mạch làm đan dược, long hồn làm thuốc mới có thể bước qua tuyệt sinh mạch, để cho nàng có thể tu hành, vi phụ đã báo lên hoàng đình, lòng hồn long mạch này của ngươi cô động đan dược, có thể tiếp tục nhiệm vụ của công chúa. Cho nên, ngươi không thể tu tiên, nói đến đây, hàn quyển thư khẽ thở dài một tiếng. Hàn thiện lập tức xứng sờ, hắn chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, mặc dù từ nhỏ được truyền thụ thiên hạ đại nghĩa. Nhưng thần tiên đối với bất kỳ đứa trẻ nào mà nói, đều là tồn tại cực độ mong đợi. Hôm nay, phụ thân hắn nói cho hắn biết, long hồn long mạch của hắn sắp sửa kính dân ra ngoài, con đường tu tiên cũng đứt đoạn cha con con không muốn hàn thiện run rẩy đôi môi nhỏ có chút trốn tránh nói khốn kiếp hàn quyền thư nghe vậy lớn tiếng quát thiện nhi linh thúy công chúa chính là liên quan đến vận mệnh xã tắc vương triều ngươi chớ quên vi phụ dạy bảo người một thế hệ không thể sống vì chính mình long mạch của ngươi là vì phụ thân làm việc thiện thiên hạ ông trời ban cho hôm nay vì dân chúng vương triều bảo ngươi phụng hiến người đường nghĩa không dung từ huống chi bất quá là long hồn long mạch, cũng không phải tính mệnh ngươi. Tu tiên là vì sao? Còn không phải là vì để người trong thiên hạ sống tốt hơn, hiện giờ ngươi không cần tu tiên, liền có thể cứu một vương triều, chúng ta há có thể chấp mê bất ngộ. Nói xong, Hàn Quyền Thư phất tay áo rời đi, mẫu thân Hàn Thiện lúc này ôm lấy Hàn Thiện, nhỏ giọng an ủi. Ban đêm buông xuống, Hàn Thiện ngày xưa sớm đã tiến vào mộng đẹp nhưng hai mắt trợn tròn, không cách nào ngủ say từ nhỏ đã dạy bảo và hướng tới tiên nhân đảo qua lại trong lòng hắn. Một đứa trẻ 10 tuổi, vào thời khắc này đã có thêm một chút thành thục. Thiện nhi, người sống một đời, không thẹn với lương tâm. Chúng ta không thể chỉ lo cho ta, không để ý lớn hiếp ta, người tên Hàn Thiện, nên nhớ làm người bản thiện. Hàn Thiện, đại nhân đều nói ngươi là thần tiên chuyển thế, người thật lợi hại. Ngày sau người có thể tu thành thần tiên, thiện nhi, nhớ lấy, nhân tính bản thiện, chớ nên sống ích kỷ. Cha ngươi là người lương thiện, chúng ta tin tưởng sau này Hàn Thiện cũng sẽ là người lương thiện. Ánh mắt Hàn Thiện trở nên có chút kiên định, cho dù vẫn còn chút không nỡ, cuối cùng cũng chậm rãi bị hắn che giấu, ánh trăng như nước, thông qua cửa sổ đi vào phòng, giống như một đôi bàn tay ấm áp vuốt ve trái tim Hàn Thiện, người lương thiện, ta muốn làm người lương thiện. Bên trong thảo thành, vẫn ấm áp mà bình thản như trước, thẳng đến ba ngày sau, một gã nam tử cao ngạo thân mang áo khoác hoàng mã, dẫn theo một đám hộ vệ đi vào đại viện Hàn gia, dưới thánh chỉ thánh hoàng thừa thiên, thiên địa minh chiếu, văn hàn ra con trai độc nhất hàn thiện, chính là người trời ban, thân thể long hồn long mạch, quả thực là chuyện may mắn của triều ta. Mệnh hàn thiện đã theo ngựa sử vào địa đô, cổ động đan dược, cứu tính mạng linh túy công chúa, cứu an nguy xã tắc, ban thưởng 10 vạn lượng hoàng kim cho hàn gia phong làm nhạc thiện hầu. Hàn quyền thư lúc này quỳ xuống đất bái phục lĩnh chỉ. Nam tử áo khoác vàng lôi lệ phong hành, cự tuyệt quyền sách hàn quyền giữ lại, mang theo hàn thiện liền vội vàng rời đi, nghe nói tình huống của công chúa không phải vô cùng lạc quan, thánh hoàng nóng lòng như lửa đốt, hàn thiện 10 tuổi trong lúc mơ hồ hồ, lần đầu tiên rời khỏi nhà. Một đường lao nhanh, tốc độ cực nhanh, ba ngày sau tới hoàng cung, hàn thiện ngay cả nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi, liền được đưa tới trước mặt một vị lão đạo tiên phong đạo cốt. Người này thân mặc đạo bào, tay cầm phù bụi, mặc dù thoạt nhìn đã già nua, nhưng tinh thần lại cực tốt. Lão đạo tên là Phàm Tâm Đạo Nhân, tu vi thông thiên, chính là lục địa thần tiên vạn người kính ngưỡng thánh hoàng thấy hắn cũng phải khách khí ba phần phàm tâm đạo nhân vuốt ve hàn thiện có chút sợ hãi lộ ra một nụ cười không sai quả thật là long mạch long hồn ta đây liền mở lò luyện đan có thể luyện dược nam tử áo choàng màu vàng kia nghe vậy lập tức chắp tay phiền toái thượng tiên lập tức mọi người rời đi trong toàn bộ đại điện chỉ còn lại hai người hàn thiện cùng đạo nhân hàn thiện nhìn phàm tâm đạo nhân có chút khiếp đảm nói thân thần tiên, lò đan này luyện thuốc thế nào a? À? Tự nhiên là để ngươi vào trong lò luyện đan, rút long hồn cùng long mạch của ngươi ra, lấy ngươi ra, sau cùng dung luyện thành đan. Phàm tâm đạo nhân lạnh nhạt nói, hàn thiện bất quá 10 tuổi nhi đồng, nghe nói muốn vào lò luyện đan luyện đan, nào còn có dũng khí, lập tức lắc đầu nói ta không, ta không cần luyện đan, ta phải về nhà, ta không muốn làm người lương thiện. Diệp Phàm có thể cảm thụ được rõ ràng sự sợ hãi, hàn thiên chảm phẳng phất như cố ý làm cho hắn chậm rãi chủ đạo, Loại kinh nghiệm bản thân trải qua này chân thật như vậy. Diệp Phàm hiểu rất rõ, loại cảm xúc này cộng minh vì tất cả cảm xúc này đều là ký ức ở sâu trong Hàn Thiên Trảm Thần Hồn không thể quên được, loại cấp độ sợ hãi này có lẽ chỉ là một lần bi thảm bình thường nhất trong cuộc đời hắn. Tiếp tục đi theo Hàn Thiên Trảm càng hiểu rõ ý chí của hắn, quyết định bởi chính Diệp Phàm, trong đầu hắn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể xóa đi những thứ Hàn Thiên Trảm lưu lại. Chương 2001, Ngưu Thiện thành thương tích. Diệp Phàm hơi lộ ra một chút trầm tư, tàn hồn Hàn Thiên Trảm đã bị tiêu diệt, nhưng Diệp Phàm hiểu rất rõ đây có thể là hóa thân sinh đạo của Hàn Thiên Trảm, bản thể của hắn vẫn đang ở trong huyết quật, một hóa thân ở bên ngoài cơ hồ Diệp Phàm đã toàn lực ứng phó. Nếu bản thể đến đây, chưa chắc hắn đã là đối thủ của Hàn Thiên Trảm. Hiểu rõ một ít quá khứ của Hàn Thiên Trảm ngược lại cũng không phải là chuyện xấu, huống hồ, Diệp Phàm vẫn luôn rất nghi hoặc, Thiên Kiêu có thể được Hồng Mông Thánh Vật lựa chọn. Sao có thể dễ dàng bởi vì oán hận mà phản bội tam giới mà phản bội huyết hồn tộc như vậy. Lần nữa tiến vào trong cơ thể thiếu niên, Cố Sự Hàn Thiên Trảm tiếp tục kéo dài. Phàm Tâm đạo nhân vung phù trần lên, lông trắng phía trước phù trần vươn dài, chói Hàn Thiện lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đã đến nước này, sao có thể để ngươi về nhà được, mau tới đây đi. Hàn Thiện lúc này kêu khóc, cả người sợ hãi chạy ra ngoài, nhưng mà phù trần chói ở trên người hắn lại như đôi bàn tay to kéo hắn lên. Tiếp theo trong tiếng kêu thảm thiết sợ hãi đến tận cùng của hắn, ném vào trong lò đan, nắp lò đậy, tiên hỏa nổi lên. Bên trong lò luyện đan tối như mực, Hàn Thiện sợ hãi rụt vào một góc, trong lòng đối với Thảo Thành Nhung nhớ vô hạn. Hắn muốn về nhà, lúc này ý niệm của người lương thiện sớm đã bị sợ hãi ăn mòn, hắn ôm đầu khóc, tiếng khóc từ lò luyện đan truyền ra, người nghe sinh lòng thương hại. Phàm Tâm đạo nhân như chưa cảm giác được gì, hai tay bắt đầu đánh ra pháp quyết, nguyên khí vận chuyển, lò đan bắt đầu xoay tròn với tốc độ khủng khiếp dưới tốc độ này, dù là người trưởng thành bình thường cũng sẽ tràn đầy máu tươi mà chết. Chẳng qua hàn thiện thân có long hồn nhưng cũng không đáng ngại, chẳng qua đối với một đứa trẻ 10 tuổi lại hệt như một cực hình. Tiếp theo, là triều hồn, như thế nào là triều hồn, long hồn chính là một loại thiên phú, chính là tương liên với linh hồn hàn thiện, nếu rút ra long hồn, nhất định chặt đứt liên hệ hàn thiện cùng long hồn, giống như xé rách linh hồn, trong đó đau khổ, không phải con người. Tiếng kêu thảm thiết của hàn thiện càng thêm thống khổ, lúc trước còn có lực lượng, nhưng về sau lại như người sắp chết, không còn sức gào khóc nữa mà đã có lực lượng long hồn long mạch, hắn thậm chí còn không có tư cách ngất đi. Loại rút hồn này quả thực không phải là nhân đạo, đối với Hàn Thiện mà nói, càng là lưu lại bóng tối cả đời, thậm chí bởi vì thiếu thốn linh hồn, ngày sau thần hồn sẽ thường xuyên xuất hiện cảm giác đau đớn linh hồn nổ tung. Rút long hồn ra, tiếp đó là luyện cốt, rút long mạch trong cơ thể Hàn Thiện ra, mạch cốt tương liên, cái này giống như lột xuống long mạch phía trên bộ xương cốt thống khổ trong đó lại đáng sợ cỡ nào. Tiếng rên rỉ vốn đã vô lực lại một lần nữa vang dội, đây là thống khổ đến cực hạn, bộc phát ra một loại tiềm năng có thể gào rú, muốn phát tiết loại đau nhức này, vậy ước chừng một khắc đồng hồ. Cuối cùng, nắp lò đan mở ra, một bóng người gầy yếu toàn thân đầy máu bay ra, hung hăng ngã trên mặt đất. Trong khoảnh khắc Hàn Thiện rơi xuống đất, đã hôn mê bất tỉnh, không còn long hồn long mạch, hắn ngoại trừ thể chất đặc thù lưu lại, ở một số phương diện, hắn còn đáng thương hơn so với người thường linh hồn không trọn vẹn thân thể cũng gần như phế bỏ về sau hắn chính là một phế nhân ngay cả người bình thường cũng không bằng thiện nhi thiện nhi thiện nhi chàng tỉnh lại đi phu quân nếu không phải bởi vì chàng thiện nhi sao có thể như vậy nếu thiện nhi xảy ra chuyện ngoài ý muốn cả đời ta cũng không cách nào tha thứ cho chàng vương đình hy mang theo tiếng khóc nói phu nhân vì toàn bộ vương triều thiện nhi hy sinh tất cả là sứ mạng của hắn huống hồ đại phu cũng nói thiện nhi chỉ là thất huyết quá nhiều không có trở ngại gì vì giang sơn xã tắc vì bá tánh bách tính chúng ta không phải là hoàng đế chúng ta chỉ là dân chúng bình thường ta chỉ cần thiện nhi của ta khỏe mạnh ta không cần quan tâm đến dân chúng vương triều gì cả hoàng đường vô luận là quý tộc hoàng cung hay là bá tánh bình thường đều nên có một trái tim can đảm vì thiên hạ người sống một đời làm sao có thể ích kỷ như thế người đây là ngô thiện hai giọng nói cãi lộn đánh thức hàn thiện dậy có chút miễn cưỡng mở mắt nhìn phụ mẫu quen thuộc sự sợ hãi trong lòng chậm rãi biến mất, đã trở về, lần nữa về tới nhà, nhưng đối với một hài nhi 10 tuổi như vậy, lại như là từ trong địa ngục đi ra vậy. Loại thống khổ, loại dày vò này, cả đời hắn cũng không muốn tiếp tục trải qua nữa, trên người truyền đến một loại vô lực, ngày xưa dùng không hết lực lượng đã biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này hắn cảm giác mình giống như đã không còn hoàn chỉnh, hắn đã mất đi thứ quan trọng nhất. Trong thời gian ngắn, ý chí hành thiện từ nhỏ bị quán thâu từ nhỏ bắt đầu bị trùng kích Hai mắt linh động ngày xưa trở nên có chút ảm đạm, hắn suy yếu nói cha, mẹ. Hàn Quyền Thư và Vương Bình Nghi cùng ngưng cãi nhau, sốt ruột đi tới trước mặt Hàn Thiện, quan tâm nói: "Thiện nhi, con không sao chứ?" Hàn Thiện suy yếu lắc đầu, tiếp theo nghiêm túc nhìn về phía quyển sách, mang theo mê mang nói: "Cha, ông trời thật có mắt sao?" "Có mắt, tất cả những gì ngươi làm hôm nay, ông trời đều nhìn thấy, ngày sau tất sẽ báo đáp cho ngươi, cho nên, Thiện nhi, ngươi ngàn vạn lần nhớ kỹ." mọi hành động hôm nay của ngươi đều là đúng. Bây giờ ở Thảo Thành, đồng dạng là người 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 đều ca tụng. Con làm đúng, cha nói rất đúng, con cứu được một vương triều, một xã tắc. Hàn Thiện lẩm bẩm nói, sau đó lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Hàn Thiện hiến hồn cứu công chúa đã trở thành giai thoại ở Thảo Thành, được vô số người tâm bốc. Khi nghe được những lời khen ngợi của Hàn Thiện, trong lòng nàng luôn có một chút cao hứng và vinh hạnh của tiểu hài tử. Dưới tình cảnh như vậy, một thiếu niên tuấn giật chậm rãi lớn lên trong một thảo thành vắng vẻ như thế này. Mười năm, đối với người tu hành mà nói, cứ như là một giấc ngủ. Mà đối với một bách tính bình thường, thì đó là khoảng tám phần của sinh mệnh. Đối với một hài đồng 10 tuổi, đó lại là quãng thời gian dài quan trọng nhất của hắn. Hàn thiện thiếu thốn linh hồn, mỗi khi đến đầu tháng, linh hồn đều sẽ phải đau đớn đến tê liệt, mà mỗi lúc như vậy, hắn đều sẽ tự nhắc nhở bản thân, mình cứu một cái xã tắc, tất cả nỗ lực, ông trời đều nhìn thấy trong mắt, loại đau ốm này của hắn sẽ không luôn theo hắn, bởi vì ông trời có mắt. Diệp Phàm cũng chưa trải qua quá trình 10 năm, hắn như cưới ngựa xem hoa đi qua thời kỳ thiếu niên của Hàn Thiên Trảm, nhưng Diệp Phàm lại có thể cảm giác được rõ ràng Hàn Thiên Trảm khắc cốt minh tâm trong đoạn thời gian này. Thương Thiên có mắt không? Có mắt, đây là câu trả lời của phụ thân Hàn Thiên Trảm cho hắn, Diệp Phàm là một người ngoài cuộc, nhưng cảm giác được rõ ràng Hàn Thiên Trảm đang ở giai đoạn này, mang theo thái độ khinh thường để cân nhắc đáp án của phụ thân hắn. Năm tháng rất nghịch ngợm, khi người nghĩ nó trôi qua nhanh, nó qua rất chậm, khi người khiến nó dừng lại, nó lại phảng phất bay nhanh. Mười năm thoáng chốc lướt qua, Hàn Thiện đã 20 tuổi, cũng là công tử nhân nghĩa nổi danh tại Thảo Thành, không chỉ có diện mạo cực kỳ anh Tuấn, hơn nữa còn là người hiền lành nho nhã, đối xử với mọi người tôn kính có lễ, là quân tử nổi tiếng ở Thảo Thành. Mỗi ngày bà mối đến Hàn gia giảng thân đều có thể từ Hàn gia xếp đến Thảo Hồ rồi, vô số tiểu thư khuê các đối với Hàn Thiện ái tâm, đồng dạng, Hàn Quyền thư cũng có ý để cho Hàn Thiện cưới vợ sinh con, cuối cùng lựa chọn Lý gia ở Đông Thành. Lý gia cũng là danh môn vọng tộc nổi danh ở Thảo Thành, đại tiểu thư Lý Ngọc Vân cũng là mỹ danh lan Sa, không chỉ có chi thư đạt lễ, còn là mỹ nữ số một số 2 Thảo Thành, Hàn Thiện cùng Lý Ngọc Vân kết hợp, có thể nói là lan tài gái sắc, tác quái chi phối. Sau ước định hôn nhân, ở cuối tháng này cử hành hôn lễ, Hàn Thiện gặp được gia chủ Lý gia Lý Dục Lăng đã bắt đầu chấp nhất lễ con rể. 2002 vốn là thiện nhân hành thiên hạ rơi xuống giờ này sẽ có người chết toàn bộ thảo thành lại lần nữa lâm vào bên trong vui vẻ từng nhà thường mở miệng ai cũng biết đại thiện nhân hàn quyển sách mỗi khi gặp hỷ sự sẽ rộng phát ngân lượng giúp đỡ mọi người cả thành cùng vui thời gian rất nhanh đã đến cuối tháng bầu không khí thảo thành trở nên càng thêm náo nhiệt vui mừng chỉ có điều hôn lễ không được cử hành đúng hạn thánh chỉ trời ban xuống thánh hoàng thừa thiên thiên địa minh chiếu đại hán vương triều lang kỵ chỉ thẳng thánh triều mấy tháng qua liên tục phá Nam Thành, trong Thánh Triều, lương thực thiếu hụt, dân chúng Thảo Thành, thân là dân chúng Thánh Triều, phải đồng sức với Thánh Triều. Mỗi nhà đều giao nộp 25 lượng vàng bạc, đợi biên quan lần này thủ thành, Thánh Triều trả lại tùy ý. Dưới Thánh Chỉ, Bách Tính khóc, 25 lượng, tương đương với chi phí một năm của Bách Tính bình thường, mấy năm trước tuy thiên hạ Thái Bình, Bách Tính sống tương đối thoải mái, nhưng cũng mất được chút lương thực dư thừa. Bây giờ Thánh Triều vừa thu hoạch, tiền tài nhiều như vậy, ai có thể lấy ra chứ? Thảo Thành vốn đang vui vẻ, chỉ trong một đêm đã trở nên vô cùng bi thiết. Sau khi hôn sự giữa Hàn Gia và Lý Gia bị đẩy đi, ngày hôm sau, Hàn Quyển Thư mang theo vài xe hoàng kim, giao cho ngựa sử, giải nỗi sầu của bách tính. Bá tánh toàn thành ủng hộ, nhân tâm đại định, năm tháng sau, dưới thánh chỉ, lại lần nữa thu thuế. Tất cả dân chúng đều mong chờ nhìn Hàn Quyển Thư, lại không biết, Hàn Gia cũng sắp lỗ rồi. Hàn Quyển Thư cả đời vì thiện, lòng mang thiên hạ, cho dù Hàn gia đã không còn tiền tài, Hàn Quyển Thư cũng không muốn bách tính chịu khổ. Vì thế, Hàn Quyển Thư chỉ bán khu cao cấp đi. Hàn thiện hành động trong Hàn Quyển Thư chỉ có trầm mặc, trong lòng hắn cũng rất thắc mắc, loại thiện lương này thật sự có thể đạt được hồi báo sao. Dù cho không cần báo đáp, nhưng thương nhân trong thành nhiều như vậy, chỉ cần mỗi người cống hiến một điểm, việc ở Thảo Thành sẽ được giải quyết trong nháy mắt, vì sao tất cả mọi thứ đều do Hàn gia gánh chịu. Hàn thiện cũng hiểu, đối với Hàn Quyển Thư mà nói, hắn sẽ không để người khác làm gì, nhưng hắn làm người phải không thẹn với thiên địa, nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì cứu tế thiên hạ. Buổi trưa ngày thứ hai, Hàn gia lại lần nữa đẩy ra vô số xe vàng, lại lần nữa đạt được ca tụng của dân chúng Thảo Thành. Nhưng khi tất cả mọi người biết, lần này Hàn Đại Thiện Nhân chỉ cống hiến một nửa thuế thu, vô số bình luận không tốt liền xuất hiện. Hàn Thiện Nhân, người giàu có như thế, vì sao không giúp chúng ta toàn bộ lót lên, trên ta còn có lão hạ tiểu, nếu là tiếp tục giao ra 15 lượng, cả nhà ta năm nay đều không chịu nổi. Đúng vậy, Hàn Thiện Nhân, ngươi là Bách Thiện Thánh Nhân, ngươi cũng không thể giữ lại vàng bạc để mình sống tốt, mặc kệ chúng ta sống hay chết. Chỉ đủ 15 lượng trợ cấp cho mỗi người, cho dù được 25 lượng, chúng ta cũng đỡ hơn một chút, Bách Thiện Thánh Nhân cũng ích kỷ như vậy sao? Trong khoảng thời gian ngắn, vô số quần chúng kích động, lòng đầy căm phẫn, Hàn Thiện nhìn hàng xóm Thảo Thành ngày xưa, không khỏi có chút tức giận, Hàn gia ta đã không có dư tài, đây còn là bán hào trạch mới gom đủ, chư vị không phải cha ta không giúp đỡ thật sự là lần trước thu nhận đã làm cho hàn gia ta thiếu hụt ha ha lời này làm sao tin được hàn gia giàu như vậy chỉ giúp chúng ta lót chút ngân lượng là lỗ vốn rồi rõ ràng là không muốn giúp đỡ bọn ta đại thiện nhân gì chứ đều là hạng người mua danh chuộc tiếng đúng vậy chính là hàn quyển thư người khác gì những người khác ngày thường tiểu ân tiểu nhân làm được một khi dính đến lợi ích của chính mình người cũng sẽ không quan tâm chúng ta sống chết một nhà già trẻ của ta dựa vào một chút tiền mà sống qua ngày lần này nếu nộp lên làm sao sống sót nếu chúng ta chết đều là tội nhiệt của hàn quyển thư người chính là như thế ngày xưa đối đãi hắn ngàn lần tốt đẹp liền thành chuyện đương nhiên nếu có một ngày người không làm được trình độ hài lòng người khác sẽ đưa tới chửi rủa cùng trách cứ hàn thiện trong lòng tức giận không thôi còn muốn nói chuyện hàn quyển thư ngăn hàn thiện lại chắp tay xin lỗi tất cả mọi người Tiếp đó y mang theo người của Hàn gia quay người rời đi, trở về biệt viện mà Hàn gia tạm thời cho thuê. Ý thức của Diệp Phàm trải qua tất cả những điều này theo Hàn Thiện, đây là yếu tố của nhân tính, Diệp Phàm hiểu rất rõ, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, loại yếu căn này sẽ thật sự khiến người có lòng đại nghĩa trong lòng. Hàn Thiện cất cao giọng nói cha, vì sao chúng ta rõ ràng là làm việc thiện, lại phải được bọn họ phê phán? Hàn Quyền thư nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ mỏi mệt, lời nói thấm thía, Thiện nhi, hành thiện không phải là vì có điều hồi báo, chúng ta hành thiện là bởi vì lòng ta có thiện, người khác hiểu lầm cũng được, không hiểu cũng được, thậm chí không có hồi báo cũng được. Người phải tin tưởng, tất cả những gì chúng ta làm, trời cao đều thấy ở trong mắt, thiện có thiện báo, chớ vì nhất thời khí, đi chửi rủa người ta. Hàn Thiện nghe vậy trong lòng hơi dừng lại, nhưng không có nói ra, thiện niệm trong lòng hắn lại có chút dao động, đây là thiện sao? Thiện hữu thiện báo, thật sự có thiện báo sao? Thánh Vương Triều và Đại Hán Vương Triều duy trì chiến loạn một năm, rốt cuộc dẹp loạn, cuối cùng Thánh Vương Triều phản công 6 thành, không chỉ không tổn thất, ngược lại còn thắng một bậc, chẳng qua trong vòng một năm, toàn bộ Thánh Vương Triều đã chết đói mấy chục triệu dân chúng. Chiến loạn đã lắng xuống, Thảo Thành tuy có hàn quyển thư tan hết ra tài tương trợ, nhưng cũng có không ít người đói chết, không ít người đối với hàn quyển thư từ tôn kính biến thành chán ghét. Hôm nay không thấy ca tụng, giao lưu ngày thường, đơn giản chỉ là hàn quyển thư không muốn cứu trợ thêm chút nào, mới dẫn đến những người kia chết thảm. Nhân tính như thế, mấy trăm nhà thương nhân ở Thảo Thành, chỉ có hàn gia dốc ra toàn bộ, giúp đỡ bách tính, cuối cùng, lại rơi vào ý của thiên phu, lại không biết là châm chọc hay là vạch trần hiểm ác của lòng người. Một ngày này, Thảo Thành không khác gì bình thường, Thảo Hồ vẫn thanh tịnh mát mẻ như trước. Tuy bởi vì chiến loạn mà mang theo một chút bi thương, nhưng so với những thành trì khác, nơi đây đã tính là tốt nhất rồi. Một nam tử đang mặc áo khoác ngựa vàng mang theo một đám binh lính, cưỡi thú mây chạy thẳng về phía biệt viện Hàn gia. Dưới thánh chỉ, thánh hoàng thừa thiên, thiên địa minh chiếu, nhạc thiện hầu quyền thư, trong thời khắc chiến loạn, lấy ngân lượng mua chuộc dân tâm, ý đồ tạo phản, hôm nay lấy tội phản triều hạ ngục, buổi trưa ngày mai, chém đầu ở Tây Môn, chu diệt cửu tộc. Loảng xoảng xoảng, tiếng kim loại khôi giáp va chạm vang vọng toàn bộ thành thảo, tiếp theo, trong từng tiếng kêu oan uổng, tộc nhân Hàn gia bao gồm cả người hầu tổng cộng 30 người, hong keng bỏ tù, 30 người kêu oan to, lại như tiếng gào thét vô lực, tái nhợt bất lực. Diệp Phàm không biết vì sao Thánh Hoàng Triều này lại đối xử với một nhà Hàn Thiên Trảm như vậy, cũng như Hàn Thiên Trảm ở thời kỳ này hoang mang, hắn cũng không rõ vì sao nhà hắn lại bị đối xử công bằng bực này. Thảo Thành chấn động, dân chúng vui mừng, đó là oán hận tích tụ khi Hàn gia cứu sống tất cả mọi người lúc trước giờ đã bùng phát, vô số dân chúng mất đi thân nhân hệt như cuồng phong kéo theo dân chúng đang lắc lư dụ dỗ người dân, bắt đầu vô cùng hân hoan có lẽ còn có bá tánh hiểu lý lẽ không đành lòng, hoặc là ở trong một tiểu viện nghèo khó nào đó, truyền ra một tiếng thở dài thiện nhân khó xử. Sắc mặt lạnh lẽo như nước, lạnh như băng như hàn đao, mạnh mẽ cắt chém trong lòng hàn thiện. Giờ phút này gã giống như một người đáng thương không có tín nhiệm, ánh mắt nhìn hàn quyển thư tràn đầy nghi vấn. Hàn quyển thư có một khuôn mặt rất nho nhã phảng phất như chỉ trong vòng một ngày đã già đi 10 tuổi. Ánh mắt thần thái sáng láng lúc trước giờ phút này đã trở nên ảm đạm không ánh sáng tóc đen chuyển thành tơ bạc, vạn ngàn đau khổ trong lòng, vốn là thiện nhân hành thiên hạ, rơi vào nay sẽ chết người. 2003, trời xanh vừa có mắt, thế nhưng không biết làm sao lại nhắm. Không có hò hét, không có cuồng loạn, chỉ có nghi vấn bình tĩnh, cha, ông trời có mắt không? Rất có mắt thấy, đã có mắt sao lại nhắm. Sáng sớm ngày thứ hai, liền có lính canh ngục đi vào, gông xiềng dùng linh mộc trói trên thân mọi người, tiếp theo, dưới sự thô lỗ thôi đẩy, đem mọi người ép ra ngoài lên thú xa, bắt đầu du phố, sự quyết thánh triều đều là hạng nhất phân du phố, để thể hiện uy nghiêm của thánh triều. Vô số dân chúng thảo thành đi theo, không có tiếng khóc trời kêu đất như trong tưởng tượng, oan vật bất bình. Lúc một vài trứng thu thối giữa nện lên mặt hàn thiện, vô số tiếng chửi rủa chấn nhiếp thần hồn của hắn ta, niềm tin của hắn ta đang sụp đổ. Vì sao, ta giúp xã tắc, trả giá long hồn long mạch, ta vì thiên hạ, chịu đựng thống khổ xé rách linh hồn 10 năm. Phụ thân ta vì dân chúng mà tan hết gia tài, một năm này, nhà không còn lương thực, ăn no một bữa đói khát. Chẳng lẽ, chỉ vì đám dân chúng vong ân phụ nghĩa này sao? Thương thiên ở đâu, vì sao không chịu mở mắt, nhìn xem hôm nay, nhìn xem nơi này, nhìn những người này, từ nhỏ cha ta đã thiện hành thiên hạ, không hề cầu hồi báo và ủng hộ, lại không ngờ, hôm nay rơi vào kết cục như thế, giống như một con chó nhà có tang, người người kêu đánh. Thiện nhi, một tiếng thở nhẹ, già nua khàn khàn cha đây chính là đạo thiện nhân người dạy con từ nhỏ sao ha 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 cha đây chính là ông trời có mắt thiện hữu báo sao vì sao vì sao a à? hàn thiện hô to trong lòng đầy bi phẫn đủ để thiêu đốt trời đất sáng sủa này đủ để làm loạn dưới vùng đất u ám này lòng hàn thiện nóng bỏng chậm rãi băng lãnh loại phẫn nộ loại hối hận điên cuồng thiêu đốt kia mặc dù đạo tâm diệp phàm như sắt lúc này vẫn bị cảm xúc hàn thiện ảnh hưởng Diệp Phàm một mực tuân theo tín niệm chính là không nên dễ dàng đi phán định tốt xấu của một người, bởi vì người khác trải qua, người chưa từng trải qua. Chỉ có mỗi Diệp Phàm là người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, tất sẽ trả lại người. Hàn quyền thư của ta, trên mặt hàn quyền thư chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt, sai rồi. Hàn thiện nhìn hàn quyền thư, đây là lần đầu tiên, ở trên gương mặt phụ thân hắn sùng bái nhất, ở trong đôi mắt tràn đầy hy vọng kia, phát hiện nước mắt, hai hàng nước mắt giống như thanh kiếm sắc bén nhất hung hăng xé nát trái tim hắn hành thiện là niềm tin đời này của hàn quyển thư hôm nay hắn lại nói mình sai rồi điều này so với giết hắn còn khiến cho hắn thống khổ hơn một người đột nhiên phát hiện mình cố chấp một đời cùng cực chính mình quyền khuynh đảo toàn bộ tín niệm truy cầu tất cả đều là lúc trò cười lưu lại chỉ có bi ai cỗ xe trở tù từ từ di chuyển ánh sáng mặt trời ấm áp dọi lên mặt trời ở phương đông nhưng lại giống như một cái màn trời màu đen chậm rãi che đi cái tâm lương thiện, hướng mặt trời mọc lên ở hướng đông. Mặt trời trong lòng ông ta đã đi xuống phía tây, đôi mắt hàn thiện trở nên chết lặng, gã nhìn hàng xóm láng giềng ngày thường tụng hát hàn ra, giờ phút này hận không thể cho bọn hắn chết, khóe miệng cong ra một đường cong tự diếu, thiện niệm trong lòng bị phong tồn, chỉ còn dư lại từng lời thề. Nếu có kiếp sau chắc chắn ta sẽ hàn thiện, nhất định sẽ tàn sát sạch sẽ thảo thành, không còn một ngọn cỏ nào, nếu có kiếp sau, ta hàn thiện, tất sẽ diệt cả thánh vương triều, khiến thiên hạ chìm trong chiến tranh, nếu có kiếp sau ta nhất định phải lột bỏ khoảng trời này, hỏi ông trời xem ngươi có mắt không. Cuối cùng xe tù ngừng lại, đám người hàn quyển thư bị dồn lên trên đài. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, sau lưng đều có một tráng hán tay cầm đại đao. Ngồi ở phía trên chính là Thảo Thành thành chủ lăng hồi ứ, ngày thường, mỗi lần dân chúng Thảo Thành có vấn đề, người này sẽ tiến về hàn gia, trò chuyện vui vẻ với hàn quyển thư. Nương việc thiện hàn quyển thư, ở Thảo Thành hắn cũng giành được một thanh danh tốt. Nếu nói chuyện tạo phản, lão biết rõ nhất, tuyệt đối không có khả năng, nhưng mà giờ phút này, trên mặt lão băng lãnh, khóe miệng lộ ra một chút trào phúng, trong tay chấp nhất lệnh bài, nhìn hàn quyển thư. Lăng huynh, hàn quyển thư của ta chết là chết rồi, nhưng mà, người rõ ràng biết tạo oan uổng mà, xem tình cảm nhiều năm của chúng ta, có thể giữ được vợ con ta không? Hàn quyển thư run rẩy nói, ha ha, lăng huynh, hàn quyển thư, người là loạn thần tội tử, nói chuyện phải chú ý một chút bổn quan không có bất cứ quan hệ gì với ngươi. Lang hồi nghe vậy lạnh lùng trào phúng, đông đảo dân chúng phía dưới cũng nhao nhao phụ họa. Hàn Quyển Thư là người giả tạo, nhận được tin này, bọn ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là người lương thiện, thì ra là muốn thu mua bọn ta trở thành thẻ đánh bạc để tạo phản của ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều ngu ngốc như vậy sao? Đúng vậy, luôn miệng nói giúp chúng ta, đến thời khắc mấu chốt, lại chỉ có thể lui về phía sau, con gái nhỏ của ta đã chết đói, những này đều là nghiệp do ngươi gây ra, người đáng chết. Lăng đại nhân còn chờ cái gì nữa, người này không chảm, thiên lý khó dung. Lương ngôn ấm áp nói một câu, ác ngữ đã thương lục hàn, đối với hàn quyển thư, ngữ ngữ trong miệng những người này há là lạnh có thể so sánh, nhìn tòa thành trì này, phảng phất mục nát, những bách tính này, ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Hàn gia ta, chưa từng thẹn với các ngươi, vì sao các ngươi lại như vậy? Hàn quyền thư cả đời đều không vì mình, lại bị các ngươi hận. Con ta vì cứu xã tắc, 10 năm qua, mỗi tháng đầu mỗi lần đều phải chịu nỗi thống khổ xé rách linh hồn lại đổi lấy chửi rùa chu sát hàn quyền thư của ta vì các ngươi mà tan hết gia tài nửa năm qua chỉ ăn no một bữa dùng cỏ dại chống đói lại rơi vào cửu tộc liên tục các ngươi nói cho ta biết ông trời không có mắt sao vì sao không thấy rõ thế gian trắng đen không xem nhân gian thiện ác các ngươi vô tâm sao lại không hiểu ân oán tốt xấu thiện ác thị phi hàn quyền thư hết lớn khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi khi tức uể oải hai mắt rưng rưng mọi người dưới đài cũng có không ít người lắng nghe nhưng không ai đứng ra nói một câu công đạo như biển người đến giờ lang hồi ném lệnh bài trong tay xuống cao giọng nói chảm nam tử cường tráng tay cầm đại đao đều dùng rượu phun ra đại đao ngược lại vung đao chém xuống sinh tử chỉ trong chớp mắt đao hạ lưu nhân một bóng người bay lượn tốc độ cực nhanh dẫm lên bả vai đông đảo dân chúng lướt một cái bay đến trên pháp đài trong tay nắm một đạo thánh chỉ Mọi người cả kinh, tiếp theo, lang hồi đi đến phía trước quỳ xuống, tất cả thần dân thấy thế đều quỳ xuống bái phục. Thánh chỉ mở ra, ông ta cất cao giọng nói, thánh hoàng thừa thiên, thiên địa minh chiếu, linh túy công chúa nghe tin vui mừng làm người tạo phản, tâm niệm ân nhân hàn thiện cứu mạng, vì vậy đặc xá tội chết hàn thiện, tội tạo phản không thể tha thứ, cho nên, mệnh hàn thiện suốt đời không được rời khỏi thảo thành, chỉ có thể ăn xin. Nói xong, mấy tên binh sĩ lôi hàn thiện đi, nam tử kia liền đưa thánh chỉ cho hàn thiện, sau đó rời khỏi pháp đài. Hàn Thiện nắm chặt thánh chỉ, đứng trên hình đài, hai mắt híp lại, cố nén nước mắt nhìn Hàn Quyển Thư và Vương Đình Hy. Trong mắt Hàn Quyển Thư và Vương Đình Hy lộ ra một tia may mắn, hai người nhìn Hàn Thiện đầy quyến luyến, môi khẽ mở, thanh âm nhỏ yếu hầu như không thể nghe thấy, nhưng Hàn Thiện lại nói, mẫu thân muốn hắn sống thật tốt, phụ thân bảo hắn không cần báo thù. Nhưng mà mặc dù đến lúc này Hàn Thiện như trước vẫn không rõ, Hàn ra hắn tại sao lại gặp phải đại họa này. 2004, vì sống sót, sống sót, hắn sẽ cố gắng sống sót, mối thù ngập trời này, hắn sẽ kiếm lời cho mấy người này. Hàn thiện nắm chặt nắm đấm, ngón tay đâm thẳng vào thịt của y, nhưng như chưa phát hiện ra, từng giọt máu tươi nhỏ xuống hình đài, nhuộm đỏ hòn đá cũng nhuộm đỏ sự lương thiện của y. Chém, lang hồi ngồi trên đài cao, ném lệnh bài trong tay xuống, hai mắt nhìn về phía hàn thiện, chỉ cần hàn thiện có dị động, y sẽ bắt lấy hắn chém giết, đây cũng là ý của phía trên. Nhưng mà Hàn Thiện thì như một người ý chí sắt đá, trơ mắt nhìn đám người vung đại đao lên. Hàn ra kể cả gia phó, 30 sinh mệnh chấm dứt, Hàn Thiện cắn chặt răng, cả người không nhịn được run rẩy, chẳng biết từ lúc nào, bầu trời đã có mưa rơi, khuếch tán máu huyết trên hình đài. Gần một lát sau, cơn mưa nhỏ đã lớn như chút nước, tất cả dân chúng đều chạy như bay về nhà, về đến đám binh lính đang ứ động cũng nhanh chóng rời đi, chỉ có Hàn Thiện đang ở dưới mưa to như chút nước vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ hàn thiện chậm rãi đi về phía hàn quyền thư mắt chết không nhắm mắt trên mặt đất cùng vương đình hy bước chân của hắn rất chậm phảng phất như mỗi một bước đều dùng hết khí lực toàn thân tóc của hắn bị mưa to lất phất mái tóc che mất khuôn mặt tuấn tú khóe mắt hai tròng mắt hai giọt huyết lệ chậm rãi chảy xuống vết máu nhàn nhạt bắt mắt mà dữ tợn suốt cục hắn đi tới trước mặt hai người ôm đầu hai người vào trong ngực nghẹn ngào khóc giống lên một tiếng kêu đau đớn vang vọng đến cực hạn của thảo thành cha mẹ mưa càng ngày càng lớn khiến toàn bộ thiên địa trở nên mông lung tựa như đang rửa sạch tội ác của thế gian hàn thiện tựa như một tượng đá ôm đầu lâu của hàn quyển thư và vương đình hy quỳ gối trên hình đài không có thẩm vấn không có công chính đến khi nhận tội danh xong hàn gia mới chém giết toàn bộ bản thân lưu lại một cái tàn mệnh chỉ có thể ăn xin cả đời tại thảo thành đây là thù hận thế nào mới có thể làm ra chuyện như vậy với hàn gia thù hận không có hắn đối với hoàng gia chỉ có ân không có thủ oán nhưng dưới thiên địa này tại sao lại có người báo thù như thế, vì sao thế gian này lại có nhiều súc sinh không bằng như vậy. Đã để lại tính mạng hàn thiện của ta, hàn thiện ta đã bắt các người phải trả giá đắt, ta sẽ không chết, cho dù sống như chó, ta cũng sẽ không chết. Tàn mệnh này nhất định phải giết cho bằng được dân chúng thảo thành, chém sạch hoàng thất thánh triều. Cái mạng tàn này, ta phải hỏi ông trời, mắt ngươi ở đâu? Từ hôm nay trở đi, ta tên là Hàn Thiên Trảm, đời này của ta, nhất định phải chém sạch thiên hộ nhân của Thảo Thành hai mắt hàn thiên chảm quét qua toàn bộ thảo thành, hận ý ngập trời hóa thành tiếng gào thét như muốn phá tan trời xanh này. Dưới mưa to, không ai đi lại bên ngoài, ai cũng không biết, một nam tử gầy yếu, lưng đeo 30 thi thể, đào hố 29 cái, mai táng bọn họ. Mưa to duy trì hai ngày, hắn trôn dòng dã hai ngày dòng. Mãi đến tận cuối cùng, ông ta mới đặt phụ mẫu vào trong một cái hố, trong đôi mắt mang theo vẻ không nỡ, mang theo hoài niệm, cuối cùng diễn biến thành sát ý phá tan chân trời hai ngày hai ngày đào đất không chết, chôn thân nơi mai táng. Nếu không phải thân thể của hắn đã từng mang long mạch, hôm nay còn có đặc tính khác với thường nhân, sợ là tâm lý quá độ, chắc chắn sẽ sinh bệnh. Mười năm trước, mặc dù long mạch bị rút đi nhưng hàn thiên trảm vẫn còn giữ lại một năng lực đặc biệt. Ví dụ như năng lực khôi phục của vết thương đau nhức, tỉ như thể chất bách độc bất xâm. Mười móng tay của hắn cơ hồ bị lật gãy toàn bộ, tiếp theo chóc ra, trên tay vết thương trồng chất, qua một hồi, móng tay một lần nữa mọc ra, trên tay trừ vết máu không có bất kỳ thương thế nào mưa to kết thúc ba ngày cuối cùng trời quang đã tạnh hàn thiên trảm ngủ trước mộ phần một ngày một đêm ngày thứ tư toàn thân dính đầy bùn đất giống như một cái thi thể chậm rãi đi đến trong thành đói khát ăn mòn hắn ba ngày không tiến giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt bờ môi nứt ra trạng thái cực kém cư dân thảo thành tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra hàn thiên trảm quân tử thiện với thảo thành hôm nay lại như chó nhà có tan chạy trên đường có thở dài cũng có lạnh lùng càng nhiều hơn là một loại khoái cảm không thể nói rõ cao hứng một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới bên người hàn thiên trảm người này là một người trẻ tuổi tên là lý tùng em trai ruột của lý ngọc vân ngày thường mỗi lần hàn thiên trảm bái phỏng lý ra hắn liền đi theo sau gọi một tỷ phu vô cùng thân thiết lý tùng nhìn hàn thiên trảm khóe miệng lộ ra một tia trào phúng và khinh thường cất cao giọng nói mọi người mau đến xem đây không phải đệ nhất công tử của thảo thành chúng ta hàn thiện sao sao lại xuống ruộng đất như vậy, chẳng khác một con chó, tỷ phu tiện nghi của ta, ta thấy người đói bụng nhỉ. Lý Tùng vừa dứt lời liền dẫn tới không ít bách tính vây xem, từng người chỉ trỏ nghị luận ầm ý. Tự gây nhiệt, không thể sống, nếu hàn gia không làm bộ làm tịch như vậy, lão thiên gia cũng sẽ không trừng phạt. Đúng vậy, hàn quyền thư cũng đã chết rồi, lưu lại một thứ như vậy thì có ích lợi gì. Vẫn ăn xin, không bằng chết đi cho rồi. Hàn thiên chảm nghe mọi người nói vậy, hai tay nắm thật chặt, tất cả những gì hắn nhận được hôm nay đều ghi tạc trong lòng, tự làm bậy, ha ha ha, tự gây nhiệt. nếu không phải vì một đám xuất sinh không bằng đám dân này, hàn gia hắn không cần phải xa suốt đến như thế. hàn thiện, lúc trước ngươi cũng có hôn sự với tỷ ta, hai nhà chúng ta cũng coi như là thế giao, chẳng qua hàn gia các ngươi là nghịch thần đặc tử, chuyện hôn nhân ngươi không cần suy nghĩ, để phòng ngừa người khác nói lý gia ta vô tình. hôm nay thiếu gia tâm tình tốt, thưởng ngươi một miếng thịt. nói xong lý tùng ra hiệu cho người hầu sau lưng người hầu áo xám bước lên lấy hai cái bánh bao đưa cho lý tùng lý tùng cầm trong tay cười lạnh nhìn hàn thiên chảm muốn ăn không hàn thiên chảm nghe vậy nhìn chằm chằm màn thầu nói thẳng muốn hắn cần thức ăn bởi vì hắn phải tiếp tục sống chỉ có sống mới có hy vọng được rất thẳng thắn có dáng vẻ ăn xin ha 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 không hổ là đệ nhất công tử của thảo thành chúng ta làm cái gì cũng dám nói nếu muốn ăn thì học chó sủa chó nên có bộ dáng như chó. Lý Tùng ném cái bánh bao trong tay đi, ánh mắt đầy vẻ nghiền ngẫm. Mọi người chung quanh thấy thế đều cười vang, mỗi người ồn ào, đúng vậy, học chó sủa, giống như chó con nhà ta. Hàn thiện công tử không phải thích nhất động vật sao, mỗi lần đều nuôi nấng chúng. Ai, muốn ta nói, hàn thiện công tử bây giờ, thật đúng là giống chó, nếu lại gọi thêm một tiếng, sẽ càng giống rồi. Đến đi, kêu đi, gọi đi, không gọi người thì không ăn, chưa ăn đã đói chết, lần này trưng thu bởi vì hàn gia các ngươi tự bọn ta cũng không có ăn ngươi cảm thấy sẽ cho ngươi ăn sao ha ha cũng chỉ có lý công tử có thiện tâm cho ngươi ăn nếu không ngươi cứ chờ chết đói đi kêu đi kêu đi gọi đi hàn thiên chảm bắt đầu run rẩy toàn thân học chó sủa hắn đường đường là nam tử hôm nay lại phải học chó sủa mới có thể sống sót thật đáng thương vương triều thu thuế sai là vương triều hàn gia vì mọi người mà phân yêu không tiếc tan hết gia sản chỉ nguyện làm người ta chết hít đi một chút, cuối cùng lại giận chó đánh mèo. Trên đời này, còn có đạo lý gì không? chương 2005, chết sao dễ dàng như vậy? Thiện nhân có thể khi dễ, Hàn Thiên Trảm không tin là sự tình trong lòng những người này là đúng hay sai, chỉ có điều, sau khi bọn họ mất đi thân nhân, bọn họ sẽ sinh ra cửu hận, bọn hắn nhát gan không dám coi thường loại quái vật khổng lồ như vương triều này, cho nên bọn hắn lựa chọn coi Hàn ra là kẻ thù. Thật đáng buồn biết dường nào phàm giới còn như thế, lại xem thiên giới mục nát này như thế nào. Một câu cuối cùng, như tiếng sấm nổ bên trong thần hồn của Diệp Phàm, đây là Hàn Thiên Trảm đang hỏi hắn. Nếu nói trong lòng không tạp niệm thì đó là giả, lúc này không biết từ lúc nào Diệp Phàm đã nắm chặt nắm đấm. Hắn biết rõ Hàn Thiên Trảm muốn khiến hắn cảm động khôn cùng, thậm chí Hàn Thiên Trảm có ý định thuyết phục hắn. Chuyện tiếp tục hồi ức của Hàn Thiên Trảm là một chuyện vô cùng ngu xuẩn, nhưng Diệp Phàm vẫn nhịn xuống cảm giác nguy cơ trong lòng, Tiếp đó hắn đi theo bước chân của Hàn Thiên Trảm. Hàn Thiên Trảm cắn chặt hàm răng, vang lên những tiếng xì xì, hai tay nắm chặt, nổi gân xanh. Hắn nhìn chằm chằm vào cái bánh bao trước mặt, trong lòng đầy bi phẫn và khuất nhục như muốn nuốt chửng cả người mình. Thời điểm tôn nghiêm cùng sinh mệnh đặt chung một chỗ, chết đi không thấy là khó, còn sống khuất nhục mới là tra tấn lớn nhất, nhưng mà hắn nhất định phải còn sống, hắn có lý do không thể chết, mặc dù sống như một con chó, hắn cũng phải cắn một cái vào lòng người mục nát phương triều. Gâu, Hàn Thiên chảm trầm thấp kêu lên, máu tươi tràn ra ngoài miệng, thân thể hắn không ngừng run rẩy. đầu lâu của Hàn Quyển Thư và Vương Đình Hy lăn lộn trong đầu hắn, một câu Hàn Quyển Thư của ta sai rồi, không ngừng đập đập vào trái tim hắn. Tôn nghiêm vào giờ phút này bị hắn vứt bỏ, ha ha ha, thú vị, thú vị, đường đường đệ nhất công tử Thảo Thành, hôm nay vậy mà học chó kêu, đây thật sự là âm thanh của thiên lai A, bánh bao này liền cho ngươi ăn. Nhưng mà, nếu đã là chó, ăn một chút là sẽ có dáng vẻ ăn cái gì đó lý tùng cười lớn một tiếng tiếp đó ném bánh bao trong tay tới trước mặt hàn thiên trảm dẫm chân lên xoay tròn một vòng cái màn thầu trắng nõn dính đầy bụi bặm trở nên tan nát ăn đi hàn công tử những người xung quanh cười vang hàn thiên trảm run rẩy nắm lấy cái bánh bao phủ đầy bùn đất tiếp theo hắn nghiêm túc nhìn mọi người cười nhạo xung quanh trong lòng không ngừng tự nhủ huyết hải thâm cừu chưa báo ta làm sao có thể ngã xuống ở đây được chỉ cần không chết thì có hy vọng ăn đi ha 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 ăn đi đại thiện nhân của chúng ta mau ăn đi yên tâm đi hàn đại công tử của chúng ta giống như phụ thân hắn đều là kẻ dối trá giả nghĩa đừng nhìn ngày thường tiết khí thanh cao trước mặt sinh tử còn không phải học chó sủa ăn đồ ăn vặt hàn thiên chảm mãnh liệt nhét màn thầu vào trong miệng vừa ăn khóe mắt không biết từ lúc nào đã trở nên hơi ướt không có nước mắt chảy xuống hắn nhịn được từ lúc hắn sống sót hắn đã biết đây chỉ là bắt đầu trong âm thanh cười nhạo càn rỡ của mọi người Hàn Thiên Trảm ăn từng miếng từng miếng, có lẽ do gã quá nôn nóng nên nghẹn họng, cuối cùng nhanh chóng chạy đến cạnh hồ cỏ rồi uống sạch nước trong. Nhất thời làm mọi người cười càng vui vẻ, Lý Tùng khinh thường lắc đầu, đột một lớn tiếng nói, hậu viện nhà ta có một con chó, mỗi ngày ta đều cho chó ăn, nếu người đói bụng ta sẽ đoạt đồ ăn với đại cầu nhà ta, ta tin tưởng sẽ rất có ý tứ. Có điều, ta còn rất cảnh cáo trước, nếu người bị đại cầu cắn chết, cũng không nên trách người khác, ha ha ha. Nói xong, Lý Tùng cười lớn rời đi, rất nhiều người vây xem chỉ trỏ sau đó cũng chậm rãi tản đi, chỉ để lại Hàn Thiên trảm một mình ngồi ngơ ngác ở bên hồ thảo hồ, nhìn chính mình phản chiếu trong hồ, tóc tai dơ bẩn, khuôn mặt bẩn thỉu, quần áo bẩn thỉu. Làm gì còn hình tượng của đệ nhất công tử Phong Độ Tao nhã của Thảo Thành ngày xưa, chỉ có điều giờ phút này hắn không nghĩ những thứ này. Hắn chỉ đang tiêu hóa tất cả mọi chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, hắn đang chậm rãi phong tồn sự nhu nhược, thiện lương của bản thân cuộc sống ở thảo thành rất là bình thản thời gian một năm chỉ trong nháy mắt đã qua một thành nhỏ hẻo lánh nghèo nàn an nhàn như vậy không tính là nơi binh gia phải tranh không tính là thành lớn giàu có nhiều sản lượng không có quá nhiều phân tranh nếu là biến hóa duy nhất chính là từ trước kia mỗi ngày đều phải đến hàn gia chiêm ngưỡng biến thành mỗi ngày đều muốn cười nhạo hàn thiên chảm một phen có lẽ đối với tiểu nhân vật mà nói đây có thể coi là niềm vui thú nho nhỏ bọn họ hằng ngày bình thản bần cùng Thời gian trôi qua, những người dân trong thành từng biết được cũng bắt đầu gia nhập đùa cờ đối với Hàn Thiên Trạm, mỗi ngày đều có một đám trẻ con theo sau lưng Hàn Thiên Trạm, hát ca dao. Bách thiện thánh nhân cuốn sách, mua danh chuộc tiếng bác dân tâm, may mắn được thánh triều hảo thiên ân, thay trời trừng phạt giả nhân, lưu lại một dòng quân tử thiện, có hư danh như chó sống, ăn xin khắp nơi không người hỏi, chỉ có giết chó sống. Hàn Thiên Trạm đi tới hậu viện Lý Gia, phía sau hắn là một đám người, có lẽ lúc này là thời gian tiêu khiển của bọn họ. Ngay cửa sau của Lý Gia, một con chó lông màu nâu cực lớn đang ăn đồ ăn ngon lành. Nhìn thấy Hàn Thiên Trảm đi tới, ánh mắt hắn lộ ra hung quang, nhe răng trợn mắt. Hàn Thiên Trảm cầm trong tay một cây gậy, cây côn dài một mét, tranh ăn cùng chó, đã từng là quân tử thiện, hôm nay lại cướp đồ chó ăn, cầu thả sống trộm, chó nhà có tang. Không phải Hàn Thiên Trảm không thể lấy rau dại đỡ đói, mà là hắn chỉ có thể lấy ăn xin mà sống, bất luận động tác nào khác đều sẽ dẫn tới binh sĩ truy đánh, ngoại trừ ăn hắn không làm được gì cả đây căn bản không phải một tòa thành đây là ngục giam đối với hàn thiên trảm còn đồ ăn hàng ngày của hắn chỉ có trong bát chó của đại viện lý gia không có bất cứ kẻ nào cho hắn chút đồ ăn tất cả mọi người đều đang mong chờ trò hay hắn và chó cướp đồ ăn mà đầu óc hàn thiên trảm kia cũng không phải loại lương thiện gì mỗi lần hàn thiên trảm giao đấu với nó nó thường xuyên bị lang cẩu cắn đứt một mảng máu thịt nếu không phải thể chất của nó đặc thù có thể nhanh chóng khôi phục lại thêm vạn độc bất xâm, sợ là đã chết không biết bao nhiêu lần. Hàn thiên chảm nhanh chóng chạy về phía chó hoang, lang cầu nhảy lên một cái, cắn về phía hắn, răng nanh sói rét lạnh tựa như lưỡi dao sắc bén cắn vào bắp đùi của hắn. Hàn thiên chảm đưa tay trái đè mũi con chó lại, bắt nó nín thở, đồng thời cây côn trên tay phải cũng đâm thẳng vào mắt của nó. Chó hoang thấy vậy, một người cường tráng mạnh mẽ nhảy về phía sau, mang theo một khối huyết nhục đến bên cạnh, bắp đùi hàn thiên chảm ướt sũng máu tươi hàn thiên chảm lại như không cảm giác được chạy đến trước bát cơm của lang Cẩu, ôm bát ăn cơm chạy về phía xa xa chó sói bị dây thừng khóa lại không cách nào truy đuổi chỉ có tiếng gầm rú hung ác trong miệng còn ngậm một khối máu thịt đẫm máu muốn có được thì nhất định phải nỗ lực hôm nay hắn thất thủ dùng máu thịt của mình đồng dạng hắn cũng lấy được một chén cơm huyết dịch trên đùi chậm rãi ngưng lại vết thương cũng chậm rãi khép lại đây là năng lực đặc thù hàn thiên chảm long mày còn sót lại Chẳng qua mỗi lần thương thế khôi phục, hắn lại có thể cảm giác yếu ớt ở sâu trong linh hồn, hắn biết rõ, không có bất cứ thứ gì là không có trả giá, hắn mặc dù có năng lực đặc thù, có lẽ tiêu hao lại là tuổi thọ của hắn. 2006, cuộc đời Hàn Thiên Trảm, cũng giống như thường ngày, ngồi bên bờ cỏ, ăn cơm cho chó ăn. Hai mắt của hắn như không có thần thái, chỉ là cứng ngắc ăn lấy ăn, đồng thời lặng lặng nhìn hồ cỏ. Trên đường phố phía sau hắn người đến người đi, thỉnh thoảng truyền đến một ít cười vui, Bên cạnh thảo hồ, có mấy đứa trẻ vô ưu vô lo chơi đùa, mỗi đứa đều cố ý ly Hàn Thiên Trảm xa một chút. Hàn Thiên Trảm như một cái xác không hồn, không hợp với tòa thành này, thế giới này không hợp nhau. Thời gian một năm, hắn sống tạm một năm như vậy, nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội trở mình, không cách nào ra khỏi cửa thành, không cách nào tu luyện. Hàn Thiên Trảm nhìn chằm chằm vào thảo hồ, hắn không biết ngày tháng như vậy còn cần bao lâu nữa. Nhưng hắn nhất định phải chờ, cho dù là 5 năm, 10 năm, hắn không tin binh sĩ trong thành sẽ không để mắt tới hắn chỉ cần có cơ hội hắn sẽ chạy ra khỏi lồng giam to lớn ở thảo thành chỉ cần ra khỏi thảo thành hắn có cơ hội xoay người trở lại ban đêm không khí lạnh lẽo như hàn băng chậm rãi xóa đi trái tim nóng bỏng như lửa của hắn hắn cần phải trở lại ngôi miếu đổ nát kia lần nữa ít nhất trong miếu hoang hắn sẽ không chết cóng đột ngột một cơn đau đớn xé rách linh hồn kéo tới lại là đầu tháng hắn cắn chặt răng dùng sức quá tràn ra máu tươi trong miệng hắn phát ra tiếng gào thét nặng nề như dã thu thống khổ gào thét hai tay gã nắm thật chặt thảo dược cạnh hồ bởi vì thống khổ nên đã cắm tay phải vào trong bùn đất rất nhanh mấy tên binh sĩ liền hùng hùng hổ hổ đi tới quyền đấm cước đá vào hàn thiên chảm lại muốn ăn vụng linh thảo dại đánh cho ta hàn thiên chảm nắm chặt hai tay trong đôi mắt là sự quật cường là khuất nhục là sự phẫn nộ đánh nhau nửa canh giờ mấy binh sĩ cũng có chút mệt mỏi mang hắn tới ngôi miếu đổ nát tùy ý ném trên mặt đất tiếp theo ngáp rời đi chỉ có hàn thiên chảm cắn răng hung hăng nắm lấy cột đá bên cạnh trên cột đá không ngừng có bột đá bị hắn bóc ra hai tay của hắn chảy máu tươi chết sao mà khó sinh sao dễ nhẫn nhịn mặc dù đau đớn biết bao nhiêu mặc dù có khuất nhục lớn đến mức nào mặc dù đáng sợ đến mức ấy ta nhất định sẽ nhịn xuống sống sót dùng hết mọi khả năng để sống sót a à, sống sót có thể nói ta muốn làm cho thiên hạ vô tâm này chết hết, ta muốn vương chiều mục nát này sụp đổ trong khoảnh khắc, ta muốn cho ông trời không có mắt, bị máu tươi nhuộm đỏ, ta muốn đem thiên hạ này dẫm dưới chân. Một năm qua đã khôi phục huyết nhục, bây giờ nỗi đau hồn liệt so với hắn nghiêm trọng hơn không biết bao nhiêu lần, cuối cùng hàn thiên chảm đau đớn đến hôn mê. Trong mông lung, một thân ảnh gión rén đi tới, tiếp theo một trận ướt át chui vào trong miệng hàn thiên chảm, là nước. Sau khi hàn thiên chảm tỉnh lại, đập vào mắt là một thiếu nữ xinh đẹp chừng 16 tuổi, quần áo trên người thiếu nữ bẩn thỉu không chịu nổi, trên tóc còn có không ít bùn đất, ngoại trừ một đôi mắt linh động có thần, toàn thân so với Hàn Thiên Trảm cũng không tốt hơn bao nhiêu. Hiển nhiên là thiếu nữ đã cứu Hàn Thiên Trảm, nàng hơi sợ hãi, nhìn Hàn Thiên Trảm, sau đó kinh ngạc lấy ra nửa cái bánh bao dịu dàng nói, Hàn công tử, đây là cái màn thầu mà ta lấy được hôm nay, ngươi ăn đi. Trong nháy mắt Diệp Phàm cảm nhận được hồi ức của Hàn Thiên Trảm, tình yêu từ trong xương tủy dâng lên, hiển nhiên, người này chính là Thư Nguyệt. Hàn Thiên chảm nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, im lặng không lên tiếng, hắn kéo lê thân thể mệt mỏi không chịu nổi tựa vào trụ đá bên cạnh, không để ý đến ý tốt của thiếu nữ, hắn hận tất cả mọi người trong thành. Thiếu nữ từ từ di chuyển thân thể đến bên người Hàn Thiên chảm rồi chậm rãi lấy màn thầu đút cho Hàn Thiên Trạm, ta biết rõ một nhà Hàn công tử là người tốt. Năm đó trong trận chiến ở Thánh Hoàng Triều, nếu không phải Hàn gia tiêu tan hết gia tài thì không biết bên trong thảo thành đã có bao nhiêu người trở thành ăn mày với ta như vậy. Những lời này giống như nói đến tâm khảm Hàn Thiên Trảm, cuối cùng, ý nghĩ sống sót chiến thắng hết thảy, Hàn Thiên Trảm chậm rãi mở miệng. Nhớ lại những chuyện về sau, ngược lại không có quá nhiều đau đớn, như Diệp Phàm dự liệu, nữ chính là Thư Nguyệt. Một tháng sau, Lý gia phảng phất cảm thấy chán ghét loại chuyện Hàn Thiên Trảm cướp đoạt cơm chó này. Hàn Thiên Trảm không có nguồn gốc ăn cơm hắn bắt đầu đi ăn xin khắp nơi trong thành lúc đầu diệp phàm tiến vào hồi ức của hàn thiên trảm hắn không có trạng thái sinh hoạt như sau bữa cơm chó lấy không được cơm còn phải bị những người này đánh diệp phàm không thể không bội phục sự nhẫn tâm của hàn thiên trảm diệp phàm biết rõ hàn thiên trảm không động thủ phản kháng chính là không muốn để cho binh sĩ của thảo thành có cơ hội động thủ hắn muốn sống hắn muốn báo thù thư nguyệt kéo thân thể trồng chất vết thương trở về miếu hoang còn chưa trở về Lần trước Thư Nguyệt chém cho Hàn Thiên Thiên chảm nửa cái màn thầu, hình như là tiền thuê chỗ ở của hắn. Từ đó về sau, Thư Nguyệt cũng một mực ở trong miếu đổ nát. Nghe đồn là ngôi miếu này là một nơi không rõ ràng, đám ăn mày trong thảo thành cơ bản đều kính nhi viễn chi. Thư Nguyệt là vì có một ít kinh nghiệm không tốt nên không thể không tới đây, mà Hàn Thiên chảm, hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn cần một nơi gió che mưa, sau nửa canh giờ, Thư Nguyệt về tới miếu đổ nát. Nàng nhìn bộ dạng hàn thiên trảm suy yếu của hàn thiên trảm, lúc này đi tới trước mặt hàn thiên trảm, lấy ra một cái màn thầu đầy bùn đất. Cô nuốt nước miếng, tiếp đó đưa bánh bao cho hàn thiên trảm, hàn công tử, người ăn đi, ta ăn rồi. Hàn thiên trảm nhìn chằm chằm thương nguyệt, nửa ngày, hắn lắc đầu nói, người của Thảo Thành đều cho rằng ta là tội nhân, nơi mà ta đi qua, người người kêu đánh, vì sao người còn muốn giúp ta? Bởi vì ta biết hàn công tử không phải người xấu, hàn lão gia càng là đại lương nhân hiếm có. Thư Nguyệt nghe vậy lắc đầu, Hàn Thiên chảm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, đại thiện nhân, ha ha ha, đại thiện nhân, hay cho một người lương thiện, nhìn thấy không, đây chính là kết cục của đại thiện nhân. Những lời này là nói cho Thư Nguyệt, cũng là cho Diệp Phàm nói, Diệp Phàm đang nghe, đồng dạng cũng có cảm xúc, Thảo Thành tuy là một tòa thành nhỏ, nhân số cũng có mấy vạn, một bộ phận ngu muội vô tri, một số người bởi vì thân nhân đói chết mà giận chó đánh mèo nhà nghèo, nhưng tuyệt đối không phải tất cả mọi người đều là ác nhân, đều hồ đồ, vì sao những người này chưa từng giúp Hàn Thiên Trảm một chút nào? Đơn giản là bởi vì tất cả mọi người đều sợ phiền phức, đều không dám vươn tay trợ giúp Hàn Thiên Trảm, ai cũng biết Hàn gia có ý như hôm nay chính là hoàng triều. Ngẫm lại lúc nguy nan, Hàn gia vì thảo thành mà làm tất cả, so với việc bọn họ đối Hàn Thiên Trảm thì có thể nào không làm cho người ta thất vọng. Cuối cùng Hàn Thiên Trảm và Thư Nguyệt cũng chia miếng bánh bao kia. Nửa năm sau, Hàn Thiên Trảm không chiếm được bất kỳ thức ăn gì mà Thư Nguyệt phân phần thức ăn của mình cho Hàn Thiên Trảm giúp hắn kéo dài hơi tàn. Mãi đến nửa năm sau, Thư Nguyệt một đi không trở lại. Hàn Thiên chảm tìm khắp toàn bộ thảo thành, cuối cùng trên pháp trường tìm được Thư Nguyệt. Tay chân nàng bị đánh gãy, vô lực nằm dạp trên mặt đất, mà binh sĩ trừng phạt nàng liền cao giọng nói trước Hàn Thiên chảm, nói Hàn gia vô tội, ý của các ngươi là nói Hoàng Triều oan uổng trung lương rồi sao? Tất cả nhìn đi, đây chính là kết cục của việc nói lung tung. Thư Nguyệt nói tốt giúp hắn một câu rồi rơi vào kết cục như vậy. Một năm trước, Hắn đã tận mắt nhìn thấy hơn 30 người nhà mình bị cả nhà tịch thu tài sản. Hôm nay, người duy nhất giúp hắn biến thành phế nhân. Đây chính là cuộc đời của Hàn Thiên Trảm, đây chính là câu chuyện trước khi hắn quật khởi, đây cũng là nỗi thống khổ mà cả đời hắn không thể quên được. 2007, sau Thảo Thành, nhân tính đều ác, tiếp đó hắn và Thư Nguyệt làm cách nào để rời khỏi thành Thảo, thì làm sao để sống nương tựa lẫn nhau, làm sao cùng nhau tu hành, quá trình báo thù Hàn Thiên Trảm vẫn chưa tiếp tục dẫn lá của mình theo, có lẽ đối với Hàn Thiên Trảm, tình yêu của hắn và nữ Nguyệt sau khi chết là chuyện trọng yếu nhất và thần thánh nhất trong nhà hắn, hắn không hy vọng Diệp Phàm lấy thân phận của hắn tham gia vào. Mà điều khiến Diệp Phàm cảm thấy cực kỳ hoang đường lại tạo thành nguyên nhân cuối cùng của tất cả những chuyện này. Hàn Thiên Trảm mang Diệp Phàm vào quá trình báo thù của hắn, mà trong toàn bộ quá trình, Diệp Phàm đã biết tất cả mọi chân tướng, tất cả nguyên nhân gây họa lại là Long Hồn Long Cốt do Hàn Thiên Chạm tạo ra công chúa linh túy thánh hoàng triều có đam mê sạch sẽ đến biến thái. Sau khi nàng ăn hàn thiên trảm long hồn và đan dược ngưng kết từ long cốt của hàn thiên trảm, hấp thụ long cốt của hàn thiên trảm, cũng không tránh khỏi nhiễm khí tức của hàn thiên trảm, nàng cảm giác mình không thuần khiết, đối với loại người ưa thích sạch sẽ của người biến thái mà nói, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, nên mới giận chó đánh mèo đến hàn ra. Nếu không phải linh túy công chúa bước vào con đường tu hành, không muốn đạo tâm bị hao tổn thì hàn thiên trảm khó tránh khỏi cái chết. Rõ ràng là ân, lại vì si mê sạch sẽ của linh túy công chúa mà trở thành thù, rõ ràng là nhân từ nhưng dưới sự ích kỷ của con người mà lại trở thành ác, rõ ràng là đã trả giá, thế mà lại vì thiên đạo bất công bị tịch thu tài sản. Lý do vớ vẩn cỡ nào, kết thù báo ơn biết bao nhiêu, Diệp Phàm người nói thử xem, tại sao nàng có thể làm ra chuyện hoang đường như thế. Tất cả hình ảnh vỡ vụn, thân ảnh màu máu của Hàn Thiên Trảm xuất hiện, hắn nhìn chằm chằm Diệp Phàm nói. Bởi vì nàng cường đại, lúc đó người ở trong mắt nàng chính là con kiến ai sẽ quan tâm đến ân tình của sâu kiến diệp phàm nghe vậy lạnh nhạt nói không sai ha 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 yếu hơn là tội sao chính vì ta nhỏ yếu cho nên ta đáng đời mặc người khác khi dễ sao cha ta cả đời vì thiện cuối cùng ông ấy nói ông ấy sai rồi Người có biết lúc ta nhìn thấy phụ thân đỉnh thiên lập địa lưu lại huyết lệ ta đối với thế giới này căm hận sao ta diệp phàm không trả lời tiếp hắn có thể hiểu nhưng không làm được cảm động lây bởi vì phụ thân hắn khi còn bé đã bị người của học phủ trí tôn mang đi, hắn không cách nào cảm nhận được sự tôn sùng của Hàn Thiên Trảm đối với phụ thân. Khi ta đau đớn nhất, Nguyệt Nhi đi tới bên cạnh ta, lúc ta bất lực nhất, chỉ có một mình nàng vươn tay, ta cùng vinh nhục với nàng, cùng nhau tu hành, cuối cùng ta tàn sát thảo thành, diệt thánh hoàng triều, một đường phi thăng tiến vào tiên giới, thời đại đế phong, tiên nhân phi thăng như heo chó, vào thời điểm đó, sau khi chúng ta phi thăng liền sẽ trở thành nô bộc của tiên nhân. Hàn Thiên Trảm nói đơn giản, ta một đường nâng đỡ cho nàng, sau đó ta đạt được sự tán thành của thiên địa xích, tư chất càng ngày càng đáng sợ, tu vi càng ngày càng mạnh, ở tiên giới đã sáng lập ra uy danh hiển hách, hồng mông thánh vật, phàm là người được chọn đều có mệnh nghịch thiên, thiên mệnh của thời đại đế phong là bách tìm, mà ta là thiên mệnh cao hơn. Đã có thiên mệnh, làm sao có thể thành ma? Diệp phàm nghe vậy dò hỏi, thành ma thành Phật đều ở một ý niệm, sự xuất hiện của huyết hồn tộc không phải là sau khi ta chết, ở thời đại đế phong huyết hồn tộc đã thẩm thấu đến các nơi ở tiên giới năm đó nguyệt nhi đạt được bí thuật đoạt thiên chính là đoạt thiên vận tụ thân thành thiên mệnh kỳ môn hàn thiên chảm nói tiếp bởi vì tư chất thấp kém nên nguyệt nhi luôn nhận được sự trào phúng của rất nhiều tiên tử trên tiên giới có được bí pháp này thị vi vi hạnh nhưng pháp thuật này không như ý trời mặc dù thị biết nhân tính ích kỷ cũng căm hận người dân thảo thành thế nhưng đồ sát thảo thành tiêu diệt thánh hoàng triều có rất nhiều chuyện ta rất ít khi nhớ lại, ta cảm ơn thiên địa xích chiếu cố ta, cho nên ta mới biết trách nhiệm của mình. Cho nên ngay từ đầu, Nguyệt Nhi không tu hành loại bí pháp này, cho dù trong lòng nàng khát vọng vô cùng cường đại. Sau này vì sao lại đi lên con đường này? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Hàn Thiên Trạm, lạnh nhạt nói, trong lòng cũng đã có suy đoán. Ngươi nói xem, có lẽ sẽ có một ngày ngươi sẽ đi trên con đường này, tiên giới mục nát, ngươi căn bản chưa từng thật sự hiểu rõ, dưới hạo kiếp, Người dùng vũ lực tuyệt đối cùng với sợ hãi tử vong của bọn họ để thống trị bọn họ, nhưng mà bọn họ lúc nào cũng có thể ở thời điểm mấu chốt nhất, vì lợi ích của mình mà phản công một kiếm, đây chính là tiên giới. Hàn Thiên trảm nhàn nhạt nói, có lẽ sống quá lâu rồi, rất nhiều chuyện nhìn bằng vẻ mờ nhạt, hoặc giả đây chỉ là hình ảnh hồn lực của hắn sinh trưởng lúc cuối, không tạo ra quá nhiều chấn động cảm xúc. Người giết mấy chục tỷ tiên nhân trong huyết quật là vô số sinh linh trong phong tiên giới. Năm đó, Nguyệt Nhi giết tất cả thiên kiêu cũng là quân cờ mà huyết hồn tộc lẫn vào tiên giới. Hàn Thiên chạm nhìn chằm chằm Diệp Phàm, biểu cảm đó không cần nói cũng biết, giữa bọn hắn trông giống nhau đến mức nào. Vậy Bách Vân Tiếc thì sao? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hỏi, Bách Vân Tiếc không phải huyết hồn tộc, điểm này Diệp Phàm vô cùng rõ ràng. Vân tích có được một trong tứ đại đồng thuật thượng cổ thiên cơ, ta có hồng mông chi khí, phân đoạn không cách nào nhìn thấu vận mệnh của ta, nhưng nó có thể nhìn thấu vận mệnh của Nguyệt Nhi, Lúc ấy nó đã chết nhiều thiên kiêu như vậy, các thế lực lớn trong thiên hạ đều cảm thấy phẫn nộ, tìm được thiên mệnh các. Vân Tiếc là thánh nữ của thiên mệnh các, nếu mượn nhờ chấn các chi bảo của thiên mệnh các thì dù Nguyệt Nhi không gặp mặt phân Tích, nhưng nó vẫn có thể đoán ra kẻ cầm đầu trong chuyện này chính là Nguyệt Nhi. Hàn Thiên Trảm nói tiếp, ta không muốn Nguyệt Nhi gặp chuyện không may, liền một mình đi thiên mệnh các, nhưng không ngờ trước đó Nguyệt Nhi cũng biết tính toán của ta. Nàng biết ta không phải đối thủ của thiên mệnh các, sợ ta xảy ra nguy hiểm, cho nên so với ta sớm hơn một bước ra tay với vân tích. Đợi tới lúc ta tới, Nguyệt Nhi đã bị thương nặng, ta dẫn nàng ra khỏi vòng vây, rất nhiều thế lực trong thiên hạ hợp lực vây công. Vì sao không nói cho bọn họ biết chân tướng, ngươi cho rằng ta không nói gì sao, không ai tin sao, không sai, lúc ấy môn chủ đệ nhất thế lực tiên giới Hoàng Hiên Sơn, chính là quân cờ của huyết hồn tộc, huyết hồn tộc đã sớm trải rộng khắp trên các phương diện tiên giới. Ta chỉ là một tu sĩ phi thăng, mặc dù vào thời kỳ đó chiến lược mạnh mẽ, nhưng sức ảnh hưởng hoàn toàn không bằng Hoàng Hiên đạo chủ. Huống chi, người cho rằng như vậy chỉ toàn là tiên nhân Thảo Phạt Nguyệt Nhi, đều là vì chính nghĩa sao. Nực cười, bọn hắn đều nhắm vào thiên vận thuật, Hàn Thiên chảm nói tới đây, trong lòng bắt đầu dao động một chút, tiếp đó hồn lực bắt đầu hư hóa, một cỗ khí thức màu đỏ tươi trào dâng, Nguyệt Nhi cứ thế bị bọn chúng bước tử vong, khi tiên giới gặp nạn, ta đang cứu thế, mà những tiên nhân này, bọn chúng lại đang làm gì? Sau Thảo Thành, ta chỉ có một mình Nguyệt Nhi, ai động đến nàng ta muốn ai chết thiên hạ động đến nàng ta muốn hủy đi thiên hạ này có rất nhiều phương thức cứu người vì sao nhất định phải đi con đường phản bội ruồng bỏ chủng tộc của mình trở thành huyết hồn tộc đây không phải là con đường báo thù của ngươi diệp phàm nhìn chằm chằm hàn thiên trảm chất vấn nhưng đây là con đường duy nhất có thể hồi sinh nguyệt nhi cả đời này ta đã sớm nhìn thấu nhân tính từ thảo thành ở phàm giới đến cương vực tiên giới người thiện lương bị ức hiếp sống ích kỷ thì tốt hơn so với người nào khác thiên đạo bất quá chỉ là thứ sinh ra trật tự không có cảm tình hắn không có thiện ác càng không có mắt diệp phàm tất cả những việc ngươi làm tất cả những gì mà ngươi kiên trì bất quá là bởi vì ngươi còn chưa từng chịu sự phản bội và tuyệt vọng hàn thiên chạm tàn hồn lực càng lúc càng yếu nhược dưới hạo kiếp này trung quy ngươi sẽ đưa ra lựa chọn giống như ta bởi vì ngươi không hiểu nhân tính của tiên giới đến cùng ác liệt đến mức nào cái thế giới mục nát này căn bản không đáng cứu những tu hành giả ích kỷ kia căn bản không xứng tu luyện đại đạo Trường 2008, người nói người khác ích kỷ, vậy còn người thì sao? Vì cứu nữ nhân của mình, người bỏ qua nguyên tắc của chính mình, tới hủy diệt một tiên vực, người không ích kỷ sao? Diệp phàm từ chối cho ý kiến nói, ta chỉ lấy lại tất cả những gì đã mất thôi, nếu không phải ta, nếu không phải Nguyệt Nhi, tiên giới ở thời đại đế phong đã gặp phải hạo kiếp tẩy thể, cuối cùng ta đạt được cái gì? Số lượng tiên giới này có khác gì người sống ở Thảo Thành? Tất cả đều là xài lang ăn thịt người không nhả xương tâm tình hàn thiên chẳng có chút kích động, cuối cùng hồn lực hoàn toàn tiêu tán, thân ảnh của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một câu cuối cùng, Diệp Phàm ta chờ ngươi nhập ma. Nhập ma, Diệp Phàm nhìn theo hướng hàn thiên chảm biến mất, sau đó vung tay lên, thanh sơn tuyệt xuất hiện giữa không chung, tất cả khí thức màu đỏ tươi thiêu đốt gần như không còn, thức hải của Diệp Phàm khôi phục lại vẻ tĩnh lặng, giọng nói lầm bẩm của Diệp Phàm vang lên, ngươi nhập ma, tam giới có ta, nếu ta nhập ma, ai có thể ngăn cản ta. Hàn Thiên Trảm cho Diệp Phàm không ít cảm xúc, kỳ thật Diệp Phàm lý giải Hàn Thiên Trảm. Lúc còn ở Thảo Thành, hắn đã nếm trải hết đau khổ nhân gian, cũng nhận hết phản bội. Cho dù cuối cùng hắn tàn sát Thảo Thành, diệt Thánh Hoàng triều, tất cả ân oán đều không còn, nhưng đây là nỗi đau của Hàn Thiên Trảm vĩnh viễn không xóa đi được. Lúc hắn mất đi tất cả, hắn đã gặp Thư Nguyệt, bọn họ đã trải qua rất nhiều lần gặp nhau, Hàn Thiên Trảm coi trọng Thư Nguyệt hơn hết thảy, cái chết của Thư Nguyệt khiến cho Hàn Thiên Trảm từ bỏ tất cả kiên trì, cuối cùng chọn một con đường không thể trở về. Bản tính của Hàn Thiên Trảm không phải là ác nhân, nhưng dù lý giải nhiều đi nữa vẫn không tránh khỏi một chuyện, bọn họ hiện tại đang đứng đối lập nhau, Diệp Phàm nhất định phải giết Hàn Thiên Trảm. Ý thức lại trở về, Diệp Phàm ở trong huyến cảnh Hàn Thiên Trảm đắp nạn thật lâu, nhưng mà ở bên ngoài, bất quá chỉ một cái chớp mắt, lấy tạo nghệ Hàn Thiên Trảm cùng thời gian pháp tắc của Diệp Phàm, chế tạo một ảo cảnh chênh lệch thời gian như vậy cũng không khó khăn gì. Lúc này trong mắt đa số tiên nhân ở ngoại giới, tàn hồn của Hàn Thiên Trảm bị thiên đạo phản vệ giết chết, trận chiến đỉnh phong, lấy thắng lợi của Diệp Phàm kết thúc. Vô số tiên nhân xứng sở tại chỗ, không ai ngờ, Diệp Phàm vậy mà thật sự đánh bại Hàn Thiên Trảm, lập tức, một cỗ lòng tin khó tả diễn sinh trong lòng bọn họ. Mà đông đảo tiên nhân lâm trận đầu địch nhất thời không kịp phản ứng, tiếp theo nhau nhau vận chuyển tiên lực, muốn đánh gãy tâm mạch. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, đại trận phong cấm tản mát ra quang mang sáng ngời không gì sánh được, Phòng cấm chi lực hạ xuống, đông đảo tiên nhân lúc này phát hiện mình không cách nào điều động tiên lực. Lúc này những người hoảng hốt rút ra binh khí dự định tự sát, chỉ cần tự sát, bọn họ liền có thể ở huyết quật phục sinh, nếu không tự sát, bọn họ căn bản không biết diệp phàm sẽ làm gì bọn họ. Thời gian ngừng lại, diệp phàm một bước đạp xuống, lập tức không gian này liền bất động, đồng thời, diệp phàm vươn tay phải ra, hướng về phía trước nắm hờ, giam cầm. Len keng len keng len keng, xiên xích màu đen vô tận phá không bay ra phong cấm chi lực phía trên xiềng xích vô cùng nồng đậm rất nhanh rất nhiều tiên nhân phản bội đã bị xiềng xích trói lại thời gian dần trôi diệp phàm đạp một bước trói gô đông đảo xiềng xích tiên nhân biến thành huyết hồn tộc thu hồi tiếp theo những người này nhao nhao bị xiềng xích kéo đến không trung tóm lại ước chừng gần vạn người diệp phàm nhìn chằm chằm vạn người này càng lo lắng tình trạng tiên giới mặc dù vào thời điểm này vẫn sẽ có vạn người lựa chọn phản bội nếu đổi thành huyết chiến những người này làm sao có thể tin được diệp phàm nếu ngươi có năng lực giết chúng ta, những người này cũng có chút kinh hoàng, đặt ở ngày xưa, những lời này trái lại có chút đảm phách, thế nhưng là đặt ở hiện tại, loại khích tướng này sơ sài không chịu nổi. Các ngươi muốn trường sinh?" Diệp Phàm lạnh lùng nhìn những phản đồ này, lạnh giọng nói. "Diệp Phàm, ai mà không muốn vĩnh sinh? Không muốn vĩnh sinh, vì sao ngươi lại tu tiên?" Lúc này có người trả lời, "Cho nên, vì vĩnh sinh mà ngay cả chủng tộc của mình cũng phản bội." thậm chí là đi giúp đỡ huyết hồn tộc hủy diệt địa phương các ngươi sống ngàn năm vạn năm sao. Ít ở đây giả vờ đại nghĩa, diệp phàm, người muốn nói gì? Nhân tộc, tiên thú, quỷ hồn, hoặc là huyết hồn tộc, chỉ cần có thể tìm kiếm đại đạo, chủng tộc quan trọng sao? Các ngươi, đáng chết, trong đôi mắt diệp phàm hiện lên một tia sát cơ điên cuồng, mục nát, ích kỷ, ích kỷ, tiên giới của lão thiên lôi này, những tiên nhân không thể cứu dược, ánh mắt Diệp Phàm từ trên người những phản đồ này chuyển rời đến trên người đông đảo tiên nhân phía dưới, khi thế trên thân càng ngày càng khủng bố, cuối cùng hóa thành một cơn sóng âm, từ hôm nay trở đi, tất cả những kẻ phản bội đều bị phong cấm tu vi, che giấu trong lòng đất vạn trượng, vĩnh sinh bị trục xuất. Nói xong, tay phải Diệp Phàm đột nhiên nắm chặt lại, trên bầu trời, xiềng xích màu đen tựa như mãng xà to lớn bắn mạnh xuống mặt đất. Đồng thời, Diệp Phàm hạ xuống từ chân trời, đấm mạnh xuống đất, ta cho các ngươi vĩnh sinh oanh mặt đất xuất hiện khe nứt khe nứt điên cuồng kéo dài một mực lan xuống vạn trượng địa hỏa khủng bố phun trào sau một khắc lực hàn băng không ngừng từ trong khe xuất hiện địa hỏa bị hàn băng đông lại xiềng xích màu đen điên cuồng bắn trộm xuống mặt đất đông đảo phản bội nhất thời điên cuồng diệp phàm nếu ngươi có năng lực giết chúng ta ngươi là kẻ hèn nhát nguy quân tử bọn họ biết diệp phàm muốn làm cái gì đem bọn họ trói buộc ở trong lòng đất vạn trượng vĩnh viễn vùi lấp bởi vì nguyên nhân trở thành huyết hồn tộc bọn họ không thể nào chết đi, tương lai vô tận năm tháng, bọn họ đối mặt chỉ có vô tận bùn đất, áp lực không gian. Đây là hình phạt tàn khốc nhất trên thế gian, ai cũng muốn vĩnh sinh không sai, nhưng vĩnh sinh này lại là hình phạt. Diệp Phàm căn bản chưa từng để ý tới những người này điên cuồng chửi rủa, xiềng xích răng khắp nơi tiến vào lòng đất, hình thành một trận pháp phong cấm, đồng thời lấy những sợi xích này làm trận cơ. Diệp Phàm trực tiếp bố trí trận pháp cấp bậc đại đế quanh phong cấm trận, có loại trận pháp này, cho dù Diệp Phàm đã rời đi, chỉ cần trên tiên giới còn có tiên khí, đại trận phong cấm vẫn sẽ tồn tại. Đại táng, Diệp Phàm quát lạnh, tay phải chậm rãi xoay tròn, theo sự chuyển động của hắn, vực sâu vạn trượng nứt ra chậm rãi khép lại, kèm theo tiếng nói của rất nhiều tiên nhân tuyệt vọng biến mất, mặt đất hoàn toàn khép lại. Đợi khi tất cả khôi phục lại như lúc ban đầu, Diệp Phàm mới đứng lên, sát khí cuồng bạo từ từ khôi phục, tiếp theo trực tiếp đứng dậy rời đi, rất nhiều tiên nhân hai mặt nhìn nhau, nếu Diệp Phàm nổi giận xác thực vô cùng đáng sợ dưới sự dẫn dắt của quả cầu béo, đông đảo tiên nhân nhao nhao rời đi. Nửa canh giờ sau, bên trong trận pháp tự nhiên đã không còn một bóng người, chỉ còn lại gần vạn tiên nhân dưới vạn trượng vẫn đang gào thét cuồng loạt, nơi này có trận pháp tự nhiên cùng với trận pháp diệp phàm bố trí quay xung quanh, ít nhất trước khi trận hạo kiếp này chưa từng thất bại, những người này không có cơ hội nhìn lại ánh mặt trời nữa. Sau khi rời khỏi núi phía sau tiên nhân điện, Diệp Phàm trực tiếp đi tới quảng trường tiên nhân điện, quân đoàn đạo hoàng giới cùng với thiên đế quân đoàn, yêu lính, cầu nguyên các, đệ tử tiên nhân điện ước chừng 5 tỷ người bay lên không chung, chờ Diệp Phàm phân phó. Hạo kiếp tiên giới sắp đến, trong lúc hạo kiếp xảy ra, tất cả mọi người đều phải nghe theo hiệu lệnh của ta, Phàm là kẻ nào không theo, chém. Tiếng tăm của Diệp Phàm vang dội truyền khắp xung quanh tiên nhân điện và tiên nhân điện, lúc này đông đảo đệ tử thiên đế chúng, yêu lĩnh lần lượt quỳ một gối xuống, tông chủ hiệu lệnh, ai dám không tuân. Hai mắt Diệp Phàm liếc về phía Tiên Nhân Đạo Hoàng giới vẫn còn trong trạng thái mơ hồ như trước, lúc này tiên nhân của đạo hoàng giới hai mặt nhìn nhau, sau đó bắt đầu quỳ xuống đất tông chủ hiệu lệnh, ai dám không tuân lệnh. 2009, theo ta xuất trinh, xiên y, tố tố, Diệp Phàm nhìn về phía hai cô gái, lúc này hai cô gái bay lên. Dùng tốc độ nhanh nhất hợp nhất toàn bộ bọn họ, mặt khác, tiền âm các, hoa vô các, lưu nguyên các, Phật thiên tự cùng với các thế lực lớn thiên vũ phi thăng đều thuộc quản lý của hai người các ngươi. Các ngươi xây dựng quân đoàn Phượng Hoàng, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ xung quanh tiên nhân điện. Diệp Phàm phân phối nhiệm vụ nói, phu quân, chúng ta, trên mặt hai nữ tử lập tức lộ ra một tia không nguyện ý, nếu như vậy các nàng sẽ rời khỏi quân đoàn thiên đế của Diệp Phàm Không cần nhiều lời, 60 ức người này giao cho người khác ta không yên tâm. Diệp Phàm lắc đầu nói, chúng ta biết rồi, nhị nữ nghe vậy gật đầu nói, cho dù rất muốn đi bên cạnh Diệp Phàm nhưng các nàng cũng biết rõ, lúc này, mệnh lệnh của Diệp Phàm là không được phép vi phạm hiện tại ta phải xuất lĩnh thiên đế quân đoàn đi tới mắt trận của phong tiên đại trận, bắt đầu từ giờ phút này, toàn bộ quân đoàn giao cho nhị đệ Diệp Tàn ngã ta điều khiển. Diệp Phàm nhảy lên trên bầu trời, cùng lúc đó, 26 bóng người từ bốn phương tám hướng từ tiên nhân điện bắn đến, đứng sau lưng Diệp Phàm Hun Y và Lạc Tố Tố không nghĩ tới Diệp Phàm lại rời đi nhanh như vậy, có chút không nỡ. Diệp Phàm cũng xoay người nhìn hai người, cuối cùng xoay người, hai mắt hơi nhắm lại, ước chừng hai hơi thở sau, hai mắt Diệp Phàm đột nhiên mở ra, một cỗ chiến ý thảm liệt quay xung quanh, Diệp Phàm cất cao giọng nói, quân đoàn thiên đế. Ở đây, đám đông 500 triệu người bay lên, tiếng như sấm sét Bóng người đông nghịt trải rộng khắp không gian này, theo ta xuất trinh, một câu vừa dứt chúng tiên nhân năm ước tuổi hóa thành chiến bào, một luồng ý chí tử chiến hội tụ lại, hai mắt vô số tiên nhân nhìn chằm chằm vào năm ước cường giả cuồn cuộn này. Mặc dù năm ước con người này cũng không phải là tinh nhuệ mạnh nhất tiên giới, nhưng mà mỗi người ở đây đều như mãnh hổ, không có gì phải sợ hãi. Thần cư xuất hiện, huyễn hóa thành tiên thuyền cực kỳ to lớn, Diệp Phàm mang theo quân đoàn Thiên Đế bay vào, thần cư cực lớn chậm rãi khởi động, tiên lực cuồng bạo lan tràn, ngay sau đó, thần cư hóa thành một luồng sáng biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ để lại đám tiên nhân nhìn chỗ quân đoàn Thiên Đế biến mất, không ai biết rốt cuộc Diệp Phàm muốn làm gì, nhưng ai cũng hiểu, chuyện Diệp Phàm muốn làm tất sẽ vô cùng nguy hiểm. Tùy y cùng Lạc Tố tố một hồi lo lắng không nói rõ được, Diệp Phàm ly khai rất nhanh, nhanh để cho các nàng cảm giác có chút trở tay không kịp. Nhưng hun hút cùng lạc tố tố rất rõ ràng, nếu Diệp Phàm đều đang gấp rút như vậy, vậy thật nói rõ thời gian phong tiên giới không còn nhiều lắm. Trình đốn, người thu xếp việc phân phối Diệp Phàm toàn bộ cho Diệp Tàn, hun khói bọn họ, mà Diệp Phàm lại trực tiếp chạy cực nhanh tới đất Bắc vực, hắn phải tại huyết hồn tộc phát động lần đầu tiên công kích tiến vào trận nhãn của phong tiên đại trận, chỉ có như vậy mới có thể dựa vào lần chém giết Hàn Thiên Trảm thân ngoại thân này tạo thành ảnh hưởng lớn nhất đối với bản thể Hàn Thiên Trảm. Hàn Thiên Trảm vừa mới chịu một thiệt thòi lớn, thậm chí ngay cả hóa thân sinh đạo cũng chết trong tay Diệp Phàm. Lấy năng lực của Hàn Thiên Trảm, há lại để Diệp Phàm có thời gian thu nạp người của cả hoàng giới. Chắc chắn lúc này hắn đã tập hợp được cường giả huyết hồn tộc tiến vào phong tiên đại trận, phát động tổng công toàn diện. Mà Hàn Thiên Trảm là biết Diệp Phàm ở tiên nhân điện, cho nên nhân khẩu xuất binh của tiên nhân điện khả năng cũng không nhiều, áp lực 5 người xuất binh sẽ phi thường lớn, lúc này Diệp Phàm chỉ cần trước khi toàn diện tiến công, áp sát mắt trận. Một khi đến loại trình độ này, Hàn Thiên Trảm sẽ từ bỏ loại chiến thuật tiêu hao này, đổi mạng của tiên nhân huyết hồn tộc ở tiên giới, bất kể đại giới, bất kể giá nào cũng có thể phá tan phòng tuyến của các quân đoàn ở phong tiên giới, đi tới mắt trận của phong tiên đại trận. Vì sao không dùng phong tiên đại trận chạy thẳng tới mắt trận của phong tiên đại trận, ngược lại phải tốn công tốn sức phá tan phong tỏa của quân đoàn tiên nhân? Bởi vì Hàn Thiên Trảm vì phòng ngừa diệp phàm phá hỏng mắt trận, nhất định phải mở ra cơ chế phòng ngự của phong tiên đại trận, không gian bên trong phong tiên đại trận sẽ rối loạn, hơn nữa nguy hiểm trùng trùng, lúc này lấy phong tiên đại trận làm thông đạo hội tụ quân đoàn của huyết hồn tộc vây quét diệp phàm ngược lại càng thêm phiền toái. Cơ chế phòng ngự của đại trận vượt qua một giới này không chia địch ta, nếu không mở ra loại cơ chế phòng ngự này, như vậy khả năng mắt trận của phong tiên đại trận bị phá hư vô cùng cao. Kế hoạch của Diệp Phàm chính là cân nhắc đến cơ chế phòng ngự của phong tiên đại trận, nếu không, hắn căn bản không cần tốn nhiều công sức dẫn động tinh cầu trong hỗn thiên tức va chạm với huyết quật nếu Hàn Thiên Trảm không mở được cơ chế phòng ngự, vậy thì tốt, Diệp Phàm có lòng tin trước khi Hàn Thiên Trảm xuất lĩnh cường giả huyết hồn tộc hủy trận nhãn. Hàn Thiên Trảm sẽ xuất hiện ở nơi nào? Tất nhiên đó là nơi ở Bắc Vực, làm mắt trận, Hàn Thiên Trảm sẽ chú ý tới cửa khẩu xuất binh. Tốc độ thần cư cực nhanh, Diệp Phàm bất chấp hao tổn dùng thần linh mạch thúc dục thần cư, thần cư cơ hồ hóa thành một đạo quang ảnh. Quân đoàn ở khắp nơi trong phong tiên giới, mạch thượng cung cũ, lối ra của Lạch Trời Bách Thần, Diệp Tàn xuất lĩnh bá vương quân đoàn chấn thủ nơi này, có tu sĩ thiên vũ phi thăng gia nhập cùng với thu phục các khu vực phụ cận, Diệp Tàn quân đoàn bá vương gần 20 ức. Truyền tống trận siêu viễn đã hoàn toàn bố trí xong, mấy chục tiên linh mạch cực phẩm kích hoạt truyền tống trận. Chẳng những có lượng lớn phàm nhân thông qua truyền tống trận đi tới khu cũ của mạch cung, tiếp tục tiến vào thánh thiên, dưới sự tiếp dẫn bình hành của quân đoàn. Bắc vực có hai nơi cực kỳ nguy hiểm, Diệp Quỷ xuất lĩnh tử thần giản trấn thủ phía tây của Băng Thần Sơn, đại lực xuất lĩnh đế thuẫn quân đoàn trấn thủ đoạn hồn nhai phía đông. Chính giữa hai khu vực hiểm địa này là cấm địa mà thần tiên khó qua được. Có thể nói, hai nơi hiểm địa này ngăn cách hoàn toàn Bắc vực và khu vực khác, sau khi chinh phục Bắc vực, hai đại quân đoàn cũng thu nạp rất nhiều tiên nhân. Tiên nhân thuộc quân đoàn tử thần có 18 tỷ, 2300 triệu trong quân đoàn đế thuẫn. Đông Hải cũng có chỗ muốn đạo thiên hiểm khóc, nơi này do Tô Trọng xuất lĩnh tử linh quân đoàn chấn thủ, nơi Đông Hải người ở thưa thớt, Tô Trọng quân đoàn thu nạp một ít tiên nhân, sau đó tăng trưởng cũng không nhiều, bất quá có vong linh quốc gia gia nhập, nhân số cũng từ 500 triệu người tăng lên 1 tỷ. Vùng núi Nam Huyền Thiên Nguyệt Hạp có thể nói là chịu áp lực lớn nhất. Đối mặt với hai kẻ xuất binh, một là hỗn thiên vô tận, một là vẫn tử cấm thiên hà của thiên tông. Nhưng nhân số ở đây cũng nhiều nhất, quân đoàn phong thần, quân đoàn tiễn thần, huyết quật, sau khi hội tụ đông đảo thế lực đông đảo Nam lĩnh, nhân số từng quân đoàn cao tới 10 ức, mà khu vực tiên nhân điện, tiên nhân mà Diệp Phàm thu phục mạch thượng cung chia ra gần 40 ức chạy tới Thái Huyền Thiên Nguyệt hạp tụ hợp vào ba quân đoàn lớn. Nhân số ba đại quân đoàn đạt đến 24 tỷ quân đoàn bình quân. Dù thời gian có hơi gấp gáp, rất nhiều quân đoàn tăng lên chiến lược có hạn, nhưng cũng may toàn bộ phong tiên giới đều nằm trong một cục diện thống nhất đối ngoại. Đối mặt với xung kích của huyết hồn tộc, không phải không có lực chiến một trận, chỉ dựa vào một điểm này thống nhất tiên giới, công tích của Diệp Phàm hậu nhân bình luận cũng coi là công tích vô thượng. hang động máu, ngoài thư nguyệt dẫn theo một đám cường giả huyết hồn tộc chấn thủ huyết quật, gần 150 tỷ cường giả huyết hồn tộc còn lại đều đứng trước một cánh cửa không gian vô cùng to lớn. Hàn thiên chảm đứng trước mặt mọi người, hai tay chắp sau lưng, giống như hoàng đế đang quan sát quân đoàn huyết hồn tộc. Theo ta xuất trinh, cũng nói một câu như vậy, thiên kiêu của hai thời đại nói ra. Cuộc chiến hạo kiếp, mở ra, Chương 2010, Điều binh khiển tướng. Hàn Thiên Trảm không biết gì về bố cục của Diệp Phàm, nhưng hắn đã bị thiệt thòi trong tay Diệp Phàm, hắn cũng hiểu rõ dưới tình huống chiếm ưu thế tuyệt đối, việc hắn cần làm của Diệp Phàm chính là đánh với Tiêu Hao Chiến. Quân đoàn Tam Giới càng đánh thì càng yếu, mà cường giả của huyết hồn tộc sống lại vô hạn, có thể nói, chỉ cần Hàn Thiên Trảm nắm chắc đánh chắc, Tam Giới sẽ không có khả năng chiến thắng. 150 ức quân đoàn đi tới 6 chỗ mấu chốt, phân biệt do chính hắn, cự linh màu đỏ tươi Hàn Thanh, huyết thâm, thâm nguyên huyết máng và huyết ngục linh dẫn đầu. Có lẽ sẽ có người cảm thấy kỳ quái, vì sao mỗi khi xuất binh đều phải phái cường giả đi, tập trung đột phá không phải tốt hơn sao? Đương nhiên không được, trước mắt Sở Dĩ Diệp phàm chưa tiến vào Phong Tiên đại trận là vì trong Phong Tiên đại trận, tất cả sát trận đều được Hàn Thiên Trảm điều khiển hoàn toàn mở ra, ai đi thì người đó chết, mà một khi xuất binh, Hàn Thiên Trảm nhất định phải đóng lại trận pháp tuyệt sát bên trong đại trận. Kể từ đó, Hắn có thể thông qua phong tiên đại trận điều quân đoàn tiến vào phong tiên giới, tam giới có thể thông qua thông đạo không gian tiến vào bên trong phong tiên đại trận. Một khi bị tu sĩ tam giới công phá mắt trận phong tiên đại trận, dưới sự hủy diệt của phong tiên đại trận, huyết quật cũng sẽ bị hủy diệt, huyết hồn tộc chắc chắn sẽ thua. Hàn Thiên Trảm đã từng suy xét xem Diệp Phàm dùng cách gì để cứu vãn tiên giới, cuối cùng hắn chỉ nghĩ ra được một phương pháp có thể phá hỏng mắt trận bất kể giá nào. Cự Linh dẫn theo 20 ức tộc nhân đi tới Hỗn Thiên Vô Tật người quen chỗ đó, không cần phải vội vã từ vô tận hốn thiên đi ra. Nhiệm vụ của ngươi là dùng tốc độ nhanh nhất biến tiên nhân của vô tận tinh cầu trong hỗn thiên tri địa thành huyết hồn tộc, tăng cường lực lượng của chúng ta. Hàn thiên chảm mang theo 150 tỷ cường giả tiến vào phong tiên đại trận, đồng thời bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Tuân mệnh, cự linh màu đỏ tươi phát ra thanh âm vô cùng nặng nề. Hàn thanh, người dẫn theo 5 tỷ từ dãnh bách thần thiên tiến vào phong tiên giới, căn cứ theo tin tức mà ta nhận được, Diệp Phàm đã phá hủy hầu hết thông đạo giữa tiên thiên và thánh thiên, chỉ có khu vực mạch thượng cung còn lưu lại hai thông đạo hai giới. Mục tiêu của ngươi là giết vào thánh thiên, căn cơ của Diệp Phàm là thánh thiên, ta muốn đánh loạn bố trí của hắn. Hàn Thiên Tràm tiếp tục nói, hắn phá hủy thông đạo của hai giới. Hàn Thanh nghe vậy nhất thời sửng sốt, có chút ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ, con người Diệp Phàm thật sự điên cuồng và quả quyết, sự ngạc nhiên này không duy trì được bao lâu, Hàn Thanh tiếp tục nói, Hàn Thanh nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của lão tổ. Hàn Thiên chảm gật nhẹ đầu, nhìn về phía ba người khác, huyết thâm, huyết mãng của vực sâu cùng với huyết ngục linh. Huyết thâm là một linh nhân có địa đạo sẵn, nói theo đạo lý thì người chỉ huy chiến đấu huyết hồn tộc cao nhất lần này chính là huyết thất dục bị Hàn Thiên chém giết, tiếp theo chính là huyết thâm. Không giống với huyết thất muốn có thất tình lục dục bình thường, huyết thâm là sinh linh hoang dã trong địa đạo, tình cảm đều là mô phỏng tạo ra, đối với việc hàn thiên chảm chảm giết huyết thất dục huyết thâm cũng không có ý muốn trừng trị hàn thiên chảm đối với huyết sát tiên giới đây chính là tôn chỉ tối cao của hắn chỉ cần kết quả cuối cùng là hủy diệt tiên giới hàn thiên chảm có giết hắn cũng không sao huyết mãng và huyết ngục linh là hung thú tiên vực bị khí huyết đỏ tươi lây nhiễm đều có chiến lực mạnh mẽ của đại tiên đế tầng 6, hai hung thú biến ảo thành hình người theo huyết thâm cũng nghe theo hàn thiên chảm điều khiển huyết thâm người xuất lĩnh hai ức huyết hồn tộc từ luyện ngục ra ngoài nếu nơi nam lĩnh phòng thủ, Thái Huyền Thiên Âm Hạp là lựa chọn hàng đầu, không cần cường công, cứ ngăn chặn bọn họ là được. Hàn Thiên Trảm nói tiếp, huyết huyết lúc này gật đầu nhẹ, huyết máng, xuất lĩnh ba tỷ người từ Đông Hải đánh ra ngoài, Đông Hải chi địa thưa thất người, đại quân Diệp Phàm cơ bản hội tụ tại phụ cận tiên nhân điện, theo thời gian trước mắt, hắn không thể gấp rút tiếp viện Đông Hải, cho nên nơi này sẽ là cửa khẩu chúng ta đột phá, nơi đây, toàn lực cường công. Mỗi lần Hàn Thiên Trảm nói về một đội ngũ, sẽ có đội ngũ của mình thống lĩnh dẫn đầu thủ hạ rời đi theo thông đạo phong tiên đại trận. Cần tuân mệnh chủ thượng, huyết mãng thâm uyên ồm ồm nói, trong nháy mắt, nơi này chỉ còn lại có hàn thiên trảm, huyết ngục linh cùng với ba tỷ cường giả huyết hồn tộc. Hạt linh, nhân số tiên giới xung quanh tiên nhân điện nhiều nhất, người xuất lĩnh một tỷ cường giả bảo vệ không gian thông đạo là được. Hàn thiên trảm nói tiếp, dùng một tỷ người đổi gần tiên nhân điện, mấy chục ức người, hàn thiên trảm đánh ra như ý bản như ý quả thật không tệ. Thuộc hạ tuân mệnh, Hạt Linh lập tức chắp tay, mang theo một tỷ người rời đi, 20 tỷ còn lại trực tiếp đi theo Hàn Thiên Trảm thẳng tới phía Bắc. Sau khi điều đám thủ hạ rời đi, Hàn Thiên Trảm quay đầu lại nhìn thoáng qua hai tỷ người phía sau, trong đôi mắt lộ ra một tia tinh quang, Diệp Phàm ngồi như này, người có muốn ăn hay không? Băng thần giản, chỗ ở của quân đoàn tử thần mà Diệp quỷ thống lĩnh. Truyền tống trận cực lớn phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Một khắc sau, thân hình Diệp Phàm xuất hiện, chỉ có một mình hắn, về phần người của thiên đế quân đoàn 500 triệu đều được hắn thu vào thần cư, cũng chỉ có người có năng lực thần cư mới có thể sắp xếp được 500 triệu, đổi thành những phi thuyền khác, có thể chứa được mấy ngàn vạn pháp bảo phi thuyền đã là cực kỳ không tầm thường rồi. Lúc vận chuyển quân đoàn, tất cả những phi thuyền có không gian gấp, pháp bảo động phủ đều phát huy tác dụng, nếu không với số lượng lớn như thế, dùng truyền tống trận một nhóm truyền tống, căn bản không có tác dụng nhanh chóng tiếp viện lẫn nhau. Tiên nhân điện nằm ở chính giữa phong tiên giới, từ chỗ tiên nhân điện một mạch chạy tới băng thần giản, Diệp Phàm cũng chuyển sang 10 cái truyền tống trận. Những truyền tống trận này mỗi cái đều là truyền tống trận to lớn hình thức vượt xa hình thái khác nhau, có thể thấy được lãnh thổ tiên giới lớn đến mức nào. Đại ca, Diệp Quỷ lập tức tiến lên đón, tình huống như thế nào? Diệp Phàm nghe vậy liền dò hỏi, hiện nay hết thảy đều bình thường, tuy nhiên lực lượng cấm chế của Thiên Địa Xích đang lấy tốc độ cực nhanh tăng lên, rất có thể Hàn Thiên Trảm đang cấp tốc chạy đến, hơn nữa rất có thể chính là đất Bắc vực. Diệp quỷ trả lời, đương nhiên hắn sẽ từ bắc vực tới đây. Diệp phàm nghe vậy liền lập tức ra kế hoạch, vùng tay phải lên, địa đồ tiên giới xuất hiện, đồng thời ký ức và thủy tinh nối liền với thủ lĩnh của các đại quân đoàn, huân y, diệp phàm, đại lực, tô trọng và những hình ảnh của đám người khác nhau nhau xuất hiện. Vùng đất Nam Lĩnh, hỗn thiên vô tận lã chủ bài của Hàn Thiên Trảm, nếu dự đoán không sai, hắn lựa chọn đầu tiên sẽ không cường công thái huyền thiên nguyệt hạp, mà là cố gắng hết khả năng xâm chiếm vô tận tinh cầu trong hỗn thiên, đạt được càng nhiều huyết hồn tộc, phương tử đạo, băng tuyết nhi, nhiếp nhi, ba người các ngươi nhớ kỹ, bảo vệ ba canh giờ cho ta, ba canh giờ sau, bỏ qua huyền thiên nguyệt hạp. Các ngươi cứ việc yên tâm, huyết hồn tộc sẽ không ham chiến, bọn họ sẽ trực tiếp ép bắc vực. Diệp phàm bắt đầu tuyên bố quân lệnh, vì sao hàn thiên chảm lại không được tích góp lực lượng trong vô tận hốn thiên. Ngay từ đầu hàn thiên chảm đã làm, chỉ có điều vô tận binh sĩ huyết hồn tộc đã bị Diệp phàm diệt tại long đạo giới. Sau đó rơi biến cố, huyết hồn tộc không thể rút ra nổi vô tận hỗn thiên, hơn nữa vô tận hỗn thiên là ám bài, hàn thiên chảm để lại cho Diệp Phàm một kích chí mạng, sao có thể dễ dàng gióng chống khua chiêng tiến vào nơi đây. Tính sơ số lượng binh lực xuất binh ở địa ngục không quá 30 ức, vô số binh lực hỗn thiên, không quá 250 tỷ. Diệp Phàm nói xong chỉ vào tiên nhân điện, trước đây không lâu ta đã chém giết hóa thân ngoại thân của hàn thiên trảm ở tiên nhân điện, tiên nhân của đạo hoàng giới tề tụ ở đây. Hàn Thiên Trảm không ngu xuẩn cũng không phái đại bộ đội tới đây, nhưng hắn nhất định phải phòng ngừa tiên nhân nơi này công phá phòng tuyến của huyết hồn tộc, từ nơi này tiến vào phong tiên đại trận, gần tới mắt trận, quân đoàn nơi này có khoảng 1 tỷ người. Sông Viếng, Tố Tố, các ngươi phải cho bọn hắn đủ áp lực, để bọn hắn không thể bận tâm tới những nơi khác, ngoài ra tập hợp 30 ức người chờ mệnh lệnh. 2011, đi tới nguồn nước Lạc Thần, Bắc Phực có Hàn Thiên Trảm tọa chấn, không cần quá nhiều quân đoàn, mục tiêu của hắn là phòng thủ mắt trận là chính, nhân số không vượt quá 25 tỷ, Tam đệ, đại lực, các ngươi hiện tại có thể thống lĩnh quân đoàn tập hợp lạc thần thủy, giúp ta phá tan phòng tuyến của huyết hồn tộc, chờ sau khi ta tiến vào phong tiên đại trận, bọn họ sẽ đi vây giết ta, các ngươi không cần cuốn lấy bọn họ, nhiệm vụ của các ngươi là chấn thủ băng thần giản và đoạn hồn nhai, chờ mệnh lệnh của ta. Diệp Phàm vung tay phải lên, địa đồ tiên giới lại xoay chuyển, vùng đất hắc ám và bách thần nham sáng hơn, hai nơi này chính là cửa khẩu đột phá chủ yếu của Hàn Thiên Trạm. Đất Đông Hải ít người qua lại, thời gian chúng ta thống nhất tiên giới quá gấp gáp, vốn không thể phái quá nhiều người tới chấn thủ vùng đất hải hạp. Tô trọng, bất chấp tất cả mọi giá ngăn trở ba canh giờ của bọn họ, ba canh giờ sau, không cần ham chiến nữa, sau khi thoát khỏi chiến đấu, chờ mệnh lệnh tiếp theo, chiến trường kêu khóc ở hải hạp sẽ càng thảm thiết hơn so với những chiến trường khác, người nhất định phải chuẩn bị tinh thần tử chiến. Dứt lời, Diệp Phàm nhìn về phía hình chiếu của Tô Trọng, Tô Trọng nghe vậy nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, tiếp theo vô cùng kiên định nói ta sẽ bảo vệ tức hải hạp nơi này giao cho ngươi ta yên tâm diệp phàm gật đầu tiếp theo thắp sáng trăm thần lạch trời nơi này liên quan tới thông đạo tiến vào thánh thiên ta đánh giá hàn thiên chảm ít nhất sẽ phái bốn ức ước thậm chí là năm ước cường giả huyết hồn tộc tiến vào nơi đây nhị đệ lạch trời trăm thần sẽ là nơi thảm thiết nhất trong tất cả chiến trường bảo vệ ba canh giờ sau đó buông bỏ phòng tuyến tùy ý để quân đoàn huyết hồn tộc đột nhập tiên thiên nhưng tuyệt đối không thể để bọn hắn tiến vào thánh thiên nếu bọn họ không tính tiến về bắc vực tất nhiên các ngươi không thể bảo vệ cửa vào thánh thiên, vậy thì hủy đi cửa vào cuối cùng. Ta hiểu rồi, Diệp Tàn gật đầu nói, hắn phức tạp nhìn Diệp Phàm, nếu không có Y Linh Lung nói cho bọn họ biết kế hoạch của Diệp Phàm, bọn họ sẽ ngu ngốc vứt bỏ phòng tuyến, để đám huyết hồn tộc này thẳng tiến tới mắt trận vây giết đại ca của hắn, mà bọn họ có thể hội tụ đông đảo quân đoàn thẳng đến huyết quật, phá hủy ngăn cách đại trận của huyết quật. Phương pháp tổn thất xuống mức thấp nhất cứu vất hạo kiếp cũng là phương pháp thành công phi thường cao, nhưng đại ca của hắn lại không có khả năng may mắn thoát khỏi đại ca thiên võ tri loạn ngươi lấy một tỷ người làm mồi nhử hôm nay ngươi dùng chính mình và thiên đế quân đoàn làm mồi nhử những năm qua ngươi đã gánh vác bao nhiêu mà ta là nhị đệ của ngươi lại khi thiên võ bắt đầu hiểu lầm ngươi khiến ngươi gánh vác càng nhiều dù vậy ngươi vẫn chưa từng thất vọng với ta ngươi vẫn tôn trọng lập trường của ta xin lỗi đại ca ngươi không cần chuộc tội người nên tội là chúng ta linh nhi nói không sai chết chưa chắc đã là anh hùng, có lúc, sống còn khó hơn cả chết. Lần này, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản mưa gió, lần này, ta không thể lại nghe theo mệnh lệnh của ngươi nữa. Diệp Tàn nhìn trăm ngàn suy nghĩ trong lòng Diệp Phàm không chỉ có hắn mà còn cả Tô Trọng, mạnh mẽ, mỗi người ở nơi này đều rất rõ ràng, bọn họ muốn ngăn cản đối thủ không chỉ ba canh giờ. Đại ca, Huynh làm sao đảm bảo Hàn Thiên Trảm nhất định sẽ xuất lĩnh đại quân đuổi giết Huynh. Bởi vì bản thân trận nhãn chính là mồi nhử hấp dẫn ta, ta đã mắc câu rồi, hắn làm sao có thể không thu tuyến. Diệp Phàm nghe vậy hỏi ngược lại đám người Diệp Tàn, nếu như thế, vì sao hắn phải chia ra? Diệp Quỷ càng thêm nghi hoặc, hắn đã chiếm hết ưu thế, không cần phải mạo hiểm nữa, càng không cần phải mạo hiểm. Thời điểm cường giả huyết hồn tộc tiến vào phong tiên giới, sáu thông đạo không gian, sát trận trong không gian thông đạo sẽ hoàn toàn đóng lại, điều này cũng đại biểu cho chúng ta có thể thông qua sáu thông đạo không gian lớn tiến vào bên trong phong tiên đại trận mắt trận của phong tiên đại trận sẽ càng nhiều thêm một phần nguy hiểm diệp phàm giải thích trong này dính líu đến rất nhiều trò cờ không phải như vẻ ngoài đơn giản diệp phàm tính được tất cả tính toán trong kế hoạch của hàn thiên trảm tương tự vậy hàn thiên trảm cũng ỉ vào chính mình có được ưu thế làm gì chắc ăn không làm ra bất cứ chuyện gì thiên vị huyết hồn tộc là phương công kích không phải phương pháp phòng thủ hàn thiên trảm cân nhắc như thế nào để chiếm được phong tiên giới chứ không phải làm mắt trận phòng thủ như thế nào phía trước đã nói Diệp Phàm không còn lựa chọn nào khác, Diệp Phàm có thể buông bỏ việc hội quân tại một chỗ tấn công trận nhãn của tiên giới, Hàn Thiên Trảm có thể bỏ qua việc tấn công mắt trận, hoàn thành huyết quật hiến tế hoàn mỹ của tiên giới. Cục diện của Diệp Phàm cực kỳ bị động, Hàn Thiên Trảm chiếm cứ tất cả chủ động. Lúc này, Hàn Thiên Trảm chỉ dẫn dắt không gian thông đạo gần nhất cho 200 triệu người chấn thủ ở cự ly đầu trận nhãn. Đây chính là mồi nhử khiến Diệp Phàm không thể không mắc câu. Đây là đạo ánh sáng mà Hàn Thiên Trảm phóng ra trong hoàn cảnh tuyệt vọng của phong tiên giới. Mà Diệp Phàm liệu định Hàn Thiên Trảm sẽ coi đây là mùi nhử, cho nên ngay từ đầu Diệp Phàm đã chuẩn bị xong kế hoạch tương kế tự kế. Về phần phong tiên giới tiên nhân có thể hay không ngăn trở cường giả huyết hồn tộc, đương nhiên có nhiều chỗ có thể ngăn trở, nhưng cũng có nhiều chỗ ngăn không được, bất cứ chỗ nào ở Đông Hải cùng Tây Cực bị quân đoàn huyết hồn tộc đột phá, những quân đoàn này có thể thẳng bước Bắc Cực, vây giết Diệp Phàm. Ở đây tất nhiên sẽ có người tò mò, nếu huyết hồn tộc có thể đột phá phòng tuyến phong tiên giới vì sao còn phải đối phó diệp phàm huyết hồn tộc có thể dựa vào tình huống diệp phàm đang bị hàn thiên trảm bắt giữ hàn thiên trảm đương nhiên không thể nào tầm mắt thiển cận như thế lão hiểu rõ phong tiên giới có bao nhiêu sinh linh số lượng tiên nhân tổng thể kinh khủng đến cỡ nào diệp phàm nhất thống tiên giới không phải là nhất thống tuyệt đối chẳng qua là thu phục đại đa số tông môn có danh tiếng còn có gần năm thành tiên nhân vẫn thuộc về quan vọng vẫn chưa hoàn toàn quy thuận diệp phàm thống trị những người này không đủ kiên quyết là bởi vì bọn họ không hiểu rõ tình thế trước mắt, cũng là vì Diệp Phàm thời gian quá gấp gáp, còn chưa từng xây dựng uy vọng của mình tới trình độ cực cao, nhưng một khi quân đoàn huyết hồn tộc chạm đến lợi ích của những người này, những người này tất sẽ trở thành trợ lực cho Diệp Phàm. Như vậy, thời gian của trận chiến này sẽ bị kéo dài, thậm chí có thể khiến Diệp Phàm đột phá vòng vây, mất đi cơ hội tốt để vây giết Diệp Phàm. Điều này kỳ thật rất dễ lý giải, một khi khởi xướng chiến tranh, muốn toàn dân đều là binh, nhất định phải trải qua một quá trình nhất định, không phải nói cường giả thống lĩnh một khu vực ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều cầm vũ khí lên chiến trường. Huống chi, đối với Hàn Thiên Trảm chỉ cần giết Diệp Phàm, phong tiên giới còn lại đều là chim ưng không cánh, không phải hắn có thể chống đỡ sao. Ba canh giờ sau, trừ lưu thủ sáu đại thông đạo lớn huyết hồn tộc, mục tiêu đại đa số huyết hồn tộc tất nhiên là ở Bắc Cực Địa, chờ sau khi đông đảo quân đoàn hội tụ băng thần giản và đoạn hồn nhai, trừ nhị để cùng quân đoàn đại lực không được điều động, Toàn bộ quân đoàn khác phân ra một nửa người hội tụ tiên nhân điện, tạo thành quân đoàn mới, do Nhị đệ thống lĩnh. Diệp Phàm dặn dò nói, "Nhị đệ, không gian ký hiệu huyết quật này giao cho ngươi, dựa vào vật ấy, các ngươi có thể trực tiếp tiến vào hư không, tiến về huyết quật, đánh tan ngăn cách đại trận với huyết quật." Nói xong, Diệp Phàm dùng truyền tống trận thủy tinh truyền âm đem không gian tiêu ký truyền tống cho Diệp Tàn. "Đại ca, không có truyền tống trận, dựa vào sức lực của chúng ta mà phi hành, đến huyết quật cũng mất 3 canh giờ." Diệp Tàn nghe vậy nhìn chầm chầm Diệp Phàm nói. Không sao, tam đệ và đại lực có thể giúp ta ngăn chặn nửa canh giờ, lấy năng lực của ta, trong phong tiên đại trận chu toàn 3-4 canh giờ cũng không có bất cứ vấn đề gì, các ngươi chỉ cần để ý toàn lực đi làm là được. Diệp Phàm tự tin nói, tiếp theo nghiêm túc nhìn tất cả mọi người, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chuyện phía sau, liền giao cho các ngươi. Chúng tôi hiểu rồi, Diệp Tàn gật đầu nói, những người khác nhau nhau gật đầu. Thời gian có hạn, Diệp Phàm vẫn không tiếp tục bắt chuyện với bọn họ, rất nhanh toàn bộ truyền âm cắt đứt, quân đoàn tử thần của Diệp Phàm và Diệp Quỷ đồng thời đi về phía nguồn nước Lạc Thần. 2012, xung kích mắt trận, 4 tỷ con người đông nghịt hội tụ ở cửa vào nguồn nước của Lạc Thần, còn chưa kịp chào hỏi sức khỏe, từng đợt ba động không gian kinh khủng truyền đến, lúc này tất cả tiên nhân đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bàn về nhân số, phong tiên giới so với huyết hồn tộc đông hơn nhiều, nhưng đặc tính bất tử của huyết hồn tộc hơn nữa ở bên cạnh hạch đỏ tươi, thực lực của bọn họ có thể đạt được gia tăng rất lớn. Không gian chi lực càng lúc càng mạnh, Diệp Phàm lập tức phung tay lên, đế thuẫn quân đoàn tử thần dưới sự dẫn dắt mạnh mẽ của Diệp Quỷ trực tiếp hợp thành chiến trận. Đồng thời, thiên đế quân đoàn xuất hiện từ trong thần cư, hư ảnh của Diệp Phàm to lớn chậm rãi hiện lên. Leng keng leng keng leng keng, bốn người lăm ước người đồng thời kết ấn, lực lượng pháp tắc điên cuồng hội tụ, vô số lực lượng pháp tắc điên cuồng hội tụ. Diệp Phàm, Diệp Quỷ, đại lực ba người nhìn nhau một cái, tiếp theo đánh ra ấn quyết cuối cùng. Hợp kích thần pháp, hợp kích thần pháp, hợp kích thần pháp, hư ảnh Diệp Phàm thật lớn hung hăng đập xuống, Vĩnh Hằng Băng Phong. Diệp Quỷ, hư ảnh thật lớn cường đại tiêu tán trong khoảnh khắc, dung nhập vào trong thân thể Diệp Phàm, 45 tỷ cường giả đều do một mình Diệp Phàm điều khiển, Diệp Quỷ, đại lực phụ trợ. Sông băng vô tận, hàn khí dâng trào che phủ bầu trời, giờ phút này tất cả đều đông cứng. Vừa xông lên Diệp Phàm đã dốc toàn lực ứng phó. Hợp kích thần pháp, đại âm dương, một tiếng quát lạnh đột ngột vang lên, Hàn Thiên chảm phản ứng cực nhanh, nói thật, trong quá trình ra khỏi không gian thông đạo, khi tất cả mọi người tùy cơ truyền tống một khắc, hắn cảm giác được nguồn năng lượng vô cùng cường đại chấn động, dứt khoát bắt đầu kết ấn. Kết ấn trong quá trình truyền tống, cần nắm bắt thời gian tới mức chính xác vô cùng đáng sợ, sớm một chút, bởi vì pháp tắc quấy nhiễu, bọn họ truyền tống có thể sẽ xảy ra vấn đề, Muộn một chút, bọn họ có lẽ không có cơ hội kết ấn phòng hộ bản thân bị quân đoàn của Diệp Phàm làm trọng thương. Nếu không có đại trận này do Hàn Thiên Trảm khống chế, hắn cũng không cách nào làm kết ấn trong quá trình truyền tống. Hai bên chạm mặt có thể nói đối với Diệp Phàm và Hàn Thiên Trảm mà nói đều cực kỳ kinh ngạc, bởi vì loại truyền tống này cũng có tính ngẫu nhiên, Diệp Phàm biết Hàn Thiên Trảm sẽ truyền tống ở phụ cận Lạc Thần Thủy, nhưng hắn lại không biết Hàn Thiên Trảm sẽ truyền tống đến cửa vào Thủy khẩu Lạc Thần. Tương tự, Hàn Thiên Trảm căn bản không hề nghĩ tới Diệp Phàm sẽ xuất lĩnh đại quân chờ hắn. Điều này đối với Diệp Phàm mà nói, có thể nói là ưu thế. Hoàn cảnh đối với pháp công cũng được tăng lên, nơi cực hàn này, thần pháp Hàn Băng Pháp Tắc của Diệp Phàm bỗng tăng cường lên rất nhiều, khi quân đoàn Hàn Thiên Trảm chỉ huy xuất hiện, hàn khí đã được ngưng tụ đến cực hạn. Năng lực ứng biến của Hàn Thiên Trảm mạnh mẽ cỡ nào, cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ trong nháy mắt là có thể xử lý tốt biện pháp ứng phó. Nhưng Diệp Phàm cũng không phải người thường khống chế thời gian cũng tương tự như vậy. Ngay khi đám người Hàn Thiên Trảm toàn bộ xuất hiện, uy lực của Hàn Băng Vĩnh Hằng đã đạt tới cực hạn, lực Hàn Băng trong sông băng ngàn dặm đều bị dẫn động. Hư ảnh âm dương chấn thủ một phương, cơ hồ trong nháy mắt bị hàn khí vượt qua ngàn dặm đông kết, âm dương chuyển động chậm chậm dừng lại. Hai mắt Hàn Thiên Trảm và Diệp Phàm đồng thời đối diện nhau, chiến ý hai bên xé rách chân trời, mơ hồ trong đó dường như có hai đầu thái cổ hung thú ở xa xa đang nhìn nhau. Nguyên về đồng tử, khai trong đôi mắt hàn thiên chảm phảng phất như có một thế giới vô tận đang trầm luân tiếp theo gió lốc cực hàn phá tàn âm dương trong nháy mắt dừng lại tiếp theo bắt đầu yếu đi phảng phất như thời gian nghịch chuyển những năng lượng này đang không ngừng chảy ngược thời gian mà vị trí hoàn cảnh của đám người diệp phàm hàn thiên chảm lại không có chút biến hóa nào là một trong bốn đại đồng thuật thượng cổ nguyên hồi đồng ánh mắt diệp phàm lộ ra một tia ngưng trọng tứ đại đồng thuật thượng cổ mỗi một đồng thuật lấy ra đều đủ để tung hoành cùng dai như vô cực huyễn diệt của thiên đồng hầu như có thể bắn ngược tất cả công kích vận mệnh đồng tử trăm vầng mây tiếc đáo có thể nhìn thấu quá khứ tương lai tính toán vận mệnh thiên cơ mà nguyên hồi đồng thì không giống vạn vật cuồn cuộn về với hư không diệp phàm đánh ra băng phong vĩnh hằng chính là bị lực lượng hồi nguyên làm khó dễ thành trạng thái ban đầu loại năng lực này không bằng lực phản công của vô cực huyễn diệt nhưng gần như tính ra là phòng ngự tuyệt đối sắc mặt hàn thiên chảm có chút tái nhợt, đồng thời hai mắt lập tức khôi phục lại trạng thái vốn có từ đồng thuật. Cường giả hai mươi ức huyết hồn tộc vẫn bình yên vô sự, hai bên lập tức giàn trận chờ sẵn sàng, hàn thiên chảm lấy ra một viên huyết châu, máu tươi bắn ra vô cùng to lớn, một hạt châu màu đỏ tươi cực lớn xuất hiện trước mặt mọi người, thực lực cường giả huyết hồn tộc tăng lên không ít. Diệp Phàm không chút kinh ngạc, hiển nhiên đối với tình huống trước mắt nếu huyết hồn tộc tấn công tiên giới mà còn không có loại hạt giống màu đỏ tươi này chẳng lẽ người chết còn phải sống lại từ huyết quật? Phải biết rằng, mở ra phong tiên đại trận phòng ngự tuy rằng không tính là cửu tử nhất sinh, nhưng bên trong không gian hỗn loạn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian để phi hành. Nếu nói như vậy, Diệp Phàm hoàn toàn không cần tốn nhiều công tốn sức nghĩ ra nhiều kế sách như vậy. Đương nhiên, loại màu đỏ tươi này không thể so với viên lõi màu đỏ tươi của huyết quật được, trừ tác dụng tăng phúc và năng lực tái sinh cường giả huyết hồn tộc, căn bản không có khả năng tạo nên thông đạo không gian, hơn nữa thực lực huyết thần tộc sống lại cũng có hạn chế nhất định, tồn tại như Hàn Thiên Trảm, chết nhất định phải tại huyết quật sống lại, những khối vải nhỏ màu đỏ tươi này là hạng người không thể sống lại mạnh mẽ như Hàn Thiên. Thời gian để sống lại đại tiên đế bình thường cũng vượt xa thời gian cần thiết để sống lại trong huyết quật. Diệp Phàm không có ngăn cản, hắn cũng không thể ngăn cản được, mặc dù hắn có thể phá hoại những hạt mang màu đỏ tươi, thế nhưng nhiều người như vậy bảo vệ, hắn không thể làm được điều này. Nhưng Diệp Phàm cũng không lãng phí thời gian vài hơi thở. Hàn Thiên chảm ném ra chi hạt màu đỏ tươi, Diệp Phàm thì tế ra thần cư, trong nháy mắt, cường giả 500 triệu quân đoàn thiên đế đã bị trận văn trên thần cư ảnh hưởng, trong nháy mắt truyền tống tới trên thần cư, tiếp theo thần cư hạ xuống. Diệp Phàm nhảy vọt lên, thái cực độn thuật vận chuyển, tiếp theo thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện trên bầu trời quân đoàn huyết hồn tộc, đồng thời Diệp Quỷ cũng xuất lĩnh hai đại quân đoàn đồng thời phát động công kích. Bốn người ức người đối chiến với hai tỷ người, nhìn như nhân số tranh lệch cực lớn, Kỳ thực thực lực tranh lệch không lớn, người huyết hồn tộc chết rồi sẽ lập tức phục sinh bên cạnh hạch màu đỏ tươi, mà tiên nhân tiên giới chết rồi sẽ lập tức tiến vào luân hồi. Huyết hồn tộc không sợ chết trận, chiến đấu càng kịch liệt đối với bọn họ càng có lợi, bọn họ hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, công kích liên tục, ngược lại bên tiên giới, bên này luôn phải giữ sức chú ý vào mạng nhỏ của mình. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, dưới thái cực độn pháp, tiên nhân tầm thường căn bản không cảm giác được Diệp Phàm, chớ nói chi là ngăn cản hắn. Hàn Thiên Trạm phản ứng cực nhanh, lúc này nhảy lên đuổi theo Diệp Phàm, căn bản mặc kệ Tử Thần Quân Đoàn và Đế Thuẫn Quân Đoàn, đồng thời lấy ra một chiếc phi thuyền, vô số cường giả huyết hồn tộc nhau nhao bay vào phi thuyền. Chương 2013, Diệp Quỷ và lực lượng mạnh mẽ lập tức xuất lĩnh quân đoàn truy sát, rằng co với quân đoàn huyết hồn tộc. Ước chừng một ước quân đoàn huyết hồn tộc lưu lại tạo thành chiến trận ngăn chặn hai quân đoàn lớn vây công, một tỷ đối chiến 4 tỷ, lập tức cường giả huyết hồn tộc trực tiếp bị giết hại, đây căn bản chính là một trận chiến không bình đẳng, lúc này vấn đề tài nguyên màu đỏ tươi khủng bố năng lực sống lại khủng bố xuất hiện, một huyết hồn tộc chết đi rất nhanh có thể sống lại lần nữa. Hàn Thiên chảm nhanh chóng dựa vào việc dẫn dắt một tỷ còn lại hóa thành một luồng sáng đuổi theo Diệp Phàm. Chiến đấu của hai bên rất nhanh tiến vào giai đoạn gay cấn, đôi tỷ người này tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hai đại quân đoàn Diệp Quỷ và Đại Lực, bọn hắn cũng không dự định đánh bại hai đại quân đoàn này, một tỷ người này chính là tới dùng mạng để hao tổn, chết rồi sống lại, tiếp đó là chết, tiếp tục sống lại. Mặc dù chiếm ưu thế nhân số rất lớn, hai đại quân đoàn bị cứng rắn chắn ở chỗ nguồn gốc lạc thần hà, từ nơi này cũng có thể nhìn ra huyết hồn tộc nếu có quả hạch màu đỏ tươi chấn thủ một phương. Năng lực phòng thủ của bọn họ vượt xa năng lực tiến công nhiều hơn không chỉ mấy chục lần. Bọn họ không sợ chết, chết rồi là có thể sống lại ở lõi màu đỏ tươi, mặc dù cuối cùng bọn họ bị hai đại quân đoàn đánh hạ, hạt đỏ tươi bị nghiền nát, bọn họ vẫn có thể sống lại ở huyết quật, bọn họ sợ cái gì? Đấu pháp của toàn bộ huyết hồn tộc đều chỉ có một đặc tính, đó chính là dùng tính mệnh để đổi với tiên nhân ở tiên giới. Nhân số đỉnh phong của bọn họ ít hơn hai đại quân đoàn ba tỷ, nhưng chỉ cần hạch màu đỏ tươi không bị phá hư, nhân số của bọn họ sẽ luôn duy trì ở đỉnh phong. Thậm chí sau khi một số thi thể bị khí màu đỏ tươi xâm nhiễm, nhân số của bọn họ còn sẽ tăng thêm. Quân đoàn quân tiên giới phản quan, chết một người cũng bớt đi một người. Chiến đấu một khắc sau, Diệp Quỷ và đại lực lựa chọn lui binh, Hàn Thiên Trảm đã sớm đuổi theo Diệp Phàm, huyết hồn tộc còn lại là lưu thủ tại thông đạo không gian này, nếu không có Diệp Phàm phân phó trước đó, Diệp Quỷ và lực lực tất nhiên sẽ bất kể đại giới tiêu diệt những quân đoàn huyết hồn tộc này, có điều giờ phút này, huyết chiến không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hàn Thiên Trảm dẫn dắt 20 tỷ người mặc dù toàn bộ tới mắt trận phong tiên đại trận vây giết Diệp Phàm, cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được, vì vậy nhiệm vụ chủ yếu nhất của Diệp Quỷ và đại lực vẫn là ngăn cản quân đoàn huyết hồn tộc sau đó đến viện trợ. Theo chiến đấu ở Bắc Cực Địa vang lên, toàn bộ khắp nơi trong phong tiên giới đều xuất hiện quân đoàn huyết hồn tộc đại quy mô của quân đoàn huyết hồn tộc xuất hiện từ sáu thông đạo không gian lớn đông dạng ở các nơi trong tiên giới cũng không ngừng xuất hiện các khe hở không gian có không ít huyết hồn tộc tiến vào trong bụng phong tiên giới cuộc chiến hạo kiếp vang lên tiếng kêu khóc thái huyền thiên nguyệt hạp lạch trời trăm thần tiên nhân điện đều đã xuất hiện chiến tranh những nơi này cũng xuất hiện vết tích màu đỏ tươi cũng may thiên đế môn ở trước khi hạo kiếp tiến đến đã chuẩn bị tốt cho ứng chiến cho dù toàn bộ phương vị xâm lấn huyết hồn tộc thế hung hãn, nhưng vẫn bị đám đông quân đoàn thiên đế môn ngăn trở vững vàng, trong đó ổn thỏa nhất tự nhiên là hai đại quân đoàn ở phía Bắc, Diệp Quỷ và Đại Lực không chủ động dẫn binh đi ra, huyết hồn tộc tự nhiên càng sẽ không chủ động tìm hai đại quân đoàn phiền toái. Mà nguy hiểm nhất tự nhiên là lạch trời trăm thần, tròn 5 tỷ, so với Diệp Phàm liệu còn nhiều hơn 1 tỷ. Dù vậy, Diệp Tàn vẫn vững vàng lấy 2 tỷ người bảo vệ rãnh trời trăm ngàn thần. Ngay từ đầu khi hạo kiếp bắt đầu, tình huống của phong tiên giới đã lộ ra một loại rằng co, ba canh giờ là Diệp Phàm định cho toàn bộ quân đoàn thời gian phòng thủ. Bởi vì chỉ ba canh giờ, đủ để cho Diệp Phàm tới gần mắt trận, do đó bước bách Hàn Tiên Trảm mở ra hoàn toàn cơ chế phòng hộ của trận Pháp. Mà một khi Hàn Tiên Trảm làm được điều này, lập tức huyết hồn tộc trên tiên giới sẽ triệt để xóa bỏ ý định tiến vào không gian thông đạo phong tiên đại trận. Bên trong phong tiên đại trận, hai đạo thân ảnh một đuổi một chạy, nếu nói về tốc độ thì Diệp Phàm còn nhanh hơn Hàn Thiên Trảm, dù sao hắn cũng có độn thuật thái cực độn thuật, có điều Hàn Thiên Trảm cũng không chậm, hắn có đạo quyết sinh đạo, có thể sinh vạn pháp, phục chế độn thuật của Diệp Phàm căn bản không thành vấn đề. Định, ngay khi vừa tiến vào Phong Tiên đại trận, Hàn Thiên Trảm đánh ra một đạo trận văn, lập tức toàn bộ Phong Tiên đại trận bắt đầu vận chuyển, cấm chế phòng ngự được kích hoạt, lực lượng không gian bao phủ lấy Diệp Phàm, mưu toàn định trụ Diệp Phàm. Vạn pháp dưới chân Diệp Phàm tụ âm dương, âm dương hóa thái cực lực lượng không gian căn bản không có bất cứ tác dụng gì đối với hắn, nhưng cơ chế phòng ngự mở ra vẫn khiến tốc độ Diệp Phàm giảm bớt. Diệp Phàm cũng không mang theo quả cầu béo tới đây, nếu có quả cầu mập có thể phá vỡ các loại cấm chế cản đường, tốc độ của hắn có thể nhanh hơn một chút nữa, bất quá dù vậy, hắn cũng không thể vứt bỏ Hàn Thiên chảm chứ đừng nói là phá hỏng mắt trận, trái lại còn đánh mất tính mạng của quả cầu béo nữa. Diệp Phàm, đừng dẫy dụa vô vị, Hàn Thiên Trạm hét to một tiếng, mở ra hồi nhãn, hư ảnh thái cực dưới chân diệp phàm dưới tác dụng của lực lượng hồi sóc hóa thành năng lượng tinh thuần nhất lúc này diệp phàm mất đi độn thuật mang đến cực tốc sau một khắc kiếm khí của hàn thiên trảm đã chém tới đương lang hư kiếm ra khỏi vỏ trực tiếp chặn ngang một luồng khí tức kinh khủng nổ tung hai bên đồng thời lui lại dừng bước lại diệp phàm lặng lặng nhìn hàn thiên trảm vẫn chưa để cho người của thiên đế quân đoàn từ thần cư đi ra hàn thiên trảm đồng dạng cũng không khiến cường giả huyết hồn tộc đi ra hai người cứ như vậy rằng co trong không gian trận pháp minh mông này, mà sát chi lực tung hoành, nhưng lại không thể đến gần thân thể hai người. Hàn thiên trảm, trận chiến này ai thắng ai thua còn chưa biết. Diệp Phàm nghe vậy, từ chối cho ý kiến nói, hư, chấp mê bất ngộ, người không chống đỡ nổi cái thứ khổng lồ tiên giới này. Hàn thiên trảm hư lạnh một tiếng, không chống đỡ được cũng phải chống đỡ, dù sao cũng phải có người đứng ra. Diệp Phàm lắc đầu, lang hư kiếm chỉ xéo xuống dưới, chân gập bắn ra, thân hình trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn đồng thời chém tới Hàn Thiên Trạm. Ngô Xuân không chịu nổi, trường kiếm trong tay Hàn Thiên Trạm xoay chuyển, cũng đồng dạng rung chân lên, kiếm khí phóng ra một đạo cầu vồng màu máu. Đinh, 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 liên tiếp binh khí va chạm thân ảnh hưởng tới, mỗi một lần mũi kiếm va chạm đều sẽ có kiếm khí hình vòng cung vượt qua trăm dặm hướng ra bốn phía thiết cắt, cái này cũng chính là vượt qua một giới phong tiên đại trận, đổi thành trận pháp khác căn bản không chống nổi hai người cuồng bạo như thế đối đầu. Kiếm đạo ta là vua, trường kiếm trong tay Hàn Thiên Trảm tuôn ra một tiếng kiếm khí vô cùng vang dội, kiếm đạo đế chi đạo bao phủ, kiếm đạo này tương đương với pháp tắc đế tắc, chỉ có điều kiếm đạo khó mà lĩnh ngộ hơn so với pháp tắc. Đứng trước kiếm của ta, không có vương. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, đế kiếm đạo cũng xuất hiện mạnh mẽ tương tự, song phương lại tiến hành đánh nhau lần nữa. Trên kiếm đạo của hai người, tu vi của Diệp Phàm thấp hơn Hàn Thiên Trảm, nhưng hắn nắm giữ thần linh lực tiên linh lực do hàn thiên chảm nắm giữ vẫn như trước tranh lệch về lực lượng này hoàn toàn có thể bù đắp tu vi hai cảnh giới đối với pháp tắc cảm mộ của hai bên đều không phân cao thấp đương nhiên diệp phàm luyện thể càng mạnh hơn đồng thuật của hàn thiên chảm càng biến thái kiếm đạo không bắt được đối phương song phương bắt đầu đổi chiêu diệp phàm còn có một đòn sát thủ linh hồn thi pháp nói về tốc độ kết ấn hàn thiên chảm không phải là đối thủ của hắn kiếm phong chia lìa trong nháy mắt song phương rút lui Diệp Phàm quyết đánh ra, thần pháp, vạn dặm đóng băng. Hàn Thiên chảm cảm nhận lực hàn băng cuồng bạo, trên mặt có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh trong mắt hắn, trận văn vạn pháp lưu chuyển, mắt nhìn về phía phong bạo hàn băng, sau một khắc, lực hàn băng tan rã. Chương 2014, Thanh Long đấu với hỗn độn. Thần pháp, đóng băng vạn dặm, Hàn Thiên Trảm thuận theo đó đánh ra pháp thuật mạnh nhất của Diệp Phàm, tuôn trào cực hàn, vận mệnh chi lực dâng trào trong đôi mắt của Diệp Phàm, vạn đạo pháp nhãn, mở, vận mệnh ra thân. Tốc độ, năng lượng vận mệnh bao phủ, tốc độ của Diệp Phàm lập tức tăng lên tới mức khiến người ta kinh hãi. Dưới sự vận chuyển của Thái Cực Độn Pháp, Diệp Phàm trực tiếp nhảy ra khỏi tầm ngắm của Băng Phong Vạn Dặm, ngay cả khóa chặt thần pháp cũng có thể nhảy ra. Điều này đáng sợ đến mức nào? Lực lượng, Diệp Phàm nắm chặt song quyền, âm thanh rồng gầm vang vọng đất trời, sau một khắc, một quyền của Diệp Phàm hung hăng đánh tới Hàn Thiên Trảm, Thanh Long biến, Đế Thần biến đồng thời bộc phát. Thần pháp, nghịch chuyển âm dương, hư ảnh thái cực âm dương xuất hiện, sau khi đóng băng vạn dặm dùng thần pháp nghịch chuyển âm dương, điều này căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng Hàn Thiên Trảm làm được. Trong đôi mắt Diệp Phàm phản chiếu bộ dạng Hàn Thiên Trảm, trên trán của hắn xuất hiện một ấn ký kỳ quái, ấn ký này rất quen thuộc đối với Diệp Phàm, bởi vì hắn đã từng nhìn thấy ấn ký tương tự. Năm đó Sở Phong Vân cũng có loại ấn ký này, nhưng rõ ràng là có khác biệt. Ấn ký của Sở Phong Vân bao hàm áo nghĩa điều khiển thiên địa chi linh, còn bên trong ấn ký Hàn Tiên trảm bao hàm áo nghĩa của công pháp Võ đạo. Võ đạo thể một trong tứ đại vương thể, nghe đồn võ đạo thể tu hành đến trình độ cực sâu, có thể nắm giữ một loại võ đạo áo nghĩa, loại võ đạo áo nghĩa này có vài phần có thể làm cho lúc võ đạo thể sử dụng đạo pháp, đem loại đạo pháp thứ nhất làm thủ quyết sử dụng một loại khác là đạo pháp thủ quyết, cực kỳ biến thái. Phá hoại, phá hoại cho ta, Diệp Phàm không hề sợ hãi, dưới sự gia tăng của vận mệnh, hắn có thể tùy thời bổ sung cho mình một loại thuộc tính đáng sợ một quyền này, thuộc tính của hắn phụ ra từ lực lượng biến thành phá hoại. Oanh, một quyền như rồng bay, lực lượng âm dương đang xoay tròn lập tức bất động, trong nháy mắt tan vỡ. Giết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền này của Diệp Phàm gần như dốc hết toàn lực, Hàn Thiên Trảm nhìn chằm chằm vào nắm đấm được bao trùm vảy rồng của Diệp Phàm, huyết nhục trên thân như nhận lấy kích thích, một luồng khí hồng hoang trào ra. Hỗn độn huyết mạch, mở, an, trong mơ hồ, sau lưng Hàn Thiên Trảm có hư ảnh hỗn độn, một trong thái cổ hung thú xuất hiện, đồng thời khí thức màu đỏ tươi tuôn ra, hàn thiên chảm rỗi tay phải chụp lấy cánh tay Diệp Phàm Oanh, lực lượng kinh khủng che phủ bầu trời, trong thế giới trận pháp chống rỗng này, hư ảnh thanh long đứng đầu bốn thần thú đối đầu với hư ảnh hỗn độn quyền trưởng giao nhau, tiên lực nổ tung hóa thành bão táp năng lượng điên cuồng khuếch tán, cơn lốc hủy diệt hình thành làm vỡ nát tất cả. Phán phá, Diệp Phàm hư lạnh một tiếng một cỗ bạo liệt chi lực khủng bố diễn sinh trong nắm đấm của Diệp Phàm, Hàn Thiên Trạm nhất thời sắc mặt hơi đổi, loại đồng thuật này hắn không cách nào phục chế được, sinh đạo quyết tuy đáng sợ, nhưng đồng thuật của Diệp Phàm cũng không kém, hắn có thể phục chế tuyệt đối không gian cùng thời gian ngừng lại, nhưng vạn đạo pháp nhãn giai đoạn sau đã vượt qua phạm trù hắn có khả năng phục chế. Một tiếng nổ vang thật lớn, Hàn Thiên Trạm bay ngược lại, sau lưng hắn, vận mệnh pháp tác hội tụ thành trận văn, trận văn rơi vào trong tay hắn, tiếp theo hắn cong ngón tay búng ra, trận văn nổ tung, trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn trận văn trấn áp bốn phía, Sức mạnh vận mệnh pháp tắc ngăn cách sự trao đổi của thiên đạo, vận mệnh của Diệp Phàm ở thế giới trận văn bao phủ trực tiếp vô hiệu. Vận mệnh pháp tắc là pháp tắc Hàn Thiên Trảm Am hiểu nhất, từ hóa thân sinh đạo tiến vào thân thể kiếp trước để nắm giữ vận mệnh thần thì có thể nhìn ra được. Chu Thiên mệnh tinh, nghe ta hiệu lệnh, đoạt thiên chi vận, hội tụ thân thể ta, trừng phạt. Hàn Thiên Trảm tùy tùng ra pháp, trong nháy mắt câu cuối cùng rơi xuống, một ngón tay chỉ hướng Diệp Phàm, đoạt thiên. Thiên vận thuật, nếu Thư Nguyệt đã bị Thư Nguyệt chiếm được Sao lại còn giấu giếm trước mặt Hàn Thiên Trạm, một cỗ năng lượng vận mệnh lập tức rơi vào trên người Diệp Phàm. Tiếp theo, ý chí tử vong của Thiên Đạo xuất hiện, một chiêu này có thể giết chết đối thủ. Mệnh ta do ta nên không phải do trời, nhưng trời không trừng phạt được ta. Diệp Phàm nghe vậy quát to, vô tận xiềng xích màu đen từ trên người hắn điên cuồng bắn ra, phong cấm chi lực phong tỏa tất cả. Phong Thiên, bệ ngạn, lực trừng phạt của Thiên Đạo bắt đầu giao hòa với lực phong cấm. Trời không thể phong Hàn Thiên chạm đạp xuống một bước, giống như một thần linh từ trên cao nhìn xuống đang thuật lại pháp luật thiên đạo, người còn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Vận mệnh chi lực hội tụ thành một vận mệnh luân khổng lồ, đĩa quay chậm rãi xoay tròn, rơi về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm tay cầm ngàn vạn xiềng xích, một trường vỗ về phía xiềng xích màu đen của vòng luân, diễn sinh điên cuồng, muốn khóa lại vòng xoáy vận mệnh. Nhưng kết quả lại như Hàn Thiên Trảm đã nói, vô cùng vô tận xiềng xích không thể nào ngăn cản chuyển động của vòng luân, không ngừng vỡ vụn. Chưa đủ sao, vậy bây giờ có đủ hay không? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn vận luân không thể ngăn cản, gầm nhẹ một tiếng. Thái cực đạo Pháp, vận mệnh, Pháp môn phong thiên dung nhập vào Pháp tắc vận mệnh, lúc này đạo Pháp xảy ra thay đổi, xiềng xích màu đen bắt đầu có rút lại, kết nối lẫn nhau, cuối cùng biến thành một viên luân vận mệnh màu đen nghịch hướng xoay tròn. Xoẹt 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 xoẹt, từng đợt âm thanh năng lượng tan rã khó có thể dung hợp vang lên, dù vậy, bánh xe hàn thiên trảm của hàn thiên trảm vẫn có xu thế không thể ngăn cản được đạo vận thiên tượng, phong cấm thiên toàn, đạo vận thiên tượng thứ hai, tuyệt đối cấm không, vận mệnh luân xoay tròn màu đen đột nhiên dừng lại, tiếp theo diễn sinh ra vô số vòng xoáy năng lượng, những vòng xoáy năng lượng này bám vào trên vận mệnh luân bàn của Hàn Thiên Trạm, ngạnh sinh bước dừng vận mệnh luân của Hàn Thiên Trạm. Một cỗ cấm chi lực xuất hiện, bao phủ chung quanh tất cả pháp tác trực tiếp bị phong cấm, kể cả pháp tác chung quanh Diệp Phàm, cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tuyệt đối cấm không phải là năng lực đáng sợ như ta dù địch không phân biệt được. Thiên vận thuật là công pháp nghịch thiên không có cấp bậc, có thể so với truyền thừa cổ kinh mà Diệp Phàm lấy được trong Bách Tầm truyền thừa, Hàn Thiên Trảm dùng loại bí pháp này, đã sử dụng lá bài tẩy rồi nhưng không ngờ vẫn được Diệp Phàm hóa giải, mặc dù mạnh như Hàn Thiên Trảm vẫn có chút kinh ngạc, thực lực của Diệp Phàm quả thực rất cường đại. Không gian cấm vô, Diệp Phàm và Hàn Thiên Trảm đồng thời mất đi cảm ứng pháp tắc, chiến đấu tiếp theo là hai bên giao đấu luyện thể. Có Hàn Thiên Trảm huyết mạch hỗn độn, trên phương diện luyện thể cũng không sợ Diệp Phàm. Hàn Thiên chảm không nhanh, khi Diệp Phàm mắc câu, hắn đã hạ lệnh tiến công toàn diện cho năm cường giả quân đoàn khác, nếu không đủ, hai bên đánh thành tiêu hao chiến chính là được. Hắn ở chỗ này ngăn cản Diệp Phàm, thời gian càng lâu thì hắn càng có lợi. Diệp Phàm quả thật đang thiếu thời gian, hắn trong vòng 3 canh giờ nhất định phải tới gần mắt trận, nếu có thể hủy trận dĩ nhiên là tốt nhất, bên kia huyết quật cũng không cần người khác tới, hắn cũng có thể không cần chết. Song Phương đứng trong không gian cấm vô này, xiềng xích màu đen chung quanh răng khắp nơi, Khóa chặt mảnh không gian này thật đồ sộ. Vừa rồi vẫn là hủy thiên diệt địa kịch chiến, lúc này lại an tĩnh không gì sánh được, ngược lại có chút quỷ dị. Diệp Phàm không có ra tay, Hàn Thiên Trảm cũng không ra tay, hai người dường như đang đợi điều gì đó, sắc mặt đồng thời xảy ra biến hóa. Chương 2015, quả nhiên người có hậu chiêu. Hàn Thiên Trảm cảm thấy có chút may mắn, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm càng thêm ngưng trọng. Tuy một mực không coi thường ngươi, bất quá sau khi biết thất bại vẫn có chút tiếc nuối. Lời tiếc núi mà Diệp Phàm nói ra vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên ngay từ đầu hắn đã không nghĩ tới hậu chiêu của mình sẽ có thành tựu. Lúc này mắt trận chỉ còn cách một khu vực ngàn dặm trận văn bao phủ, pháp thân bất tử của Diệp Phàm lẳng lặng đứng trong hư không, đối diện với hắn là hóa thân của Hàn Thiên Trảm. Hóa thân Hàn Thiên Trảm của Hàn Phàm bị Diệp Phàm đánh nát. Trong tình huống bình thường, hóa thân sinh đạo của hắn không có khả năng xuất hiện ở đây, một lần nữa ngưng tụ cũng cần mấy năm, nhưng có hạt châu màu đỏ tươi cường đại làm hậu thuẫn, ngay cả bản thể hắn mà chết cũng có thể rất nhanh phục sinh, huống chi là một hóa thân sinh đạo. Nếu không có hóa thân sinh đạo này, Diệp Phàm thần không biết quỷ không hay tiến vào trận nhãn, tiếp theo bản thể truyền tống qua, kết hợp với Thiên Đế quân đoàn chi lực đánh tan mắt trận. Bây giờ hóa thân sinh đạo bị Hàn Thiên Trảm phát hiện, cho dù Diệp Phàm nắm giữ thái cực độn pháp, có thể cắt đuôi hóa thân của Hàn Thiên Trảm cũng vô dụng, bởi vì lúc này Hàn Thiên Trảm đã hoàn toàn mở ra cơ chế phòng ngự của Phong Tiên đại trận, loại phòng ngự này càng gần mắt trận càng đáng sợ chỉ còn sót lại ngàn dạm này cũng đủ khiến Diệp Phàm tuyệt vọng. Bất tử pháp thân bấm tay niệm thần chú, một khắc sau bản thể của Diệp Phàm xuất hiện, đồng thời bản thể của Hàn Thiên Trảm cũng xuất hiện bên cạnh hóa thân sinh đạo. Hàn Thiên Trảm vung tay lên, phi thuyền xuất hiện, 10 tỷ huyết hồn tộc không ngừng xuất hiện dưới lực lượng truyền tống, được Hàn Thiên Trảm tính toán chính xác, vị trí của những người này đều ở vào khu vực an toàn của trận pháp. Một tỷ người đủ để hình thành bức tường đáng sợ nhất, cộng thêm các loại trận pháp tung hoành, Diệp Phàm muốn vượt qua đám người tiến vào trong mắt trận, căn bản không có khả năng. Diệp Phàm cũng không nhàn rỗi, quân đoàn thiên đế đều xuất hiện, 500 triệu đối chiến với 1 tỷ, nhìn như nhân số tranh lệch cực lớn, nhưng quân đoàn thiên đế chính là quân đoàn tinh nhuệ của tiên giới, cộng thêm huấn luyện chiến trận thời gian dài, phối hợp với Diệp Phàm làm chủ đạo, cũng không thua kém đối thủ 1 tỷ. Chỉ có điều phong tiên đại trận là sân nhà của Hàn Thiên Trảm, Diệp Phàm chuyên tâm phòng thủ cũng không khó, nếu tiến công vậy thì yếu thế sẽ cực kỳ lớn. Diệp Phàm hiện giờ ta đã mở ra cơ chế phòng ngự mạnh nhất của phong tiên đại trận, ngươi đi về phía trước không đường, không đường lui về phía sau được, ta chỉ cần ngươi kéo dài thời gian ở đây, ngươi cảm thấy bộ đội của tiên giới sẽ là đối thủ của bộ đội huyết hồn tộc ta sao? Hàn Thiên Trảm cất cao giọng nói, Hàn Thiên Trảm, ta biết ý định của ngươi, muốn dùng phương thức tiêu hao để từng bước xâm chiếm tiên giới chúng ta, nhưng một khi tiên giới có cảnh tượng bại vong, với tính cách ích kỷ của tiên nhân tiên giới, chúng phản loạn không biết bao nhiêu lần, đến lúc đó, thắng lợi sẽ nằm trong tầm tay. Diệp Phàm cất cao giọng nói, bất quá có một điểm ngươi nghĩ sai rồi, sau khi ta thống nhất phong tiên giới, để cho tông chủ các đại tông môn phát lời thề thiên đạo, cho dù tiên giới hiện ra hư ảnh, ngươi cũng đừng mơ tưởng lợi dụng mục nát tiên giới để thu hoạch thắng lợi, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, đến lúc đó các ngươi vô lực huy binh tinh không tiên vực, những tiên vực khác tất nhiên có thể vì ta phong tiên giới diệt trừ các ngươi. Ha ha, Diệp Phàm, ngươi rất thông minh, nhìn như phá hủy mắt trận là con đường duy nhất các ngươi có thể tự cứu, nhưng ta biết rõ mục đích của ngươi không phải là phá hoại mắt trận. Hàn Thiên chảm đột một nói, ván này của ta cũng không hoàn mỹ, với trí thông minh của ngươi, làm sao nhìn không ra, dù vậy, ngươi vẫn lựa chọn nhảy vào phong tiên đại trận, chỉ có thể nói rõ một chút, ngươi có kế hoạch khác. Chỉ là, ta xác thực không biết rốt cuộc ngươi có kế hoạch gì. Ngươi không biết kế hoạch của ta, ta cũng không biết kế hoạch của ngươi, ngươi biết rõ ta tương kế tự kế, ngươi lại vẫn lựa chọn phối hợp với ta diễn vở tuồng này vậy kế hoạch của ngươi là gì diệp phàm nghe vậy sắc mặt hơi đổi nhưng không quá kinh ngạc hàn thiên trảm là ai hắn không phải ngu xuẩn không phải diệp phàm chưa từng nghĩ đến kế hoạch của mình có thể thất bại nhưng diệp phàm có năng lực rát mũi hàn thiên trảm đi bởi vì đám người một tỷ này tuyệt đối không phải đối thủ của thiên đế quân đoàn của hắn trong mảnh trận pháp này hàn thiên trảm không cách nào ngưng tụ hạt màu đỏ tươi bởi vì nơi này không đủ tiên linh khí để chống đỡ liên tục cường giả huyết hồn tộc sống lại, điều này nói rõ mười ức huyết hồn tộc trước mắt không có năng lực không ngừng sống lại ở chỗ này. Mà Diệp Phàm, hắn cũng tu hành vong linh pháp điển, vô luận là huyết hồn tộc hay là tu sĩ chết trận của hắn đều có thể trở thành thủ hạ của Diệp Phàm phục sinh. Đối phương không có năng lực bổ sung binh lính, Diệp Phàm có năng lực thiên địa thông thần, thần lực của hắn vô cùng vô tật, chống đỡ bao nhiêu vong linh cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, việc này cần có thời gian, hàn thiên chảm hoặc là để cường giả huyết hồn tộc đến giúp đỡ hoặc là hàng tỷ người này sẽ bị diệp phàm đánh bại diệp phàm từ bỏ kế hoạch ban đầu cưỡng ép phá hoại hạch tâm màu đỏ tươi hàn thiên chảm rất tự tin mà diệp phàm chính là tự tin lợi dụng hàn thiên chảm người cũng đã biết kế hoạch của ta nhanh rồi chúng ta cùng nhau yên lặng chờ đợi hàn thiên chảm nghe vậy chỉ lạnh nhạt nói xin lỗi ta không định chờ trận nhãn ta nhất định phải có được diệp phàm lắc đầu một bước bay lên không 36 thiên cương thiên cương thiên thần trận đồ bay ra, ngay sau đó, 20 người phong vân cùng với thực lực của hắn bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Thông thần thiên địa mở ra, tiên lực của 26 người phong vân 26 người đồng dạng vô cùng vô tận đồng thời sự lý giải của bọn họ đối với kiếm đạo, đào đạo trực tiếp đạt đến trình độ đế tắc, lý giải đối với các pháp tắc khác cũng đồng bộ với diệp phàm. Nhất thời hư ảnh chiến trận của thiên đế quân đoàn trở nên vô cùng khủng bố. Leng keng leng keng leng keng. Hư ảnh Diệp Phàm vượt qua chân trời bắt đầu kết ấn hai tay, một cỗ lực lượng giống như hủy thiên diệt địa hội tụ, sắc mặt Hàn Thiên chảm lập tức trở nên khó coi vô cùng. Hắn tính sai, hắn đánh giá thấp thực lực của Diệp Phàm, năm ước người trước mắt này hoàn toàn có thể áp chế 10 tỷ người của hắn, nếu không có ưu thế trận pháp, hắn xuất lĩnh 1 tỷ có lẽ không phải đối thủ của 500 triệu người này. Chư vị đạo hiếu, trận chiến này chính là kết thúc của chúng ta. Bóng người Diệp Phàm dung nhập vào chán hư ảnh to lớn, thanh âm vang dội nói, một cỗ chiến ý phá tan mây xanh, tử trí tràn ngập, năm ước chi chúng cuồn cuộn từ bỏ tất cả tạp niệm vào lúc này. Chiến ý của tất cả mọi người dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một cỗ khí tràng trùng thiên trùng trùng điệp điệp áp chế lại. Thủ, Hàn Thiên chảm quát vang, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, đồng thời ẩn vào trong hư ảnh thật lớn do chiến tranh diễn hóa ra, đồng thời không ngừng có lực lượng trận pháp dung nhập vào trong hai tay của hắn. Leng keng leng keng leng keng, kết ấn cực tốc, giờ phút này khí tức song phương đang điên cuồng dâng lên hợp kích thần pháp, đại âm dương, hợp kích thần pháp, vĩnh hằng băng phong, hai cỗ lực lượng điên cuồng giao hòa, lần này không giống như lúc trước, hàn thiên chảm cũng không vội vàng ra tay, hơn nữa lúc này đây còn có thêm phong tiên đại trận. Mà Diệp Phàm xem thường cũng không giống nhau, lần này Diệp Phàm dùng 36 thiên cương thiên thần trận, mặt khác, hắn sáp nhập vào thái cực đạo Pháp. Thái cực đạo Pháp, thôn vệ Pháp tác dung hợp, Diệp Phàm đột nhiên quát lạnh, ngay sau đó, hàn khí vô tận hội tụ thành một vòng xoáy ngập trời, nuốt chửng thiên địa. Đại âm dương, vỡ, chương 2016, ngư con mắc câu. Hư ảnh âm dương thái cực vỡ vụn vẫn chưa hóa thành bão năng lượng, ngược lại trong vòng xoáy hàn khí biến thành năng lượng tinh khiết không có quy tắc, bị dòng nước hàn khí không ngừng hấp thu, đồng thời, theo những lực lượng này hấp thu, khí tức vĩnh hằng đóng băng trở nên càng ngày càng khủng bố, lấy hư ảnh diệp phàm to lớn làm trung tâm, hàn băng hình cầu màu trắng bắt đầu hội tụ. Đông kết lại đi, Diệp Phàm hét to, bàn tay cực lớn hung hăng đánh mạnh vào bóng dáng chiến trận của Hàn Thiên Trảm, Hàn Thiên Trảm hiển nhiên chưa từng nghĩ tới Diệp Phàm lại vận dụng chiến trận đã đạt tới trình độ này. Phải biết rằng, hợp kích thần pháp không có đạo vận thiên tượng, đây là chuyện mà tất cả mọi người đều hiểu rõ, tương tự, hợp kích thần pháp muốn gia tăng cái khác đồ vật cũng vô cùng khó. Mà Diệp Phàm rõ ràng đang hợp kích với thần pháp thôn vệ pháp tắc, cũng bởi vì thôn vệ pháp tắc xuất hiện dẫn đến một kích này trực tiếp đánh bại hắn. Nguyên về đồng tử, mở ra trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trong đôi mắt hàn thiên trảm huyền ảo pháp tác chi chít hoa văn xuất hiện sau một khắc băng phong vĩnh hằng nổ tung bắt đầu tiêu tán tuy rằng thực lực hàn thiên trảm nghịch thiên nhưng đồng thuật của hắn không phải do chiến trận gia tăng mà thành đây tương đương với việc hắn dùng sức một người chống lại thần pháp hợp kích mà diệp phàm dựa vào chiến trận đánh ra hàn thiên trảm có mạnh hơn nữa cũng không thể lấy sức một người chống lại công kích của diệp phàm máu tươi chảy ra từ đôi mắt của hàn thiên trảm năng lượng vĩnh hằng đóng băng cuối cùng biến mất chín thành còn dư lại một thành hung hăng va chạm ở trên hư ảnh chiến trận của Hàn Thiên Trạm Lực cắn trả cuồng bạo tiến vào trong cơ thể mười ức huyết hồn tộc, không ít huyết hồn tộc thực lực nhỏ yếu trực tiếp bị một chiêu này giết chết. Sóng năng lượng tản ra bốn phía, vẻn vẹn một chiêu này liền trực tiếp đánh chết gần 10 vạn cường giả huyết hồn tộc, khi số người đạt đến trình độ nhất định, hơi một chút sẽ lấy 10 vạn trăm vạn để tính. Phong Linh ngủ say, nghe hiệu lệnh của ta, khởi. Phong Linh pháp tác bao phủ. Diệp Phàm chỉ tay về phía đông đảo cường giả huyết hồn tộc, những cường giả huyết hồn tộc chết đi sau đó chậm rãi đứng lên, một khắc sau, 10 vạn vong linh tự bảo. Oanh oanh oanh, biến cố này khiến Hàn Thiên Trảm trở tay không kịp, 10 vạn vong linh tự bảo trong đám người, chết đi là trăm vạn huyết hồn tộc, mà vong linh pháp tắc của Diệp Phàm lại bao phủ lần nữa, nếu như không ngăn cản Diệp Phàm, như vậy vong linh tự bảo sẽ càng ngày càng nhiều. Chiến trận biến hóa, Hàn Thiên Trảm lập tức chỉ huy quân đoàn huyết hồn tộc bắt đầu biến hóa rời xa huyết hồn tộc đã chết đi hơn nữa tạo thành lồng năng lượng vây khốn vong linh đứng lên tuyệt đối không gian đôi mắt diệp phàm xuất hiện thần văn không gian ngay sau đó lực lượng không gian bao phủ tất cả những vong linh đứng lên đều biến mất xuất hiện bên phía diệp phàm trở thành một trong những chiến trận của diệp phàm một lần khống chế nhiều vong linh như vậy đồng thời phối hợp với thiên đế quân đoàn hình thành chiến trận tiêu hao tiên lực của diệp phàm không nhỏ đồng dạng yêu cầu đối với thần hồn cũng không thấp nhưng đối với Diệp Phàm có được thiên địa thông thần cùng với thái sơ thủ hồn quyết mà nói, cái này căn bản không phải áp lực. Có trăm vạn vong linh gia nhập, đối với người 500 triệu mà nói, gia tăng thiên đế quân đoàn cũng không tính là quá nhiều, nhưng cái này cũng cấp Hàn Thiên Trảm một tin tức, Hàn Thiên Trảm muốn cuốn lấy Diệp Phàm, định dùng quân đoàn huyết hồn tộc tiêu hao chiến lược tiên giới căn bản là không thể thực hiện được. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Hàn Thiên Trảm rất rõ ràng, chỉ dựa vào một ức huyết hồn tộc này, hắn không phải đối thủ của Diệp Phàm nhiều nhất là hai canh giờ dưới cái này giảm lâu hơn diệp phàm có thể cưỡng ép hắn đột phá phong tỏa tiến vào trận nhãn đồng thời phát ra công kích đối với trận nhãn nói cách khác trong vòng hai canh giờ hắn nhất định có viện quân đến hàn thiên chảm lạnh lùng nhìn diệp phàm đột một lạnh lùng nói diệp phàm ta rất thưởng thức ngươi vốn ta chuẩn bị tiêu diệt phong tiên giới sẽ giúp ngươi hiểu rõ đại thế không thể vãn hồi dưới sự tuyệt vọng đã gia nhập huyết hồn tộc nhưng hiện tại ta nhất định phải thay đổi sách lược Chiến trường Phong Tiên giới ta có thể từ bỏ. Ngươi, ta phải giết chết ngươi. Hết thảy những việc Diệp Phàm đều đạt được hiệu quả mà hắn dự liệu, Hàn Thiên Trảm đã đủ coi trọng hắn, hơn nữa còn coi việc đánh chết hắn như ưu tiên nhất. Kể từ đó, Hàn Thiên Trảm nhất định phải khiến cho tất cả các quân đoàn huyết hồn tộc trên chiến trường ở Phong Tiên giới không tiếc bất cứ giá nào đột phá phong tỏa của địch nhân, thông qua thông đạo không gian nơi cực Bắc tiến vào Phong Tiên đại trận vây giết Diệp Phàm. Vì sao phải thông đạo không gian ở cực Bắc gấp rút tiếp viện? một mặt, cơ chế phòng ngự của Phong Tiên Đại Trận đã hoàn toàn mở ra, phạm vi Phong Tiên Đại Trận chính là phạm vi Tiên Thiên, chạy đi mặc dù trong Phong Tiên Đại Trận không có chướng ngại của quân đoàn tiên giới, nhưng bởi vì không gian pháp tắc hỗn loạn, bọn họ cần đi đường xa hơn nhiều so với lộ trình phải chạy trên đường trên tiên thiên. Về phương diện khác, Phong Tiên Đại Trận còn có các loại sát trận, một khi bên trong Phong Tiên Đại Trận chết đi, những huyết hồn tộc này chỉ có thể phục sinh ở huyết quật, mà từ huyết quật lại tới phong tiên giới dưới tình huống phong tiên đại trận phòng ngự hoàn toàn mở ra, không có đủ số lượng cường giả, cơ hồ là kẻ si nói mộng. Mà ở phong tiên giới, nơi bọn họ sống lại chính là lõi của màu đỏ tươi ở phong tiên giới. Cho nên huyết hồn tộc nhất định phải bất kể đại giới phá tan trở ngại ở các nơi, tụ tập cực bắc theo thông đạo không gian, chỗ cực bắc đường hầm không gian cách trận nhãn gần nhất, bọn hắn từ chỗ này không gian thông đạo tiếp viện hàn thiên trảm, tự nhiên so với không gian thông đạo khác dễ dàng hơn không chỉ mấy chục lần. Mà tất cả chuyện này đều được tính toán trong Diệp Phàm thế nhân được tính toán hết thiên cơ, chỉ vì sống sót, mà Diệp Phàm tính toán hết thiên cơ lại chỉ vì biến vị trí của hắn thành một vòng xoáy trung tâm. Khi Hàn Thiên chảm quyết ý tạm thời từ bỏ chiến trường phong tiên giới, Diệp Phàm biết 3 phần 10 huyết hồn tộc trên toàn bộ tiên giới đều sẽ tề tụ cùng lúc này, quân đoàn huyết hồn tộc còn lại mượn dùng hạt đỏ tươi để bảo vệ hoàn toàn quân đoàn tiên giới công kích. Diệp Phàm đã sớm biết Hàn Thiên trảm làm việc cầu ổn, cho dù hắn không biết kế hoạch của Diệp Phàm là gì cũng sẽ không điều tất cả quân đoàn tới đây. Nhưng hắn muốn hoàn toàn vây giết Diệp Phàm, một tỷ người không đủ, 2 tỷ cũng không đủ. 30 ức, Diệp Phàm muốn đột phá vòng vây, hắn vẫn không nắm chắc, ít nhất cũng phải 50 tỷ người mới có thể bảo đảm Diệp Phàm chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mà quân đoàn huyết hồn tộc tuyệt đối không vượt quá 200 tỷ, 5 tỷ này, tất nhiên cần huyết hồn tộc các nơi dùng mạng đột phá vòng vây. Diệp Phàm đang cần kết quả này chờ đợi những huyết hồn tộc này liều mạng đột phá vòng vây, các đại quân đoàn ngăn cản một đoạn thời gian, đợi đối phương đột phá vòng vây, dưới tình huống bình thường quân đoàn tiên giới cũng truy sát những huyết hồn tộc phá vòng vây này, trong quá trình đuổi giết, những quân đoàn rời khỏi nơi đóng quân sẽ hội tụ ở phụ cận tiên nhân điện, mượn dùng dấu hiệu không gian của huyết quật, mở ra cánh cửa không gian, tiến vào hư không. Kể từ đó, huyết hồn tộc căn bản là không thể nghĩ đến quân đoàn tiên giới gần ba thành, rời khỏi tiên giới, hư không xung quanh tiên quật, Tất cả tình báo Hàn Thiên Trảm đạt được đều hợp tình báo, 3 phần 10 quân đoàn ở tiên giới lúc truy kích phá vòng vây của huyết hồn tộc thì bị huyết hồn tộc bỏ xa, Hàn Thiên Trảm sao có thể nghĩ đến việc những người này đi phá hủy ngăn cách đại trận ở huyết quật chứ? Một khâu cài một hoàn, Diệp Phàm lấy chính mình làm mồi nhử, bày ra một bàn cờ như vậy, bây giờ quân cờ của đối phương đã hạ xuống, đã đến lúc hành động quân cờ của hắn. Trong hư không xa xa, Diệp Phàm và Hàn Thiên Trảm đồng thời đối mặt, hai bên đều có tín niệm tất thắng. 2017, các phe chiến sự, Hàn Thiên Trảm không biết dự định của Diệp Phàm, hắn cũng thật sự không ngờ, một mặt hắn căn bản không hề biết Diệp Phàm có được trận nguyên sơ bộ khống chế Hỗn Thiên, mặt khác, hắn có tự tin tuyệt đối với phòng ngự của Huyết Quật, hắn căn bản không thể nghĩ tới Diệp Phàm lại điên cuồng lợi dụng sức mạnh vô tận của Hỗn Thiên, thúc đẩy tinh cầu va chạm với Huyết Quật. Hàn Thiên Trảm cũng có hậu chiêu mà Diệp Phàm không biết, Diệp Phàm rất thông minh, nhưng hắn mới phi thăng bao nhiêu năm hắn hiểu về tiên giới làm sao có thể sánh bằng hàn thiên trảm. Làm sao hàn thiên trảm có thể suy xét toàn bộ những hậu chiêu mà Diệp Phàm lưu lại từ ngàn vạn năm trước. Đối với hàn thiên trảm, hắn không cần biết Diệp Phàm có kế sách gì, chỉ cần ngăn chặn tiên nhân của tiên giới là được. Đáy biển kêu khóc, một đám tiên nhân đang gào khóc, tùy ý nói chuyện với nhau trước mặt trận pháp. Ai, các người nghe nói chưa, tin tức vừa mới truyền đến, quân đoàn huyết hồn tộc xuất hiện, ngay tại lạch trời của Bách Thần, cuồn cuộn năm tỷ đó, ai, cũng không biết quân đoàn bá vương có thể bảo vệ được rãnh trời trăm thần hay không. Một lão giả tùy ý giám sát đại trận, có chút lo lắng nói. Lão thiết đầu, người lo lắng cái khỉ gì, trời sập xuống có cao nhân chống đỡ. Hơn nữa, Diệp Tàn tiền bối chính là đệ đệ của Diệp Tông Chủ, có ông ấy ở đây, huyết hồn tộc 5 tỷ đừng hồng vượt qua một rãnh bách thần thiên một bước. Một nam tử trẻ tuổi nghe vậy không khỏi cười nói, khi nói đến ba chữ của Diệp Tông Chủ, rõ ràng trong mắt hắn ta hiện lên một tia tôn sùng thần thánh, có Diệp Tông chủ dẫn dắt chúng ta, lần hảo kiếp này, chúng ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Nhạc thiên đạo hiếu, người đừng quá tôn sùng Diệp Tông chủ nữa, hắn cũng không phải thần, nhưng nhạc thiên nói cũng đúng, thiết đầu đạo hiếu, người có thời gian quan tâm không bằng suy nghĩ về chúng ta đi, chúng ta một quân đoàn mới một tỷ người, nếu là nơi này cũng tới 50 ức huyết hồn tộc, cho dù dựa vào khóc lóc thảm thiết, chúng ta cũng chưa chắc có thể chiếm ưu thế. Người nói là một nữ tu, nữ tu có chút lo lắng nhìn về phía trận pháp giám sát, bất ngờ, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt vô cùng, bờ môi run run vội vàng nói, khí màu đỏ tươi, là màu đỏ tươi. Đúng là khí màu đỏ tươi, nhanh, nhanh phát cảnh báo. Lão thiết đầu vội vàng nói, lúc này, nhạc thiên lấy ra một tín vật khống chế đại trận bóp vỡ tín vật, trận pháp bao phủ cả vịnh biển cũng tự động khởi động. Trận pháp bắt mắt chấn động lập tức kinh động đến tất cả mọi người trong quân đoàn tử linh. Đám người tô trọng, thu vân, thu nguyệt đang khóc lóc ở đại điện nghị sự tại hải hạp cũng đồng thời đứng lên, sau đó dưới sự dẫn dắt của Tô Trọng, bọn họ xông ra khỏi đại điện nghị sự, một đường chạy vội, đi tới phía trước lệ điếu hải hạp. Một tỷ tử linh quân đoàn hội tụ với tốc độ nhanh nhất, các loại trận pháp lần lượt được mở ra, có tăng phúc trận pháp, có trận pháp chữa thương, cũng có trận pháp truyền tống, hộ trận, sát trận các loại. Cả vùng hải hạp này đâu đâu cũng có trận pháp bảo vệ, đợi cường giả huyết hồn tộc tiến đến. Thần thức điên cuồng quét ngang, nửa ngày, tô trọng nhíu mày, nhân số khoảng 30 ức. Đông Hải người thưa thớt, Hàn Thiên chảm đoán trong thời gian ngắn, thiên đế môn ta không cách nào điều động quá nhiều người tiến vào Đông Hải, nơi này tất nhiên sẽ trở thành cửa khẩu đột phá của đối phương. Thu Nguyệt nói khẽ, đôi mắt đẹp câu chết không đền máng kia nhìn chầm chầm vào chiều chiều màu đỏ tươi xa xôi, khí thức của đại tiên đế tầng ba hơi hơi lưu truyền, nàng không trách cứ Diệp Phàm không đến tìm nàng, nàng rất rõ ràng, thời gian đối với Diệp Phàm mà nói là tài nguyên xa xỉ cỡ nào. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu, Tô Trọng lạnh nhạt nói, Đồng thời, sau lưng hắn, một tên tô trọng khác đi ra, tử linh pháp thân. Một tỷ người bắt đầu kết thành chiến trận, nhưng không phải tô trọng cầm đầu bản thể, mà là dùng tử linh pháp của y làm đầu, minh thần lực lưu truyền, lực lượng luân hồi bao phủ, một người khổng lồ năng lượng khổng lồ xuất hiện, người khổng lồ năng lượng đúng là tô trọng. Hư ảnh chiến trận huyết hồn tộc cũng không phải là hình người, mà là một đầu cự mãng. Tô trọng thuộc về phương thức phòng thủ, mà huyết hồn tộc thuộc loại công kích. Huyết hồn tộc có 30 ức, toàn bộ đông hải khắp nơi đều là bóng người vô số tiếng xé gió không dứt bên tai khí thức màu đỏ tươi hóa thành thủy chiều dâng trào về phía hạp loan thiềm long vòng bảo hộ màu đen xuất hiện ngăn chặn ở bên ngoài hải hạp đang khóc đồng thời hai tay tô trọng khổng lồ bắt đầu kết ấn hợp kích đế pháp huyết chú leng keng leng keng leng keng lúc này lực lượng nguyền rủa cực kỳ khủng bố bao phủ trực tiếp xuyên qua hư ảnh chiến trận của huyết hồn tộc tác động đến trong quân đoàn của huyết hồn tộc nhưng mà quân đoàn huyết hồn tộc trực tiếp bỏ qua công kích của Tô Trọng, bọn họ toàn lực áp sát quân đoàn tử linh, toàn bộ thực lực đều dùng cho việc chạy đi, không dùng trong phòng ngự. Kể từ đó, tốc độ áp sát của quân đoàn huyết hồn tộc cực nhanh, dọc đường đi không ngừng có trận pháp phòng hộ bị bọn họ ngang ngược phá tan. Huyết mãng nhìn tử linh quân đoàn không ngừng tấn công, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, đám nhân loại ngu xuẩn này, ngưu đồ dựa vào trận pháp mà chống lại được huyết hồn tộc vĩ đại, quả thực chính là chuyện cười. Bọn họ căn bản không cần phòng thủ, chỉ cần lấy tốc độ nhanh nhất mạnh mẽ đánh tan trận pháp của đối phương, cho dù 30 triệu người phục sinh một lần thì có làm sao? Nhân số tử vong càng ngày càng nhiều, trận pháp kêu khóc thảm thiết cũng bị phá càng lúc càng nhiều, chỉ trong một khắc, khắp Đông Hải khắp nơi đều là thi thể huyết hồn tộc, thần thức đảo qua ít nhất cũng là năm ức. Nhưng đúng lúc này, tay của Tô Trọng bắt đầu chuyển biến, thủ quyết của cử ảnh chiến trận vô cùng rõ ràng. Dù sao vong linh pháp tác được hắn tùy ý thao túng trong hai tay, sau khi đánh ra ấn quyết cuối cùng, Tô Trọng lạnh nhạt nói, "Linh hồn trầm miên, nghe hiệu lệnh của ta, sống lại đi, người chết." Tô Trọng cực lớn siết chặt bàn tay khổng lồ, tiếp theo vô số cường giả huyết hồn tộc đã chết nhau nhau đứng dậy, cường giả huyết hồn tộc vốn có thể bảo trì chiến trận, nhưng nhiều vong linh xen lẫn trong đám người như vậy, chiến trận lúc này không cách nào duy trì, hỗn chiến đã mở ra. Huyết Mãng nhìn chằm chằm vào vong linh sống lại, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, gầm lên giận dữ, bắt đầu rút lui tất cả huyết hồn tộc xung kích. Bọn chúng không sợ chết quả thật là không giả, nhưng khi chúng chết đi thì thi thể sẽ lưu lại, thi thể sẽ được tô trọng triệu hoán lại lần nữa đứng lên trở thành người của đối phương. Kể từ đó, theo thời gian trôi qua, nhân số đối phương sẽ càng ngày càng nhiều, số lượng ưu thế 30 triệu người của huyết hồn tộc sẽ không ngừng co rút lại. Cơn sóng màu đỏ tươi tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trong quá trình đối phương rút lui còn để lại gần 8.000 vạn thi thể, những thi thể này đương nhiên cũng trở thành chiến lược của tô trọng, đương nhiên, lúc đối phương lui lại cũng đã hoàn toàn hủy đi không ít thân thể vong linh, cuối cùng trở về trận doanh của Tô Trọng ước chừng 400 triệu tử linh. Huyết hồn tộc quyết đoán rút lui đối với tiên nhân của tử linh quân đoàn mà nói, đây là một tin tức khá phấn chấn lòng người, mặc dù đối phương có 30 ức người, nhưng bọn họ có lòng tin ngăn cản đối phương. Hai canh giờ tiếp theo, huyết hồn tộc không còn kiêu ngạo như trước, mà là hội tụ trận hình tổn thất nhỏ chậm rãi răng kín sát trận do quân đoàn tử linh chết chóc gây ra. Mặc dù bị chém giết, bọn họ cũng sẽ rất nhanh hủy đi thi thể người chết, dù vậy, quân đoàn tử linh cũng phục sinh không ít thi thể, song phương thảo phạt lẫn nhau, chiến trường ngược lại rằng co. 2018, đột phá phong tỏa, dựa theo xu thế này, một tỷ người chúng ta hoàn toàn có thể gánh vác được sự trùng kích của ba tỷ cường giả đối phương. Khóe miệng thu vân lộ ra vẻ tươi cười nói, đông đảo tiên nhân cũng nhao nhao sĩ khí tăng vọt, đây chính là chỗ đáng sợ của tiên nhân hệ tử linh. Ngày thường bọn họ đến chỗ nào mà người người kêu đánh, giờ phút này, bọn họ cũng có thể trở thành người cứu thế, loại cảm giác này rất là mới lạ, tuy nhiên có thể bằng vào vong linh pháp tắc tiếp cận huyết hồn tộc gấp ba binh lực của bọn họ để chặn khóc gào ở hải hạp, điều này làm sao không phải là bản lĩnh của bọn họ. Lạch trời bách thần, tiếng oanh kích cuồng bạo không ngừng vang lên, phần đông trận pháp mà bá vương quân đoàn bố trí hầu như bị huyết hồn tộc phá nát hơn phân nửa, nhưng đả chiến pháp của bá vương quân đoàn vô cùng cuồng bạo, tiền lực vô tận đối chọi tấn công, phạm vi ngàn dặm xung quanh mạch thượng cung khắp nơi đều là năng lượng bão táp hợp kích đế pháp cự thần lạc hồng đao một đao bổ xuống toàn bộ khu vực không gian sinh tử pháp tác bao phủ vắt ngang qua giữa quân đoàn hai bên thế công của quân đoàn huyết hồn tộc bị khí thức sinh tử áp chế tiến bộ vô cùng chậm chạp hạt đỏ tươi có thể phục sinh huyết hồn tộc sống lại nhưng hạt màu đỏ tươi cũng cần năng lượng giúp bọn họ sống lại nơi này không phải huyết quật hạt màu đỏ tươi sau lưng huyết hồn tộc cũng không phải là cách sống lại vô nghĩa nếu như năng lượng của hạt nhân màu đỏ tươi tiêu hao hầu như không còn bọn họ cũng chỉ có thể sống lại trong huyết quật. Cho nên tuy rằng những người này không sợ chết, nhưng cũng không phải là không có ý nghĩ đi tìm cái chết, nếu phá hỏng trận pháp thì không sao, những hy sinh nên có vẫn là thứ cần thiết, nhưng trong không gian sinh tử do Diệp Tàn Trảm tạo ra, bọn họ rút ít nhiều cũng là đưa đồ ăn. Lúc này, Hàn Thanh bảo quân đoàn huyết hồn tộc ở phía xa phát động công kích, đánh tan không gian sinh tử do Diệp Tàn đánh ra, vững bước tiến, mặc dù tiêu hao nhiều thời gian hơn nhưng lại là thủ đoạn công kích ổn thỏa nhất. Trong thời gian ngắn, tổn thương của hai bên đều không lớn, tổn thương của huyết hồn tộc ở chỗ năng lượng tiêu hao ở hạt hồn màu đỏ tươi, mà phần đông quân đoàn ở phong tiên giới bên này hy sinh là tính mạng của tiên nhân cũng không tính là nhiều lắm cùng với trận pháp đã bố trí sẵn. Áp lực lớn nhất là lạch trời trăm thần, mà thoải mái nhất chính là khu vực tiên nhân điện, quân đoàn tiên giới nơi đây nhân số cao tới 50 ức, trái lại huyết hồn tộc chẳng qua chỉ có 1 tỷ, người ước tu sĩ huyết hồn tộc này từ đầu tới cuối đều chưa chuẩn bị đánh ra, mà là canh giữ chung quanh thông đạo không gian. Phía trên chiến lực, xông vào cùng lạc tố tố xuất lĩnh phượng hoàng quân đoàn nghiền áp đối phương, nhưng quân đoàn huyết hồn tộc bên cạnh hạt màu đỏ tươi, chiến lực đều được tăng lên trên diện rộng, hun hút cùng lạc tố tố muốn hoàn toàn công phá phòng tuyến huyết hồn tộc, phá hư hạch màu đỏ tươi của đối phương phải trả đại giới cực kỳ thảm thiết, hun đúc cùng lạc tố tố không lựa chọn dùng mạng người đi đổi, mà hình thành một vòng vây thật lớn, đem hạt linh dẫn dắt 10 ức huyết hồn tộc vây chặt trong một khu vực. Xuyên y và Lạc Tố Tố rất rõ, lần này tiến vào huyết quật, quân đoàn Phượng Hoàng ít nhất phải bỏ ra 3 tỷ. Trước khi 30 ức cường giả này rời đi, nàng nhất định phải bố trí thật tốt trận pháp, vây chặt 10 ức huyết hồn tộc trước mắt vào trong một khu vực. Tất cả làm việc dựa theo kế hoạch sông viếng cùng Lạc Tố Tố, Hạt Linh sau khi biết rõ thực lực quân đoàn đối phương, cũng không có tự đánh mất mặt khởi sướng công kích, mà lựa chọn cố thủ chỗ cuối cùng của Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp, bởi vì trong vô tận hỗn độn, cự linh màu đỏ tươi xuất lĩnh quân đoàn huyết hồn tộc còn chưa xuất hiện, chỉ có huyết ngục sử thống lĩnh 20 ức huyết hồn tộc, căn bản không phải đối thủ của Tam Đại quân đoàn, bị Tam Đại quân đoàn áp chế chỉ có thể phòng thủ, không thể công kích. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau nửa canh giờ, chiến trường khắp phong tiên giới đều phát sinh thay đổi vô cùng lớn. Trăm Thánh, tiếng kêu khóc, ba huyết hồn tộc ở Thái Huyền dường như đã nhận được mệnh lệnh, bắt đầu điên cuồng đột phá vòng vây, bên trong vô tận hỗn độn, cự linh màu đỏ tươi mang theo hơn hai chục tỷ cường giả huyết hồn tộc bay ra, phối hợp với huyết thâm phát động vây công thái huyền thiên nguyệt hạp, tất cả huyết hồn tộc giống như phát điên vào lúc này, căn bản không thèm để ý đến thương vong, tất cả công kích hội tụ vào điểm cố định, đây căn bản chính là công kích đột phá vòng vây. Các thống lĩnh quân đoàn như Diệp Tàn, Tô Trọng, Băng Tuyết Nhi đều nhận được tin tức như vậy, huyết hồn tộc đang điên cuồng đột phá vòng vây. Đến rồi, Diệp Tàn nhìn chằm chằm huyết hồn tộc với ánh mắt ngưng trọng, hắn không ngừng xuất lĩnh đông đảo tiên nhân ngăn chặn đường thoát đang chạy trốn của đối phương, tốc độ thương vong của song phương bắt đầu tăng lên với tốc độ cực nhanh. Phu quân, hẳn là bên đại ca đã xảy ra chút vấn đề, hiển nhiên những người này muốn đột phá vòng vây đi vào vùng cực bắc vây giết đại ca rồi. Vệ Linh nhìn chiến trường như cối say thịt, vội vàng nói. Ừm, um, người đi thông báo cho những người khác, dựa theo kế hoạch phái quân đoàn viễn trinh đi. Diệp Tàn gật đầu nói. Phu quân, lúc này giao nhiệm vụ phá hủy ngăn cách đại trận cho nhiếp trọng sơn có phải rất qua loa hay không nếu người này phản bội chúng ta vệ linh có chút lo lắng nói trừ hắn ra cũng không có người nào khác có thể giao nộp thanh toán báo ứng bách thần lạch trời khẩn cấp như thế ta căn bản không có biện pháp rút xuất thân tam để cùng đại lực là phòng tuyến cuối cùng thủ hộ đại ca bọn họ không thể động băng tuyết nhi phương tử đạo hai quân đoàn cố thủ thái huyền thiên nguyệt hạp nhìn như không phải rất sợ hai đại quân đoàn của huyết hồn tộc nhưng mà con cự linh màu đỏ tươi kia chính là đi ra từ trong vô tận hỗn thiên, còn không biết bao nhiêu tinh cầu hỗn thiên bị khí màu đỏ tươi lây nhiễm, binh mã của hắn tuyệt đối không phải biểu hiện đơn giản như trên tình báo mà băng tuyết nhi cho. Đông Hải chi địa đối mặt với 30 ức huyết hồn tộc, bọn họ dựa vào vong linh để có thể đánh một trận, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng chia binh, chuyện hai chị dâu của tiên nhân điện có thể đi tới bên ngoài huyết quật chủ đạo, nhưng các nàng không có quân đoàn chuyên môn thuộc về mình, tu vi và chiến lực cũng không đủ để nghiền ép đám người nhiếp trọng sơn, chỉ dựa vào hai người các nàng, cho dù trở thành thủ lĩnh của viễn trinh huyết quật, cũng sẽ không có đủ thực lực, cũng sẽ có người nói gì bọn họ nghe nấy. Linh Nhi, con nên biết, những võ tu tiên giới này có thể xuất ra một phần sức trên phương diện kháng lại hạo kiếp, nhưng bọn họ lúc nào cũng có thể ruồng bỏ đại ca, bảo bọn họ bảo vệ các nơi. Con cảm thấy bọn họ sẽ vì đại ca mà tử chiến sao? Diệp Tàn nghe vậy lập tức nói, phu quân nói cũng đúng, nếu thế chuyện này cũng chỉ có thể dựa vào đoàn người Nhiếp Trọng Sơn. Vệ Linh nghe vậy lo lắng gật đầu nói: "Yên tâm đi, chắc hẳn bọn chúng đã biết huyết hồn tộc mạnh đến mức nào. Ở phương diện này, bọn người Nhiếp Trọng Sơn sẽ không phản bội đại ca, dù sao nếu chúng ta thua cũng không phải chuyện tốt đối với bọn chúng." Diệp Tàn an ủi, đồng thời thân hình bay vọt lên không trung, ẩn vào trong hư ảnh chiến trận, trường đao cực lớn không lao ra từ tay hư ảnh khổng lồ, tiếp đó chém xuống một đao. Đao khí vô tận giống như đao khí trừng từ trên trời chém xuống, hung hăng chém về phía cự ảnh Hàn Thiên Trảm. Cùng lúc đó, trên Thái Huyền Thái Âm Sơn, dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Trọng Sơn, quân đoàn huyết quật bay nhanh về phía Tiên Nhân Điện. Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp thiếu mất 3 phần 10 người, mà huyết hồn tộc lại có thêm cự linh đỏ tươi suốt lĩnh quân đoàn, lập tức ưu thế hai bên đối mặt. 2019, năm quân đoàn ngủ say ngàn vạn năm, Hàn Thiên Trảm ra lệnh một tiếng. Phong Tiên giới các nơi chiến đấu đã tiến thẳng vào trình độ cuồng bạo nhất, tất cả huyết hồn tộc trực tiếp từ bỏ việc quật chiến ở Phong Tiên giới toàn lực phá vây tiến về phía Bắc Bắc. Đối với Diệp Phàm mà nói, tất cả đều làm theo kế hoạch của hắn, hắn phát huy tác dụng của mồi nhử này tới cực hạt, chẳng qua hắn chưa từng nghĩ tới, toàn bộ Thiên Đế môn lần này, tất cả thủ lĩnh quân đoàn đều vi phạm mệnh lệnh của hắn. Ở Lạch Trời Bách Thần, các quân đoàn ở Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp đã tụ tập toàn bộ binh lực ở chỗ huyết hồn tộc đột phá, song phương như mũi nhọn đấu giao sắc không nhường nửa bước. Huyết hồn tộc không muốn sống, đông đảo tiên nhân trong quân đoàn cũng không muốn sống, đối với đại đa số võ tu của tiên giới mà nói, bọn họ không biết kế hoạch của người trên, nhưng các đại quân đoàn trưởng phát lệnh, toàn lực ngăn cản huyết hồn tộc. Đây là điều Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới, đây cũng là trận chiến mà Hàn Thiên Trảm chưa từng nghĩ đến, cuộc chiến phong tiên giới đã chậm rãi thoát ly hình dáng hai đại thiên kiêu sắp xếp trước đó. Thời gian trôi qua, xung quanh tiên nhân điện, quân đoàn huyết quật xuất lĩnh 2400 triệu cường giả đến, theo đó Thái Thượng Nguyệt Nguyệt xuất lĩnh quân đoàn Nguyệt Thần, lúc ban đầu Diệp Phàm của quân đoàn Nguyệt Thần đã được phái tới vọng hải hạp, nhưng sau khi đánh bại tiên nhân điện, Diệp Phàm liền bí mật truyền âm cho Hoàng Hy Nguyệt, để nàng làm thống lĩnh quân đoàn tấn công huyết quật lần này. Chuyện này, Diệp Phàm chưa từng nói cho đám người Diệp Tàn biết, kể cả Tô Trọng cũng chỉ biết quân đoàn Nguyệt Thần có điều lệnh bí mật của Diệp Phàm, nhưng căn bản không biết cụ thể nàng muốn làm gì. hi Nguyệt tiên tử, người đây, thống lĩnh quân đoàn lánh huyết nhiếp tò mò nhìn thái thượng hy nguyệt xuất lĩnh quân đoàn nguyệt thần tới chỗ này nghi ngờ diệp phàm bảo ta làm thống lĩnh tấn công huyết quật lần này nhân viên đã đến đông đủ chưa thái thượng nguyệt lạnh nhạt nói thái thượng hy nguyệt sẽ không tham dự hội nghị không có diệp phàm cũng sẽ không thêm lưu lại ấn ký truyền âm của bất cứ người nào ngoại trừ diệp phàm càng sẽ không nghe bọn người diệp tàn nói gì ngoại trừ diệp phàm nàng chưa từng giao lưu với đám người diệp tàn diệp tàn người cũng không đi tìm thái thượng hy nguyệt cho nên đến vị trí trước mắt ngoài nhiếp ra, Thái Thượng Hy Nguyệt là thống lĩnh duy nhất không biết kế hoạch của Diệp Phàm Đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm giao bí mật nhiệm vụ cho Thái Thượng Nguyệt, Diệp Phàm tin tưởng huynh đệ của mình cũng tin người yêu của mình, nhưng hắn phải đề phòng Ngô Tử Khuynh, Ngô Tử Khuynh thành luôn ở tại Thiên Đế Môn, nếu như người này nói gì với đám người Diệp Tàn, đám người Diệp Tàn vì an toàn của hắn mà làm ra một ít chuyện hồ đồ cũng chưa biết. Cho nên, hắn đã ở lại Thái Thượng Hy Nguyệt nước cờ này, bất kể thế nào, huyết quật chi chiến cũng là nước cờ quan trọng nhất trong kế hoạch lần này. Nếu là Diệp Tông chủ phân phó, chúng ta tự nhiên tuân theo. Nhiếp từ nghe vậy cũng không có ý khác, nói thật, hắn cũng không phải đặc biệt rõ ràng ý nghĩ của đám người Diệp Tàn. Diệp Phàm nói sau khi hắn tiến vào phong tiên đại trận, Diệp Tàn toàn quyền đại diện cho hắn, cho nên hắn chỉ cần tuân thủ mệnh lệnh là được. Phụ cận tiên nhân điện tụ tập gần 7 tỷ, Thái Thượng Nghi Nguyệt làm việc rất dứt khoát, trực tiếp lấy ra ấn ký không gian của huyết quật, tiếp theo rất nhiều quân đoàn tiến vào trong hư không. Thái huyền thiên nguyệt hạp, báo, vào đi, băng tuyết nhi mặc chiến bào, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, lạnh nhạt nói. Bẩm báo thống lĩnh, quân đoàn ẩn huyết có tin tức truyền đến, quân đội trinh phạt huyết quật đã xuất phát. Một nam tu chắp tay nói, ừm, um, xem ra tất cả đều thuận lợi, băng tuyết nhi nghe vậy khẽ gật đầu, bọn người phương tử, tiêu hàn ở một bên cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Báo, lại một giọng nói khác truyền đến, nói, sắc mặt đám người băng tuyết nhi hơi thay đổi, tiếp theo nhàn nhạt nói. Lại một nam tử đi đến, tiên nhân có không ít bộ phận tình báo, những người này luôn chú ý tới tình huống của các đại quân đoàn, toàn bộ tình báo đều tiến vào thánh thiên đế môn tập hợp, cuối cùng phân phát cho các bộ phận tình báo của các quân đoàn. Phía Bắc, quân đoàn tử thần, quân đoàn huyết hồn của đế thuẫn dốc toàn bộ lực lượng cuốn lấy cực bắc chi địa, huyết hồn tộc nơi tiên nhân điện bị quân đoàn phượng hoàng áp chế, bách thần lạch trời, khóc lóc thảm thiết, quân đoàn gào khóc đã có tử linh chống đỡ, trước mắt cũng không đáng lo, bá vương quân đoàn cùng kẻ địch nhân số tranh lệch quá lớn, đã có dấu hiệu bại lui, thống lĩnh quân đoàn cân bằng y trưởng lão đang tập kết quân đội ở Thánh Thiên, đi tiên thiên tiếp viện. Nam tử vô cùng cung kính nói, với năng lực của nhị công tử, trong thời gian ngắn bách thần lạch trời không lo, dựa theo tốc độ viễn trinh quân, sau hai canh giờ là có thể đến huyết quật, lấy thực lực huyết quật biểu hiện ra ngoài, chúng ta ngược lại chiếm ưu thế nhất định. Ngược lại ta cảm thấy kế hoạch lần này của tông chủ có chút vượt mức, hắn căn bản không cần dùng bản thân làm mồi nhử. Phương tử đạo nghe vậy hơi cảm khái nói, băng tuyết nhi nghe vậy nhưng không hề thả lỏng, ngược lại trở nên cực kỳ nghiêm trọng, nàng chỉ lắc đầu nói, phương sư đệ, người đã biết được đại cục của tông chủ, nếu huyết hồn tộc chỉ có chừng ấy thực lực, người cảm thấy tông chủ sẽ bố trí nhiều như vậy sao? Công tử đã ra lệnh trước, sau ba canh giờ nữa chúng ta nhất định phải khiến huyết hồn tộc đột phá phong tỏa của chúng ta, hơn nữa toàn bộ chúng ta đều rời khỏi Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp, hiện giờ đã qua ba canh giờ rồi, bây giờ chúng ta có cần đi không? Phương tử đạo nghe vậy không khỏi hỏi, lời băng tuyết nhi nói làm hắn có chút lo lắng, nếu như mệnh lệnh mà Diệp Phàm đưa bọn họ còn có ý khác thì làm sao bây giờ? Chúng ta không thể lùi, đây là nơi tất phải đi qua của hỗn thiên cùng luyện ngục. Nếu chúng ta rút lui, thì huyết hồn tộc hoàn toàn không cần chiến đấu với chúng ta là có thể thẳng tiến tới vùng cực bắc, đến lúc đó tông chủ sẽ gặp nguy hiểm băng tuyết nhi hơi trầm mặc sau đó lắc đầu kiên quyết nói thế nhưng mà phương tử còn chưa kịp nói xong một cỗ năng lượng bạo liệt đột ngột xuất hiện toàn bộ thái huyền thiên nguyệt hạp bắt đầu đất rung núi chuyển vô số trận pháp bị nghiền nát trực tiếp đánh sâu vào tất cả mọi người tiên điện của đám người băng tuyết bị trùng kích này hoàn toàn biến thành phế tích thái huyền thiên nguyệt hạp phảng phất trong nháy mắt tiến vào ngày tận thế trong nháy mắt vạn dặm đã bắt đầu sụp đổ vô số tiên nhân hoảng sợ nhìn thấy cảnh này băng tuyết nhi Phương Tử Đạo bay ra đầu tiên, Tiễn Thần Quân Đoàn, Phong Thần Quân Đoàn trong nháy mắt ngưng tụ chiến trận, chống lại thiên uy xung kích như vậy. Vô số tiên nhân chưa kịp bay vọt lên không trung đã bị lực xung kích hóa thành bột mịn. Oanh oanh oanh, sơn mạch vạn giảm không ngừng trúng xuống. Vô số trận pháp phát ra từng tiếng nổ vang thanh thúy vỡ vụn thành hư vô. Băng Tuyết Nhi, hư ảnh chiến trận của Phương Tử Đạo xuất hiện, mỗi người thủ hộ một phương. Đạp đạp, đạp đạp, thiên địa giao động, chiều đỏ tươi tràn ngập Đông Hải vô số tiên nhân huyết hồn tộc giống như châu chấu hướng về phía hai đại quân đoàn phát ra xung kích, mà phía dưới Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp, mình mông màu đỏ tươi như mặt trời chói mắt, làm cho hai đại tiên nhân quân đoàn lâm vào tuyệt vọng ngắn ngủi. Dưới dãy núi vạn giảm, huyết hồn tộc ngủ say như vậy, trận văn phong ấn đáng sợ phong ấn màu đỏ tươi vô tận năm tháng. Theo sự sụp đổ của Thái Huyền Thiên Nguyệt Hạp, huyết hồn tộc ngủ say không ngừng thức tỉnh. Thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch, tiếng trống như sấm, chấn động thiên địa, vô tận huyết sắc từ phía dưới phun trào vô số linh hồn màu đỏ tươi thức tỉnh